Y đạo quan đồ, trương nhất Trâm Trương 631, dùng quyền mưu lợi riêng. Ngày hôm sau, trương dương tới ủy ban thể dục thể thao đi làm, phát hiện có không ít người chờ ở ở ngoài cửa. Những người này đều là khách thuê của công ty nụ cười. Nghe nói công ty nụ cười xảy ra chuyện, lại không tìm thấy người phụ trách, cho nên đều tới tìm trương dương. Hà Trách Thành không những bỏ trốn, hơn nữa còn mang theo cả 100 vạn tiền quảng cáo. Hơn nữa khi y làm những quảng cáo này, hoặc nhiều hoặc ít đều lợi dụng quan hệ của Trương Dương. Trên cơ bản đều mang cờ hiệu của Trương Dương, có một số là Trương Dương biết, có một số là Trương Dương không biết, nhưng rất nhiều người nghe nói y lôi Trương Dương ra, ít nhiều đều nể mặt, nếu chuyện hôm qua không xảy ra, có thể là Trương Dương vĩnh viễn sẽ không biết được, nhưng chuyện hôm qua đã xảy ra rồi, biển quảng cáo đổ xuông đè chết người, chuyện Hà chắc thành lợi dụng cờ hiệu của Trương Dương giả danh lừa bịp lập tức nổi lên mặt nước, đẩy Trương Dương vào hoàn cảnh khó xử những người khách này nhất trí nhận định Hà Trác Thành là kẻ lừa đảo, bọn họ đều thanh toán không ít tiền đặt cọc, có một số người có thể bảo trì bình tĩnh và khắc chế, nhưng có một số người lộ ra vẻ vô cùng kích động, ở trong văn phòng Trương Dương làm ầm lên, chủ nhiệm Trương, lúc trước người này là anh giới thiệu cho chúng tôi, hiện tại quảng cáo không làm được, tiền thì bị y cuỗm đi, tổn thất của chúng tôi ai gánh đây. Trên mặt Trương Dương vẫn giữ nụ cười khiêm hòa, thằng ôn này tốt tình như vậy là cũng có nguyên nhân, hà trác thành cũng có thể coi là bố vợ trên thực tế của hắn bố vợ gây ra phiền phức như vậy hiện tại lại cúp đuôi bỏ chạy mình là con rể chỉ có thể lo liệu hậu sự cho y thôi trương dương nói mọi người đừng nóng tôi cũng đang tích cực liên lạc với người phụ trách các vị đều biết hôm qua biển quảng cáo rơi đè chết người hà trác thành gặp phải loại chuyện này khẳng định là sợ hãi cho nên chắc là ông ta gian trốn ở đâu đó sợ phải gánh trách nhiệm tôi tin ông ta sẽ không trốn lâu đâu sớm muốn gì cũng ra mặt nhận trách nhiệm Trương Dương còn chưa nói xong thì đã bị một người trẻ tuổi ngắt lời. Người trẻ tuổi đó rất tức giận, anh nói nghe dễ dàng nhỉ, chúng tôi đưa cho y 80 vạn phí quảng cáo, đài truyền hình còn chưa phát, công ty lại không tìm thấy người, tổn thất của chúng tôi ai gánh đây? Lúc trước không phải là anh gọi điện thoại liên hệ với chú tôi, ai sẽ giao quảng cáo cho một công ty quảng cáo nhỏ như vậy làm chứ? Hiện tại người thì chạy rồi, anh thì giống như người bàng quan, người khác nể mặt anh, nhưng tôi không nể mặt anh đâu tôi cứ tìm anh đấy, 80 vạn tiền quảng cáo của chúng tôi anh phải giao ra, đừng hòng lừa chúng tôi, có phải là anh và Hà Trác Thành đã thương lượng với nhau, cố ý làm ra màn kịch này để lừa chúng tôi, hòng cuống tiền của chúng tôi làm của riêng không? Audio điện tử võ tấn bền Trương Dương hai ngày nay ôm đầy một bụng tức, tuy rằng hắn cố gắng khắc chế, nhưng nghe thấy người khác nói xấu hắn như vậy, cơn tức trong lòng rốt cuộc cũng không đè nén được, hắn nổi giận, chỉ vào người trẻ tuổi kia, nói, đánh giám à, mày dám nói lại lần nữa không? Người trẻ tuổi bị uy thế của Trương Dương dọa cho lui về phía sau một bước, nhưng lại có người đứng ra nói, chủ nhiệm Trương, anh đừng nóng giận, Hà Trác Thành bỏ chạy, phí quảng cáo của chúng tôi bị mất vô ích, đổi lại là ai cũng tức giận cả. Chúng tôi cũng không phải là muốn làm khó dễ anh, mà là lúc trước mọi người đều là nể mặt anh cho nên mới giao quảng cáo cho công ty nụ cười làm. Nếu không thì một công ty quảng cáo nhỏ không có tên tuổi làm sao có thể lôi kéo được nhiều nghiệp vụ như vậy? Chủ nhiệm Trương, hiện tại mọi người đều rất sốt ruột, anh nếu biết Hà Trác Thành ở đâu thì hãy nói cho chúng tôi biết, giúp chúng tôi lấy lại được một chút tổn thất. Trương Dương lạnh lùng nhìn đám người này, con mẹ nó cút hết đi cho tôi, tôi nói cho các người biết, chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi nhất định sẽ cho mọi người một công đạo, nhưng ai con mẹ nó còn dám tới chỗ tôi cố tình gây sự, ta sẽ tát bay các người ra ngoài. Đám người này ít nhiều cũng đã nghe nói tới sự lợi hại của Trương Dương, có chút không cam lòng đi ra ngoài, không biết là ai nói, không phải chỉ là một chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao thôi sao. Có gì mà lợi hại chứ, tôi không tin không có chỗ để nói lý, đi, đi kiện hắn. Trương Dương tức giận đến nỗi thiếu chút nữa thì cầm cốc trà ném ra ngoài. Thường Hải tâm yên lặng đi vào trong văn phòng, rót nước nóng ảo trong cốc trà của Trương Dương, ôn nhu nói, buổi chưa ăn gì tôi tới căn tin mang cơm về cho anh nhé. Trương Dương lắc đầu, hắn không muốn ăn, cũng ăn không vô, chuyện của Hà Trác Thành khiến cho hắn vô cùng bối rối. Cái nên tới thì rồi cũng sẽ tới, đám người tự nhận là thương nhân bị lừa đó tố cáo chuyện của công ty quảng cáo nụ cười lên ủy ban kỷ luật, bí thư ủy ban kỷ luật Lý Bồi Nguyên xuất phát từ cẩn thận, trước tiên thông chi cho Lý Trường Vũ, mọi người đều biết, Lý Trường Vũ là lãnh đạo phân quản của Trương Dương, giao tình giữa hai người bọn họ cũng rất tốt, Chuyện này giao cho Lý Trường Vũ xử lý, một là nể mặt Lý Trường Vũ, hai là cũng tránh xung đột với Trương Dương, để tránh hắn hiểu lầm mình là cố ý nhằm vào hắn. Lý Trường Vũ gọi Trương Dương tới văn phòng của mình, sắc mặt của Lý Trường Vũ không tốt lắm, bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên đang lợi dụng chuyện khách sạn Hải Thiên để hành tỏi, mình vì chuyện của Trương Dương cũng phải chịu áp lực rất lớn, nhưng không ngờ vào thời điểm mấu chốt này, thằng ôn này lại để xảy ra chuyện, chuyện công ty quảng cáo nụ cười đã vô cùng ầm ĩ biển quảng cáo đẻ chết người, lão tổng của công ty ôm nhiều tiền quảng cáo như vậy bỏ trốn, mà những chuyện này đều có liên quan tới Trương Dương. Lý Trường Vũ thật sự có chút đau đầu, y phẫn nộ nhìn Trương Dương, nói cậu cho tôi một lời giải thích hợp lý. Trương Dương nói, không có gì mà phải giải thích cả, biển quảng cáo từ mái nhà của Nam Dương quốc tế rơi xuống là tôi hỗ trợ liên hệ, nghiệp vụ quảng cáo này là tôi giúp y, cũng chính là mang cờ hiệu của tôi, hiện tại xảy ra chuyện, tôi không còn gì để nói. Lý Trường Vũ tức giận nói tức giận nói, câu cho rằng không còn gì để nói là xong à? Một câu không còn gì để nói có thể giúp người chết sống lại ư? Một câu không còn gì để nói có thể tìm lại về phí quảng cáo của những đơn vị và cá nhân bị lừa ư? Một câu không còn gì để nói là những ảnh hưởng ác liệt này có thể tiêu trừ sao? Trương Dương không nói gì, hắn nhìn ra Lý Trường Vũ đang phát hỏa, để y phát tiết một chút cũng tốt, thật ra trong lòng Trương đại quan nhân cũng rất bất ức nhưng hắn không tìm thấy chỗ để phát tiết. Lý Trường Vũ chỉ vào mũi Trương Dương, nói cậu đó, cậu có biết người bên ngoài nói thế nào về cậu không? Nói cậu dùng quyền mưu lợi riêng, nói cậu lợi dụng thân phận chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao thông đồng với công ty quảng cáo nụ cười, cậu và Hà Trác Thành rốt cuộc có quan hệ gì mà cậu lại giúp y như vậy? Trương Dương không biết đáp lại như thế nào. Lý Trường Vũ nói, Hà Trác Thành mang hơn 300 vạn bỏ trốn. Đơn vị và cá nhân bị lừa hiện tại đã có 23 nhà, bọn họ liên hợp tố cáo lên ủy ban kỷ luật, người ta là kiện cậu đó, cậu là một cán bộ một quốc gia, thật thà làm công tác bản chức không được à? Vì sao còn phải nhúng tay vào chuyện sinh ý? Chuyện của Hải Thiên còn chưa giải quyết, cậu lại gây ra chuyện của công ty quảng cáo nụ cười. Trương Dương nói, tôi thuần túy là cho hỗ trợ bạn bè, tôi ở trong đó không nhận một xu nào. Lý Trường Vũ nói, cậu hiện tại nói với tôi như vậy, tôi tin Tôi luôn tin cậu, nhưng người khác có tin được không? Trương Dương, bao nhiêu cán bộ bị vấp ngã trên vấn đề kinh tế rồi, tôi luôn thấy giác ngộ chính trị của cậu rất cao, có đủ lý trí, sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, nhưng cậu xem bản thân cậu đã làm gì? Trương Dương nói, coi như tôi xui xẻo, nếu xảy ra chuyện, tôi sẽ gánh vác trách nhiệm là được. Lý Trường Vũ nói, cậu gánh vác trách nhiệm ư? Nói nghe dễ nhỉ, cậu gánh được không? Cho dù cậu trên kinh tế có thể bồi thường nhưng một khi cậu thừa nhận trách nhiệm này, cậu sẽ phải trả một cái giá rất lớn, không phải có tiền là có thể giải quyết được vấn đề. Thân là một cán bộ lãnh đạo, lợi dụng quyền của mình giúp người khác mưu cầu lợi ích, bản thân đây chính là một chuyện trái với nguyên tắc, chẳng lẽ cậu không ý thức được ư?" Trương Dương nói, "Thị trưởng Lý, chuyện đã xảy ra rồi, tôi cho dù ý thức được thì cũng có ích gì chứ. Nên giải quyết thế nào thì giải quyết như thế thôi." Lý Trường Vũ nói, "Cậu nói nghe dễ nhỉ, giải quyết thế nào đây?" hơn 300 vạn mà Hà Trác Thành của ông đi ai sẽ chịu trách nhiệm. Tên bảo vệ đã chết ai sẽ bồi thường, ảnh hưởng xã hội ác liệt đã tạo thành ai sẽ xử lý. Trương Dương không biết trả lời như thế nào, Lý Trường Vũ đang định nói tiếp thì điện thoại của y đổ chuông, Lý Trường Vũ cầm lấy điện thoại, lại là bí thư thị ủy từ quang nhiên gọi y tới đi một chuyến. Lý Trường Vũ bỏ điện thoại xuống, nói với Trương Dương, cậu đừng có đi đâu, ở yên đây đợi tôi. Từ quang nhiên cũng biết chuyện công ty quảng cáo nụ cười, ngay cả y cũng không ngờ chuyện này lại dính líu tới Trương Dương. Đây là một cơ hội, y cần phải làm gì đó. Nhớ tới mấy ngày trước, Trương Dương lợi dụng chuyện của từ quang lợi gióng chống khua chiêng kiểm tra công ty thế kỷ mới. Từ quang nhiên vô cùng tức giận, một cán bộ cấp ban nho nhỏ, ỉ vào sau lưng có người giúp đỡ, hoàn toàn không để bí thư thị ủy là y vào mắt. Lúc ấy từ quang nhiên đã nghĩ, thằng ôn mày tốt nhất đừng để cho tao nắm được thóp. Một khi để tao nắm được rồi, tao tuyệt sẽ không khách khí với mày. Nguyên nhân mà từ quang nhiên không muốn khách khí đối với hắn một là vì thù riêng, hai là vì lợi riêng, song quy trương nước phóng, ngay sau đó phải đánh trương dương, bí thư thị ủy như y khi phản hủ sướng liêm tuyệt không do dự, trong mắt hắn ý nghĩa của đánh trương dương càng lớn hơn, lý trường vũ lần này tới nam tích. Khiến y cảm thấy có nguy cơ, Trương Dương là tiên phong sung phong hãm trận cho Lý Trường Vũ. Từ quang nhiên cho rằng Trương Dương sở dĩ dám lấy chuyện công ty thế kỷ mới ra chọc ngoáy, đều là vì Lý Trường Vũ ở sau lưng ủng hộ. Lý Trường Vũ tới văn phòng của Từ Quang Nhiên, mặt mày tươi cười nói, "Bí thư từ tìm tôi à?" Từ Quang Nhiên gật đầu, vẻ mặt của y rất ngưng trọng, y đang tạo áp lực tâm lý cho Lý Trường Vũ, Từ Quang Nhiên nói, "Chuyện của Trương Dương Anh đã nghe nói chưa?" Y không nói là công ty nụ cười mà trực tiếp tập trung mục tiêu lên người Trương Dương. Lý Trường Vũ cố ý giả bộ hồ đồ nói, "Chuyện của Trương Dương ư? Chuyện gì vậy?" Từ quang nhiên mắng thẩm lý trường vũ giả vờ, y trầm giọng nói, vừa rồi hơn 20 đơn vị vì cá nhân liên danh tố cáo Trương Dương lên ủy ban kỷ luật. Lý trường vũ cười nói, chuyện này á, tôi vừa rồi đã hỏi cậu ấy, cậu ấy nói mình không có liên quan gì tới công ty quảng cáo nụ cười đó cả, cậu ấy không hề lợi dụng chức quyền để tạo bất kỳ sự thuận lợi nào cho công ty quảng cáo này, tất cả đều là hà chắc thành kia lấy tên của cậu ấy đi lôi kéo làm ăn. Từ quang nhiên thở dài, không chút khách khí vạch trần lý trường vũ đồng chí trường vũ tôi biết trương dương là cán bộ một tay anh đề bạt hắn quả thực cũng rất có năng lực công tác nhưng đây cũng không thể trở thành lý do để chúng ta che chở cho hắn lý trường vũ nói bí thư từ không phải tôi che chở trương dương mà là tôi dựa trên thái độ thực sự cầu thị để phân tích chuyện này thực sự cầu thị ư tôi nói cho anh biết sự thật nhé biển quảng cáo treo trên nam dương quốc tế từ trên rơi xuống đè chết một bảo vệ biển quảng cáo này là công ty quảng cáo nụ cười chế tác. Công ty quảng cáo nụ cười chỉ là một công ty nhỏ của Lam Sơn. Bọn họ sở dĩ có thể ở Nam Thích tiếp nhận nhiều nghiệp vụ như vậy tất cả đều là nhờ có Trương Dương hỗ trợ. Những đơn vị và cá nhân bị lừa này vì sao muốn tới ủy ban kỷ luật tố cáo Trương Dương? Chẳng lẽ nhiều người như vậy đều muốn vu hãm Trương Dương? Nếu chuyện này không liên quan gì tới Trương Dương, người khác vì sao lại đi tìm hắn? Lý Trường Vũ nói, bí thư từ, Ví dụ một số thương nhân không hợp pháp lợi dụng danh nghĩa của người khác giả danh lừa bịp cũng không phải là hiếm, chúng ta không thể bởi vì một số lời đồn bên ngoài mà dễ dàng đưa ra kết luận. Sự che chở hết sức của Lý Trường Vũ đối với Trương Dương khiến Từ Quang Nhiên tức giận, Từ Quang Nhiên nói, cái gì mà lời đồn, đồng chí Trường Vũ, chuyện khách sạn Hải Thiên Anh nói là lời đồn, hiện giờ chuyện của nụ cười anh cũng nói vậy. Lợi dụng chức quyền mưu cầu lợi ích cho mình, cái đó gọi là dùng quyền mưu lợi riêng nhưng lợi dụng chức quyền để mưu lợi cho người khác thì gọi là đại công vô tư ư. Sai rồi, cũng gọi là dùng quyền mưu lợi riêng, chuyện công ty quảng cáo nụ cười rất ẩm ý, ảnh hưởng xã hội cực kỳ ác liệt, nghiêm trọng ảnh hưởng đến hình tượng cán bộ đảng viên của chúng ta. Anh là lãnh đạo chủ quản của Trương Dương, chuyện này nên giải quyết như thế nào thì phải xem vào anh. Từ quang nhiên sau nhiều ngày ẩn nhẫn cuối cùng cũng nổi bão. Lý Trường Vũ không nói gì, nhưng trong lòng lại vô cùng khinh thường từ quang nhiên, từ quang nhiên anh nói nghe thì hay lắm, hợp tình hợp lý lắm, lợi dụng chức quyền mưu cầu lợi ích cho người khác ư, vậy thế kỷ mới thì nói thế nào? Ôn cho rằng em ruột của ông nhận thầu công trình trung tâm thể dục mới là đại công vô tư ư. Thật sự không hiểu ông sao có thể nói ra được những lời này khi nói người khác mà không nghĩ tới chính bản thân mình à. Từ quang nhiên nói, tôi cũng không phải nhầm vào Trương Dương, tôi cũng không phải là nhầm vào bất kỳ ai, tôi thân là bí thư thị ủy thành phố Nam Tích, nhìn thấy Nam Thích phát sinh chuyện như vậy, tôi rất đau lòng, tôi hy vọng chuyện của Trương Đức Phóng, Trương Dương sẽ là cái gương, tôi càng hy vọng những đồng chí khác sẽ từ đó mà rút được bài học, thực sự ý thức được quốc gia giao quyền lực cho anh là để làm gì. Lý Trường Vũ nói, bí thư tử, anh yên tâm đi, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nếu chứng thực được Trương Dương có trách nhiệm trong chuyện này, tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, tuy không bao che. Từ quang nhiên lạnh lùng nói, chuyện này hay là giao cho ủy ban kỷ luật đi điều tra đi, anh còn có công tác khác phải làm, tôi gọi anh đến là chỉ muốn trao đổi một chút ý kiến với anh. Ban lãnh đạo Nam Tích chúng ta trước giờ đều là cờ sĩ tiên minh phản đối tham ô hối lộ, năm đó Cục trưởng Công an đường Hưng sinh bởi vì nhận hội lộ mà bị chúng ta bắt, hiện giờ Trương nước Phóng cũng cũng như vậy, bất kể là ai vi phạm kỳ cương. Chỉ cần hắn dám xúc phạm tới lợi ích của nhân dân, hắn chính là kẻ địch của toàn thể cán bộ Nam Tích chúng ta. Lý Trường Vũ bỗng nhiên sinh ra một loại phản cảm nói không nên lời đối với từ quang nhiên, cho dù Trương Dương đắc tội với y, cũng không đến mức vội vã bỏ đá xuống giếng như vậy chứ. Lý Trường Vũ cũng hiểu lòng giả của từ quang nhiên không nhỏ nhen đến mức như vậy, y vội vàng ra tay đối phó Trương Dương, một nguyên nhân chủ yếu là y muốn di rời sự chú ý, muốn ánh mắt của nam tích từ trên xuống dưới di rời sang chuyện này, đã có thể di rời sự chú ý, lại có thể đả kích Trương Dương, chuyện hay như vậy cớ sao lại không làm anh không vui à, cho dù là Aisuria cũng có thể nhìn ra tình tự của Trương Dương hôm nay rất kém. Trương Dương cười cười, hắn đẩy Aisuria ven hồ mắt phương, hôm nay ánh mắt trời rất tốt, ấm áp chiếu lên người bọn họ, mặt cỏ bên hồ dưới ánh mặt trời ánh lên màu vàng óng ánh, khiến cho người ta cảm thấy một loại ấm áp. Trương Dương cố định xe lăn, tự mình ngồi xuống đất, ngắt một cọng cỏ cầm chơi đùa trên tay. Aisuria nói, tôi có thể nhìn ra sự u buồn ẩn sâu trong mắt anh. Trương Dương cười nói tiếng Trung Quốc của cô càng lúc càng chuẩn đó. Ai Surya nói, cũng nhờ có anh thường xuyên nói chuyện với tôi. Trương Dương nói, tôi cũng không dám kể công đâu, ngày mai sẽ phẫu thuật, cảm giác thế nào. Ai Surya nói, rất chờ mong, nhưng vẫn hơi sợ. Trương Dương bật cười, không có gì mà sợ cả, tình huống sức khỏe của cô rất tốt, chịu được lần phẫu thuật này. Bác sĩ Vu là chuyên gia lĩnh vực phẫu thuật thần kinh, cho dù là ở trên thế giới cũng có thể tính là hàng đầu đó. Aisuria gần đầu, thật ra ngẫm lại cũng không có gì đáng sợ, dù là tình huống xấu nhất thì cũng còn có thể như thế nào nữa. trong những ngày cô ta bị liệt nửa người, vô số lần đã nghĩ tới cái chết, cho rằng nếu mình chết đi thì có thể được giải thoát. hiện tại trương dương lại mang tới hy vọng có thể hồi phục cho cô ta, cho dù phẫu thuật thất bại, cùng lắm thì vẫn như thế này, có gì đâu mà phải sợ. Trương Dương mỉm cười nói, kỳ thật nhân sinh luôn tràn đầy hy vọng mà. Ai Surya nói, tôi thích ánh mặt trời, mỗi lần nhìn thấy ánh mặt trời thật giống như nhìn thấy hy vọng vậy. Tuy rằng không biết anh gặp chuyện gì không vui, nhưng khi anh phiền não hãy nhìn tôi này, so với tôi anh hạnh phúc hơn nhiều, anh sẽ cảm thấy trời xanh đối với anh rất hậu ái. Trương Dương bật cười, đúng vậy, so với đa số người trên đời này hắn không nghi ngờ gì nữa là rất may mắn, có thể có cơ hội làm người hai đời có thể có nhiều thân nhân, bằng hữu người yêu như vậy quan tâm đến hắn, hắn còn có gì mà oán thán, hắn còn gì mà phải tiếc nuối. Phía sau vang lên tiếng chuông xe đạp, Trương Dương không chưa quay người lại đã ngửi thấy mùi vịt hun khói, hắn lập tức đoán được là Lão Trang, cười cười quay người lại, nhìn thấy Lão Trang đang dắt xe đạp, cười ha ha đứng ở ven đường, chủ nhiệm Trương, ngài đến chơi à. Trương Dương gật đầu, Lão Trang, đi đưa hàng về à. Lão Trang nói, sắp sang năm mới rồi, gần dây công việc bận lắm, đi đưa cả buổi sáng, cũng vừa đưa được hết chỗ hàng cần đưa rồi, chủ nhiệm Trương, ngài ăn cơm chưa? Nhắc tới chuyện ăn cơm Trương Dương lúc này mới cảm thấy có chút đói bụng, hắn lắc đầu nói chưa? Lão Trang chỉ vào phố Thủy cách đó không xa, phố Thủy lại khai trương rồi, chú Lão Tam cũng mở xa hoa cư ở đó, ngài tới đó ăn đi, tôi mời khách. Trương Dương cười nói, không cần đâu. Lão Trang mời đầy thịnh tình, đi đi, lát nữa tôi mang đến hai con vịt hun khói cho ngài, vả lại, tôi còn có chút chuyện muốn nói với ngài. Trương Dương trưng cầu ý kiến của Aisuria, Aisuria ở trong biệt thự mãi cũng buồn, vui vẻ theo Trương Dương đi chơi. Trương Dương thế là bảo Lão Trang đi trước, mình giúp đưa Aisuria tới xa hoa cư của Chu Lão Tam. Chu Lão Tam nhìn thấy Trương Dương tới, vội vàng cười ha ha ra đón, chủ nhiệm Trương, mau lên lầu ngồi đi nói xong ông ta liền có chút hối hận. Trương Dương còn dẫn theo một cô gái tàn tật. Nhìn kỹ thấy cô gái xinh đẹp này là người ngoại quốc. Chu Lão Tam nói, ngồi ở bên dưới đi, tôi đi chuẩn bị. Trương Dương cười nói, hay là lên lầu đi, vừa thanh tịnh lại có thể ngắm cảnh hồ. Chu Lão Tam nói, vậy tôi giúp đẩy xe nhé, y là muốn mang xe còn Trương Dương thì bế Ai xua ria lên lầu. Trương Dương xua tay, nói, không cần đâu, hắn giang tay ra bế cả sốria và xe lăn lên, khí định thần nhàn đi lên lầu. Tất cả mọi người, bao gồm cả Chu lão Tam đều há miệng trợn mắt, ngoan ngoãn đứng tránh ra, vị chủ nhiệm chương này khỏe kinh người. Trương Dương đưa sốria lên lầu 2, Isoria đã lâu rồi chưa tới loại trường hợp công chúng này, đối với tất cả đều cảm thấy vô cùng mới mẻ. Chu lão Tam cầm thực đơn đi tới, cười nói chủ nhiệm chương gọi gì? Trương Dương nói, ông cứ xem thế nào mà an bài hai người chúng tôi cũng ăn không nhiều đâu. Chu lão tam gật đầu nói gật đầu nói được, tôi chọn mấy món sở trường của sao hoa cư cho anh. Aisuria bình thường cũng không mấy ăn cơm, cô ta đi theo trương dương tới đây chỉ là vì tò mò, ở nhà buồn quá lâu rồi, cả người đều bức bối. Trương Dương tự mình động thủ đút cho cô ta ăn một số rau xanh. Nếu như Aisuria là người bình thường, trương đại quan nhân hành động như vậy thì sẽ thấy có chút ám muội nhưng cô ta là bệnh nhân bị liệt nửa người. Bản thân không có năng lực hành động, Trương Dương làm như vậy là rất tự nhiên, Aisuria tiếp nhận cũng rất thản nhiên. Lão Trang không lâu sau liền mang hai con vịt hun khói tới, còn có một túi lưỡi vịt, Trương Dương cũng không khách khí, cầm một cái lưỡi vịt đút cho Aisuria, Aisuria từ sau khi liệt nửa người cũng rất ít ăn thức ăn mặn, ăn lưỡi vịt vào cảm thấy cực ngon, không nhịn được lên tiếng khen, ngon quá đi. Lão Trang cười nói, cô thích là được rồi, lần sau tôi sẽ làm nhiều hơn một chút bảo chủ nhiệm Trương mang đến cho cô. Ai sốria nói, vậy thì phải cảm ơn ông trước rồi. Trương Dương gọi, lão trang, uống một chén đi. Lão trang lắc đầu nói, không được, tôi buổi chiều còn phải về nhà là thức ăn, buổi tốt còn có một số hàng phải đưa, nhân lúc sinh ý trước năm mới còn tốt, kiếm thêm ít tiền, chờ kiếm đủ có thể về hưu rồi. Nói tới đây ông ta không khỏi có chút thương cảm, con trai nhà chúng tôi đi sớm quá, hai vợ chồng chúng tôi chỉ có thể tự chiếu cố mình thôi trương dương an ủi chuyện trôi qua lâu như vậy rồi ông cũng đừng cứ nhớ mãi tới những chuyện thương tâm nữa lão trang gật đầu nói chủ nhiệm trương anh yên tâm đi tôi đã sớm tiếp nhận hiện thực rồi tôi nghe nói đường hưng sinh lại giết người hắn giết hết cả nhà phó liên thắng chuyện này được đồn đại khắp nơi rốt cuộc có phải là thật không trương dương nói ông cũng nói là lời đồn cơ quan công an đang điều tra trước khi chưa có kết quả thì không ai có thể xác định là có phải hắn làm hay không Lão Trang tràn ngập sầu não nói, chuyện khác thì tôi không hy vọng, tôi chỉ muốn cục công an của chúng ta mau mau bắt được đường hưng sinh, tên này quá táng tận lương tâm, hại chết con tôi, tôi muốn khi còn sống có thể nhìn thấy hắn phải chịu chế tài của pháp luật. Trương Dương nói, Lão Trang, ông đừng gấp, phải tin vào quốc gia của chúng ta, pháp luật của chúng ta, có câu lưới pháp luật lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, đường hưng sinh làm chuyện xấu, không thể mãi mãi nhở như ngoài vòng pháp luật được, nhưng tôi nghe nói hắn đã chạy trốn ra nước ngoài rồi. Trương Dương nói, hiện tại đã có luật dẫn độ, chỉ cần hắn không phải chạy trốn ra ngoài không gian thì đều có biện pháp bắt hắn về. Lão Trang vẫn rất tin vào lời nói của Trương Dương, ông ta cảm thán, tôi thật sự rất muốn sớm ngày nhìn thấy hắn xa lưới. Hà Hâm Nhan và Hồ Nhân Như sau khi biết được chuyện của công ty quảng cáo nụ cười, ngay lập tức liền tới Nam Tích, Hà Hâm Nhan nhìn thấy Trương Dương, nước mắt không nén được mà rơi lã trã, cô ta thấy mình có lỗi với Trương Dương, tất cả đều chuyện này tất cả đều là do cha cô ta gây nên, nếu Trương Dương không phải nể mặt cô ta mà giúp y, cũng sẽ không gặp phải phiền phức lớn như vậy. Trương Dương cười nói, đang yên đang lành sao lại khóc. Nơi này là văn phòng của anh, để cho người khác nhìn thấy thì còn không biết là anh làm gì em. Hà hâm nhan cắn môi, nói cho dù phải tìm khắp chân trời góc biển em cũng phải tìm được hắn. Trương Dương nói, tìm hắn làm gì? chuyện đã đã xảy ra rồi cho dù tìm được tìm được cũng không giải quyết được vấn đề hồ nhân như nói trương dương em và hâm nhan trước khi đến đây đã thương lượng rồi khoản tiền mà công ty nụ cười nợ bọn em sẽ phụ trách giải quyết trương dương nói không cần đâu hà hâm nhan nói cần nếu không thì sau này em sẽ không bao giờ gặp anh nữa tâm tình của cô ta đang rất trước mặt hồ nhân như cũng không cố kỵ quan hệ giữa cô ta và trương dương nữa Hồ Nhân như nói, "Trương Dương, em đã tìm hiểu rồi, Hà Trác thành nhận không ít tiền đặt cọc, cũng nhận không ít tiền quảng cáo, những công ty này sở dĩ đến tìm anh là bởi vì bọn họ cho rằng bị lừa, tiền đã đưa nhưng lại không được quảng cáo, công ty quảng cáo của bọn em so với nụ cười thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần, sức ảnh hưởng cũng lớn hơn nụ cười, do bọn em khắc phục hậu quả là thích hợp nhất, nếu như bằng lòng tiếp tục thực hiện hợp đồng thì bọn em sẽ phụ trách làm nốt quảng cáo." không đồng ý thì bọn em cũng sẽ trả lại tiền quảng cáo đã đặt cọc cho họ làm như vậy một là có thể giúp nụ cười giảm nhẹ một số tội hai là có thể giúp anh tránh được phiền phức trương dương nói anh không muốn các em phải chịu trách nhiệm vì chuyện phiền phức của anh hồ nhân như không khỏi trách cứ cái gì mà của anh của em anh hiện tại còn nói với bọn em những lời như vậy ư cô ta giơ cổ tay lên xem đồng hồ em đã liên hệ với những người khách bị tổn thất rồi hiện tại đi tìm bọn họ bàn bạc hâm nhan thì không cần đi tình tự của em quá kích động không hợp lý tham gia chuyện này trương dương đứng dậy đưa hồ nhân như ra khỏi văn phòng đi ra ngoài cửa hồ nhân như nói khẽ với trương dương đừng lo lắng tất cả còn có bọn em chuyện này em tin rằng nhất định có thể giải quyết viên mãn có câu hoạn nạn mới thấy chân tình trong lòng trương dương không khỏi có chút cảm động hắn thật lòng nói nhân nhi khổ cho em rồi hồ nhân như gắt anh đừng có nói những lời khách khí với em như vậy anh nói như vậy, em. Em cảm thấy anh coi em là người ngoài. Trương Dương mím mím môi, nói, được, anh không nói nữa, em không phải là người ngoài, em là người trong của anh, người trong thân nhất. Mặt hồ nhân như hơi đỏ lên, cô ta nhìn về phía văn phòng của Trương Dương, hâm nhan bởi vì chuyện của cha cô ấy mà vô cùng khổ sở. Cô ấy cho rằng là mình đã làm liên lụy tới anh, trên đường tới đây, cô ấy khóc suốt, anh an ủi cô ấy đi. Lúc này mới gật đầu, nhìn hồ nhân như lên ô tô rồi mới quay trở lại văn phòng mí mắt hà hâm nhan có chút sưng đỏ chuyện của cha khiến cô ta tự trách khi ở riêng một chỗ trương dương nước mắt không kìm được mà lại rơi hà hâm nhan xưa nay rất kiên cường nước mắt lúc này là vì cảm thấy áy náy trong lòng trương dương ôm cô ta vào lòng hôn không phải trên mặt cô ta nói khẽ cô bé ngóc khóc cái gì anh không phải vẫn nguyên vẹn ư hà hâm nhan dương dương nói xin lỗi đều là em làm liên lụy anh Trương Dương cười nói, không liên quan gì tới em cả, lúc trước em không chỉ một lần khuyên anh, bảo anh đừng quản chuyện của hắn, là tự anh làm thôi. Nhưng Trương Dương càng nói như vậy, Hà Hâm Nhan càng tự trách mình, nếu không phải nể mặt mình, Trương Dương sao có thể tự dưng đi giúp cha mình. Hiện tại cha gây ra chuyện lớn như vậy, bản thân ông ấy lại không có dũng khí tự chịu trách nhiệm, không biết đã bỏ trốn đi đâu rồi, tất cả phiền phức thì để lại cho Trương Dương, Hà Hâm Nhan đầy lo lắng nói Trương Dương lần này anh sẽ không gặp phiền phức lớn chứ trương dương nói không có phiền phức gì cả anh đích xác là có giúp cha em giới thiệu một số sinh ý nhưng anh lại không nhận lợi ích gì từ trong đó cả tối đa chỉ tính là làm trái kỷ luật thôi miệng hắn thì nói nghe rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng thì lại biết do rằng chuyện này lần khó mà nhập nhòe cho qua được khi lý trường vũ hắn nói chuyện đã ám chỉ với hắn bí thư thị ủy từ quang nhiên công khai tỏ thái độ phải nghiêm túc xử lý hành vi dùng quyền mưu lợi riêng mình trong chuyện này quả thực có lợi dừng chức quyền mưu lợi cho người khác, muốn dứt hết khỏi liên quan là rất khó, y nên tự mình giải quyết sai lầm của mình. Hà Hâm Nhan cũng hiểu chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng chuyện đã đến nước này, có oán cha hơn nữa cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ cách giải quyết thôi, cố gắng bổ cứu cho tốt, Trương Dương trương dương thoát khỏi phiền toái. Chương 632, xử lý nhẹ nhàng. Hồ Nhân Như trải qua đàm phán suốt cả một buổi chiều cuối cùng cũng bàn xong với những khách hàng của công ty quảng cáo nụ cười, đa số khách hàng tỏ vẻ đồng ý với phương án giải quyết mà Hồ Nhân Như đề xuất, dù sao mục đích của những người này cũng là vãn hồi tổn thất, bọn họ cũng không muốn chuyện trở nên căng thẳng, công ty quảng cáo của Hồ Nhân Như so với nụ cười mạnh hơn không biết bao nhiêu, có cô ta tới nhận nghiệp vụ quảng cáo, đương nhiên là một kết quả khiến người ta hài lòng, trong đó cũng có số ít khách hàng không muốn tiếp tục nghiệp vụ quảng cáo. Hồ Nhân Như cũng rất sảng khoái ký chi phiếu trả tiền ngay tại chỗ cho họ. Bận suốt một ngày, hồ nhân như lê thân thể mệt mỏi trở lại Vân Hy Sơn Trang, lại phát hiện chỉ có một mình Hà Hâm Nhan, Trương Dương vẫn chưa trở về, hồ nhân như có chút kinh ngạc nói anh ấy đâu rồi. Hà Hâm Nhan nói, tới bệnh viện thăm bạn rồi. Hồ Nhân như cười cười lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Hà Hâm Nhan. Hà Hâm Nhan pha cho cô ta một tách cà phê, quan tâm hỏi, bàn thế nào rồi? Hồ Nhân như dây ra cổ, nói khẽ coi như là thuận lợi, có đền tiền có tiếp tục quảng cáo, Tất cả nghiệp vụ phát sinh của nụ cười đều do chúng ta tiếp nhận." Hà Hâm Nhan nghe vậy mừng rỡ, nói như vậy, Trương Dương sẽ không sao ư? Hồ Nhân Như lắc đầu nói, chuyện trên kinh tế có thể giải quyết, nhưng chuyện trên chính trị thì khó nói lắm, cho dù là chúng ta muốn giúp những cũng đành bát lực, chỉ có thể dựa vào chính bản thân anh ấy thôi." Hà Hâm Nhan khó hiểu nói, tiền đã trả rồi, tranh chấp cũng được giải quyết rồi, chẳng lẽ còn có người muốn bám lấy Trương Dương không tha? muốn lấy chuyện này ra để gây khó dễ. Hồ Nhân Như thở dài nói, "Chị không hiểu chính trị, nhưng chị biết, những quan viên này muốn chơi người ta thì thật sự là không cần lý do. Chuyện của công ty quảng cáo nụ cười bọn họ không quan tâm, có chết người hay không họ cũng không quan tâm, cái mà bọn họ quan tâm là ai sẽ đứng ra nhận trách nhiệm, những việc này không phải có tiền là có thể giải quyết được." Trương Dương so với Hồ Nhân Như thì hiểu rõ tình cảnh của mình hơn nhiều, chuyện của khách sạn Hải Thiên còn chưa được giải quyết. Phiên toái của công ty quảng cáo Nụ Cười lại xuất hiện, khách sạn của Hải Thiên có thể nói là sự trả thù ác ý của tên tiểu nhân Đoàn Kim Long, nhưng chuyện của công ty quảng cáo Nụ Cười lại có liên quan rất lớn tới mình, phải thừa nhận rằng mình đã lợi dụng sức ảnh hưởng, vận dụng quan hệ xã hội của các phương diện để giúp Hà Trác Thành, hắn lúc ấy chỉ cho rằng tất cả những việc này chỉ là cử thủ chi lao. Cớ gì mà không làm, nhưng không ngờ rằng lại sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy, công ty quảng cáo của Hà Trác Thành hiển nhiên không chính quy. Trên quản lý và thi công tồn tại khiếm khuyết rất lớn, cho nên mới tạo thành chuyện biển quảng cáo từ trên cao rơi xuống, đè chết một nhân viên bảo vệ vô tội, tạo thành một tràng bi kịch này, có thể nói Trương Dương hoặc nhiều hoặc ít có chút liên quan tới cái chết của người bảo vệ này. Điều này khiến cho Trương Dương cảm thấy áy náy, nếu hắn tìm hiểu kỹ về Hà Trác Thành hơn, nếu hắn chú ý tới chuyện của Hà Trác Thành hơn thì bi kịch này có lẽ sẽ không xảy ra. Chuyện vẫn chưa kết thúc. Trương Dương biết bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để đối phó với mình này, trước đó vài ngày, hắn lợi dụng chuyện của công ty thế kỷ mới khiến cho Từ Quang Nhiên khó xử, hiện tại tới phiên mình gặp xui xẻo, Tết chưa qua mà báo ứng đã tới rồi. Trương Dương tạm thời gạt tất cả chuyện phiền toái sang một bên, hôm nay là ngày Aisuria phẫu thuật, Trương Dương tới bệnh viện nhân dân số 2 của thành phố Nam Tích, Aisuria đã làm xong phẫu thuật, hiện tại đang ở trong phòng giám hộ trọng chứng để quan sát giải phẫu lần này là vua tử lương mổ chính. Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 2 Nam Tích Trung Lấp đã tạo cho ông ta sự hỗ trợ rất lớn. Đối với chuyên gia cấp bậc như vua tử lương, có thể tới Bệnh viện Nhân dân số 2 Nam Tích phẫu thuật, Trung Lâm cực kỳ hoan nghênh. Huống chi còn có tầng quan hệ này của Trương Dương, y cung cấp tất cả điều kiện tiện lợi, vì lần giải phẫu này mà trang bị lực lượng mạnh nhất của bệnh viện. Trương Dương đứng ở bên ngoài phòng giám hộ trọng chứng, nhìn thấy vua tử lương và Trung Lâm cùng nhau từ bên trong đi ra, Nhìn thấy Trương Dương, Trung Lâm cười nói, "Chủ nhiệm Trương tới rồi à?" Trương Dương gật đầu, mỉm cười nói, "Phẫu thuật lần này may mà có viện trưởng Trung giúp đỡ." Trung Lâm hôm nay đặc biệt tới phòng giải phẫu quan sát, y cười nói, "Nên cảm tạ anh mới đúng, nếu không phải chủ nhiệm Trương liên hệ, chúng tôi sao có thể có cơ hội quan sát và học tập tốt như vậy, bác sĩ Vũ phẫu thuật thật sự là rất đẹp." Từ những lời này của Trung Lâm, Trương Dương đã đoán được lần giải phẫu này chắc là rất thành công. Phu tử Lương cười nói, viện trưởng Trung rất khiêm tốn, chúng ta là học tập lẫn nhau, cùng nhau trao đổi. Ông ta nói với Trương Dương, phẫu thuật rất thành công, tình hình của Aisoria rất ổn định, về sau phải trông vào biểu hiện trong thời kỳ hồi phục của cô ta. Phu tử Lương nói xong liền đi đến văn phòng của bác sĩ, nhận lời mời của Trung Lâm, ông ta sẽ giảng giải yếu điểm của lần phẫu thuật này cho bác sĩ ngoại khoa thần kinh của bệnh viện nhân dân số 2, bác sĩ tham gia học tập phẫu thuật đều đợi ở trong văn phòng. Trung Lâm không đi, y có một số việc muốn hỏi Trương Dương. Trung Lâm nói, Chủ nhiệm Trương, tôi muốn hỏi anh một việc. Trương Dương nói, Viện trưởng Trung cứ hỏi đi. Trung Lâm nói, tôi nghe nói Trương Cục bị song quy, chuyện này là thật ư? Người mà Trung Lâm thật sự quan tâm là Trung Hải Yến, y cũng biết quan hệ giữa Trương Nước Phóng và em họ của mình, chỉ là loại chuyện này y không can thiệp được. Hiện tại em họ Trung Hải Yến đột nhiên mất dạng, người trong nhà bọn họ đều rất lo lắng trương dương nói có chuyện này nghe nói có liên quan trương dương chuyện của hải thiên trung lâm nhíu mày nói hải yến mất tích rồi trương dương nói nghe nói thị lý đang điều tra chuyện của khách sạn hải thiên trung hải yến đảm nhiệm chức quản lý nhà ăn của hải thiên cô ta chắc biết nội tình nếu viện trưởng trung có thể liên hệ với cô ta tốt nhất hãy khuyên cô ta mau mau tới nói rõ tình hình đi có một số việc có trốn cũng không được đâu trung lâm thở dài nói không tìm thấy nó nó không nói là đi đâu với ai cả, nói đi là đi, không lưu lại một bức thư nào, bảo người trong nhà giúp đỡ chiếu cố sinh ý mà cố Yến Quy để lại, người nhà chúng tôi hiện tại rất lo lắng chỉ sợ nó xảy ra chuyện gì. Trong chuyện này Trương Dương cũng không thích hợp nhiều lời, hắn cười cười nói, chắc là không có chuyện gì lớn đâu, nhưng nói sớm một chút là tốt nhất. Trung Lâm nói, tôi tôi có thể liên hệ với nó, nhất định sẽ khuyên nó nói ra những gì mà nó biết. Trung Lâm cũng hiểu rõ vấn đề của em họ lần này khẳng định không nhỏ, Trương Đức Phóng đã bị song quy, vấn đề của Hải Thiên, Trung Hải Yến khẳng định tham dự vào không ít. Trương Dương sau khi chia tay với Trung Lâm liền vào phòng giám hộ trọng chứng, Aisuria vẫn chưa từ trong gây mê tỉnh lại, Trương Dương đi tới cạnh giường nhìn cô ta, tiếp theo lại tới thăm Phạm Tư Kỳ cũng ở trong phòng giám hộ trọng chứng. Phạm Tư Kỳ đã tỉnh, có điều bệnh tình của cô ta không hề có dấu hiệu chuyển biến tốt, một cảnh sát ở bên ngoài canh gác, Trương Dương vốn muốn vào thăm, nhưng cảnh sát cản đường hắn, nói với hắn rằng trong cục có lệnh, trong thời gian Phạm Tư Kỳ nằm viện không thể tiến hành thăm hỏi. Trương Dương chỉ có thể nhìn vào bên trong qua cửa kính, Phạm Tư Kỳ cũng lưu ý tới Trương Dương đứng ngoài cửa sổ, cô ta cười cười yếu ớt, sau đó thì ho kịch liệt. Trương Dương chỉ chỉ vào cô ta, lại chỉ chỉ vào mình, sau đó xua tay, hắn thông qua phương thức như vậy nói cho Phạm Tư Kỳ biết rồi, có hắn ở đây thì không có vấn đề gì. Phạm Tư Kỳ giơ ngón cái lên, sau đó ngón cái cong cong ba lần, cô ta dùng động tác tay này để biểu đạt sự cảm tạ đối với Trương Dương. Chuyên đi tới bệnh viện lần này của Trương Dương không hề tiếp xúc gần với Aisuria và Phạm Tư Kỳ, có điều nhìn thấy hai người bình an, hắn cũng yên tâm, Aisuria và Phạm Tư Kỳ không hề biết rằng đối phương cũng ở cùng bệnh viện, mục đích của họ lại không giống nhau, Aisuria là vì chữa bệnh, vì hồi phục, mà Phạm Tư Kỳ là vì dưỡng bệnh, dưỡng bệnh chứ không phải là hồi phục mà là muốn bệnh càng dưỡng càng nặng, chỉ có như vậy thì mới tranh thủ cơ hội được phóng thích. Tất cả đều tiến hành thuận lợi theo kế hoạch của Trương Dương, khi Trương Dương rời khỏi bệnh viện liền gặp một người quen cũ, tiền phó cục trưởng cục công an thành phố Nam Thích Mạnh Doãn Thanh, thằng ôn này từ sau khi bị ong vỏ vẽ đốt, đến bây giờ thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ra thỉnh thoảng lại cảm thấy ngứa ngứa, cho nên mới tới bệnh viện khám, nhìn thấy Trương Dương, ánh mắt của Mạnh Doãn Thanh tràn ngập oán độc, hắn cũng có nghe nói Trương Dương gần đây gặp chuyện xui xẻo, từ xa nhìn thấy Trương Dương liền nhếch mép. Lộ ra nụ cười vui mừng trước nỗi đau khổ của người khác. Với tính tình trước đây của Trương Đại Quan Nhân, hắn đã sớm tắt cho thằng ôn này một cái rồi, nhưng hiện tại hắn đang ở trong thời kỳ phi thường, làm bất kỳ chuyện gì cũng phải chú ý khắc chế. Nhìn thấy mạnh doãn thanh, Trương Dương đột nhiên nghĩ ra một chủ ý. Phía Nam Dương quốc tế đã tiến hành đàm phán với người nhà của tên bảo vệ bị biển quảng cáo đè chết, Quá trình mặc dù có chút khúc chiết, nhưng cuối cùng vẫn đạt thành sự thấu hiểu, người nhà của người chết đồng ý để phía Nam Dương Quốc tế trả tiền bồi thường tử vong là 20 vạn nhân dân tệ trong một lần. Lý Quang Nam sau khi giải quyết chuyện này, ngay lập tức gọi điện thoại tới cho Trương Dương, hồ nhân như lúc trước đã biểu thị, tiền bồi thường cô ta sẽ phụ trách, mục đích Lý Quang Nam gọi điện thoại cho Trương Dương, một là nói cho Trương Dương biết rằng chuyện đã được giải quyết, hai là muốn tỏ ý rằng khoản tiền bồi thường này y nguyện ý gánh vác không cần phải để hồ nhân như xuất tiền. Trương Dương tuy rằng cũng không muốn để hồ nhân như vì chuyện của mình mà bỏ tiền, nhưng hồ nhân như là người trong nhà, so sánh với với Lý Quang Nam thì hắn đương nhiên càng không muốn thiếu nhân tình của Lý Quang Nam, cùng đám thương nhân này tiếp xúc lâu ngày, Trương Dương hiểu rõ, bọn họ sẽ không chi tiền vô ích, hôm nay nếu để Lý Quang Nam bỏ ra 20 vạn, về sau hắn nói không chừng có việc gì sẽ lại làm phiền mình. Trương Dương lúc này mới nhớ tới chi phiếu mà cố gia đồng đưa cho hắn, hắn ở nhà máy chế thuốc Giang Thành không thiếu cổ phần, mỗi năm cố gia đồng đều sẽ chia hoa hồng vào tài khoản cho hắn, bên trong chắc không thiếu tiền. Khi Trương Dương trở lại Vân Hy Sơn Trang đã 8 giờ tối, Hà Hâm Nhan và Hồ Nhân Như vẫn chưa ăn cơm, đồ ăn đã chuẩn bị xong, hai người ở nhà chờ Trương Dương. Trương Dương vừa mới bước vào cửa phòng, Lương Thành Long đã gọi điện thoại tới, gã cũng nghe nói tới chuyện của Trương Dương, gọi điện thoại tới an ủi một chút, thuận tiện mời Trương Dương ra ngoài uống rượu, trương dương từ chối hảo ý của gã hôm nay tâm tình không yên ở nhà nghỉ ngơi vẫn tốt hơn nhìn thấy trương dương trở về hà hâm nhan chạy ra đón ân cần cởi áo khoác cho trương dương trương dương ngồi xuống ghế sofa hồ nhân như bưng tới trả cho hắn ôn nhu nói uống chén trả trước đi em đi hâm nóng đồ ăn hà hâm nhan nói chị nhân như để em đi chị nói chuyện với trương dương đi nhìn hai vị hồng nhan tri kỷ ân cần săn sóc mình như vậy trong lòng Trương Dương rất ấm áp, có gia đình thật tốt, bên ngoài gặp chuyện gì không hài lòng, về nhà có người săn sóc anh, có người thương anh, loại cảm giác này thật sự con mẹ nó ấm áp quá đi mất. Trương Dương nói không vội dâu, tới đây, ngồi xuống bên cạnh anh đi. Hồ Nhân Như và Hà Hâm Nhan liếc mắt nhìn nhau, hai người tuy rằng đều biết rõ quan hệ của hai bên với Trương Dương, nhưng khi ba người ở cùng một chỗ khi dù sao vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, hai cô đều biết tâm tình Trương Dương không tốt, vào những lúc như thế này rất cần có người quan tâm ai cũng muốn chủ động tránh đi tạo không gian cho người khác trương dương nhìn ra sự do dự của hai cô vươn tay ra nắm lấy tay họ kéo họ ngồi xuống bên cạnh giang tay ra một tay ôm hà hâm nhan một tay ôm lấy hồ nhân như cảm giác trái ôm phải ấp thật sự là ấm áp hồ nhân như còn đỡ hà hâm nhan thì mặt không khỏi đỏ bừng lên mắt cô ta không dám nhìn hồ nhân như cũng không dám nhìn trương dương Trương Dương nói, có hai em ở bên cạnh anh, phiền não gì cũng quên đi hết. Hồ Nhân Như cười nói, nếu Hải Lan ở đây không phải là càng tốt hơn ư? Trương Dương cười cười, hắn dưới tới hôn lên môi Hà Hâm Nhan một cái, Hà Hâm Nhan mặt đỏ tới tận mang tai, trong lòng rất thẹn thùng, nhưng lại không đành lòng đẩy Trương Dương ra, Trương Dương lại hôn Hồ Nhân Như, hắn nói khẽ anh yêu hai em. Hồ Nhân Như vươn tay ra sờ chán hắn, nói anh không phải là bị ấm đầu rồi chứ? chắc không phải bị kích thích gì đấy chứ. Có một số việc một khi bị vạch trần ngược lại thành tự nhiên hơn rất nhiều, Hà Hâm Nhan thật ra đã sớm đoán được quan hệ giữa Trương Dương và Hồ Nhân Như, Hải Lan, mình yêu phải một người như vậy chỉ có thể nhận mệnh thôi. Trương Dương cười nói, anh không phải sốt, đúng rồi. Hắn buông hai cô ra, từ trong ví tiền lấy ra tấm chi phiếu của mình, đưa cho Hồ Nhân Như, trong tài khoản này không thiếu tiền, em lấy ra 20 vạn đưa cho Lý Quang Nam. Y đã bàn xong với người nhà của người chết rồi, lấy 20 phải bồi thường cho người chết. Hà Hâm Nhan nói, anh từ đâu mà có nhiều tiền như vậy? Trương Dương nói, anh không phải là đã viết mấy phương thuốc cho Cố Gia đồng ư? Cô ta coi như là cổ phần kỹ thuật gia nhập nhà máy chế thuốc Giang Thành, hàng năm đều sẽ chia hoa hồng vào tài khoản này, khoản tiền này là anh đáng được có, tuyệt đối không liên quan gì tới tham ô nhận hối lộ cả. Hồ Nhân như biết chuyện này, trước đây cô ta từng đảm nhiệm trước tổng giám đốc nhà máy chế thuốc Giang Thành, có thể nói nhà máy chế thuốc Giang Thành sở dĩ có thể thịnh vượng như ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ bí phương mà Trương Dương cung cấp, cố giai đồng cho hắn khoản tiền này là đúng. Hồ Nhân Như trả chi phiếu cho Trương Dương, nói, giữa chúng ta không cần phải phân rõ như vậy, em đã nói là chuyện của công ty quảng cáo nụ cười sẽ do chúng em giải quyết, chuyện tiền nong anh không cần phải bận tâm, 20 vạn bọn em không phải là không chi nổi. Hà Hâm Nhan gật đầu nói, chuyện này là do cha em mà có, sao có thể để anh xuất tiền, mấy năm nay tiền đại diện quảng cáo của em cũng không ít, cũng có chút tích góp, 20 vạn bản thân em có thể lo được, khoản tiền này nên để em trả. Trương Dương còn đang định nói gì đó thì Hà Hâm Nhan bảo, anh trước tiên cầm tiền lại đi, cho em một chút tự tôn, đừng khiến em sau này không thể ngẩng được đầu lên ở trước mặt anh nữa, cha em đã có lỗi với anh, em không muốn nợ anh nhiều. Hồ Nhân Như cười nói, "Chị thấy anh ấy chính là muốn em nợ anh ấy càng nhiều càng tốt, cả đời này cũng không trả hết." Mặt Hà Hâm Nhan không khỏi lại đỏ lên, nói khẽ, "Vậy em chỉ có dùng cả đời để trả thôi." Có thể ở trước mặt Hồ Nhân Như nói ra những lời này, vẫn cần dũng khí khá lớn. Trương Dương nghe vậy trong lòng không khỏi rung động, tái ông mất ngựa mới biết không phải họa, lần này chuyện của công ty quảng cáo nụ cười đối với sự nghiệp của mình là một chuyện xấu nhưng lại khiến hắn và hà hâm nhan trên cảm tình lại càng gắn bó hơn núi thắt một mực khó giải cuối cùng cũng được cởi bỏ hà hâm nhan đã tiếp nhân hiện thực phân hưởng cảm tình của mình với người khác trương đại quan nhân mừng thầm không thôi hồ nhân như nói ngày mai em sẽ mang tiền tới cho lý quang nam chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt để tránh đêm dài lắm mộng tạo thành ảnh hưởng không tốt cho anh trương dương nói chuyện lần này mang đến rất nhiều phiền toái cho nam dương quốc tế bọn họ vừa mới khai trương đã gặp phải chuyện không may lần này sinh ý sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn trong lòng anh cũng rất ái ngại hồ nhân như nói loại chuyện này không ai muốn xảy ra cả lắp đặt công trình biển quảng cáo có vấn đề ngày đó lại nổi gió lớn như vậy người bảo vệ đó lại vừa hay từ dưới lầu đi qua mấy chuyện trùng hợp xảy ra cùng một lúc hiện tại chuyện đã xảy ra rồi muốn vãn hồi không thể chỉ có thể trong hạn độ lớn nhất giảm bất ảnh hưởng của chuyện này hà hâm nhan nói chị nhân như có phải là chúng ta chi tiền thì chuyện này có thể lắng xuống không hồ nhân như nhìn trương dương nói nếu chỉ là chuyện này thì có thể có điều chị sợ chuyện này có thể sẽ mang đến ảnh hưởng chính trị không tốt cho trương dương trương dương nói trong chuyện này anh quả thực là không thể trốn tránh trách nhiệm cho dù lãnh đạo tìm anh gây phiền toái cũng là bình thường hà hâm nhan cầm tay trương dương nói có phải sẽ rất nghiêm trọng không trương dương lắc đầu nói không đâu anh cũng có một số tính toán Hồ Nhân như nói khẽ tính toán gì. Trương Dương nói, anh định sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nghỉ ngơi ư, Hồ Nhân Như và Hà Hâm Nhan đồng thời kinh ngạc thốt lên. Trương Dương gật đầu, nói anh định xin nghỉ chữa bệnh một đoạn thời gian. Trương Dương sở dĩ nghĩ tới nghỉ bệnh là bởi vì ở bệnh viên nhân dân số 2 gặp Mạnh Doãn Thanh. Mạnh Doãn Thanh lúc trước đắc tội với hắn, Trương Dương bước y phải từ chức. Mạnh Doãn Thanh lợi dụng cớ nghỉ bệnh để giữ mặt mũi, Hiện tại trương đại quan nhân đã dự cảm được thị lý khẳng định sẽ lấy hắn rồi khai đao. So với người khác tới xử lý mình, chẳng thà mình đi trước một bước, tôi cũng chơi trò nghỉ bệnh đó. đấu sao thì tôi giả bệnh cũng không phải là lần đầu tiên, tôi giả bệnh một đoạn thời gian, tránh để bị chú ý. Xử lý chuyện này trầm thấp, Trương Dương đưa ra quyết định này cũng là qua suy nghĩ kỹ càng, xây dựng trung tâm thể dục mới đã tiến hành gần xong, cách lúc vận hội tỉnh khai mà còn có một đoạn thời gian, hắn đã đã nói vận hội tỉnh lần này sẽ đạt được thành công vang dội, phóng mắt khắp nam Thích ngoại trừ hắn ra, không ai dám khoa trương như vậy, thị lý tuy rằng cấp 6.000 vạt, nhưng vận hội tỉnh vẫn gặp phải lỗ hồng tài chính cực lớn, lỗ hồng này cũng chỉ có hắn có biện pháp bịt lại, hắn lui xuống, đổi lại là ai cũng không thể nào xoay chuyển được. Từ quang nhiên ông không phải muốn nhân cơ hội trả thù tôi sao? Tôi không cho ông cơ hội, tôi sinh bệnh rồi, tự rút khỏi cái quầy hàng này, Tôi cũng muốn xem xem các ông ai có thể tiếp nhận công tác của tôi nào." Hồ Nhân như nói, "Anh muốn thông quan nghỉ bệnh để tránh sóng gió ư? Anh không sợ người khác thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp cách chức anh à?" Trương Dương nói, "Chủ nhiệm Ủy ban thể dục thể thao nam tích cũng không phải là chức quan béo bở gì, trung tâm thể dục thể thao tuy rằng có thể xây xong, nhưng tài chính tồn tại lỗ hổng khá lớn, sắp tổ chức vận hội tỉnh rồi, các hạng công tác phải tiến hành khẩn cấp." cho dù Từ Quang Nhiên có tâm tư đổi tướng giữa đường thì những người khác chắc gì đã dám nhận củ khoai lang nóng này, hiện tại đứng ra không phải là được tiếp nhận quyền lực mà là trách nhiệm. Trương Dương đối với chuyện này nhìn rất thấu. Hồ Nhân như nói, đúng vậy, trừ anh ra thì không ai muốn dính vào phiền phức này. "Sỉ cơ, Trương Dương bị bệnh á?" Từ Quang Nhiên ngạc nhiên nói. Phó thị trưởng Thường Vũ Lý Trường Vũ gật đầu nói, "Đã nằm viện rồi, chẩn đoán bước đầu là cao huyết áp." huyết áp thấp 170, huyết áp cao 230, rất nghiêm trọng, bác sĩ nói là công tác vất vả trường kỳ, cuộc sống bình thường thiếu quy luật. Từ quang nhiên mặt đầy hồ nghi, nói thật ư. Câu hỏi này của y khiến Lý Trường Vũ cảm thấy có chút khó chịu, thật ra y đối với việc Trương Dương đột nhiên sinh bệnh cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, vừa rồi tới bệnh viện thăm Trương Dương, huyết áp của hắn quả thực rất cao, bác sĩ ở trước mặt y đo hai lần, mỗi lần đều là huyết áp này, Lý Trường Vũ vẫn tin vào trần đoán của bác sĩ, có điều y cũng biết bản sự của Trương Dương, y thuật của thằng ôn này rất cao minh rất cao minh, chắc không phải là dùng biện pháp gì để tạo thành biểu hiện giả dối cao huyết áp này chứ. Từ quang nhiên cũng nghĩ như vậy, dù sao bệnh phong thấp của y cũng là Trương Dương chữa khỏi, một người y thuật cao minh như vậy mà chẳng lẽ không có biện pháp nào chỉ cao huyết áp ư. Nghĩ tới chuyện này, y cũng cảm thấy chuyện trên đời biến hóa thật sự quá nhanh, Trương Dương sao lại từ bác sĩ giúp y chữa dứt bệnh phong thấp đột nhiên biến thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của y. Lý Trường Vũ nói, "Bí thư Tử, gần đây hắn gặp phải không ít chuyện phiền toái, có thể là áp lực tâm lý quá lớn cho nên mới tạo thành cao huyết áp, bác sĩ nói rất nguy hiểm, nếu trị liệu chậm trễ, có thể sẽ bệnh biến chứng thành thần kinh." Từ Quang Nhiên cười lạnh nói, "Hắn bệnh thật đúng lúc." Lý Trường Vũ đương nhiên có thể nghe ra sự trào phúng và hoài nghi trong lời nói của y trong lòng từ quang nhiên rất không thoải mái, y đã ủ mưu lâu rồi, khi đang chuẩn bị một quyền đánh ra thì thằng ôn trương dương này lại ngã xuống đất trước, khiến y đột nhiên mất đi mục tiêu, một quyền này không biết đánh vào đâu. Thật ra từ quang nhiên cũng không muốn gậy đánh chết trương dương, y cũng không phải là kẻ ngốc, biểu hiện của vợ chồng văn quốc quyền trong khoảng thời gian trước tới nam tích thị sát y cũng đã nhìn thấy, bọn họ khá là che chở đối với thằng con nuôi trương dương này. Mình nếu thật sự động tới Trương Dương, bọn họ khẳng định sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhưng Trương Dương lấy vấn đề của công ty thể kỷ mới ra chọc ngoáy, khiến Từ Quang Nhiên rất khó chịu, thân là bí thư thị ủy, y không thể không có phản ứng. Y phải dằn mặt Trương Dương một chút, một là để di rời sự chú ý của mọi người, hai là để mượn chuyện này nói cho mọi người biết rằng, người nhất ngôn cửu đỉnh ở Nam Tích chỉ có mình. Lý Trường Vũ lấy ra đơn xin từ chức của Trương Dương, đây là đơn xin từ chức của hắn, định nghỉ ngơi một đoạn thời gian để dưỡng bệnh, xin tổ chức an bài nhân tuyển thích hợp khác để tiếp nhận công tác của hắn. Từ quang nhiên không thèm nhìn lá đơn đó, trường vũ à, anh là lãnh đạo phân quản của hắn, anh xem thế nào mà làm đi. Lý trường vũ nói, bí thư từ, tôi đã đồng ý cho hắn nghỉ bệnh một tháng, hy vọng hắn có thể mau chóng hồi phục sức khỏe, về phần công tác của hắn. Tôi cho rằng vẫn nên để hắn tiếp tục đảm nhiệm chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao, lâm trận đổi tướng cũng không phải là chuyện tốt. Từ Quang Nhiên nói, hắn gần đây gây ra cũng không ít chuyện, chuyện công ty quảng cáo nụ cười giải quyết sao rồi? Chuyện khách sạn Hải Thiên đã tra rõ chưa? Đừng tưởng nghỉ bệnh là những chuyện này có thể được bỏ qua, những sai lầm của hắn không thể tùy tiện cho qua như vậy được. Lý Trường Vũ nói, tân nhiệm quản lý viên ba của Hải Thiên đã tới Nam Tích, hắn đã tới ủy ban kỷ luật nói rõ tình hình, Trương Dương trong quá trình giao dịch khách sạn Hải Thiên chỉ có tác dụng dẫn kiến, hắn không hề làm công tác khác cũng không có ở giữa nhận chút lợi ích nào. Viên ba cung cấp một đoạn băng ghi âm, khi hắn và đoàn Kim Long giao dịch, hắn tiến hành ghi âm toàn trình, lúc ấy cũng có luật sư chứng nhận, hai bên là trên nguyên tắc công bình tự nguyện ký hợp đồng chuyển nhược, chứ không phải là như lời của đoàn Kim Long. Trương Dương không hề gây bất kỳ áp lực nào cho hắn cả. Từ quang nhiên nhíu mày nói, có băng ghi âm ư. Lý Trường Vũ gật đầu nói, đoạn băng ghi âm đó đã giao cho Ủy ban kỷ luật rồi. Từ Quang Nhiên nói, vậy còn chuyện của công ty quảng cáo nụ cười thì sao? Đồng chí Trường Vũ, tôi cũng rất hân thưởng Trương Dương, biết hắn rất có năng lực công tác, nhưng chúng ta không thể bởi vì năng lực công tác của hắn mà không chú ý tới sự thật hắn đã dùng quyền mưu tư, một mạng người đó, cái này trên xã hội đã tạo thành ảnh hưởng ác liệt, nếu chúng ta đối với chuyện này làm như không thấy, như vậy chúng ta về sau sẽ đối mặt với các đồng chí khác như thế nào? Chúng ta về sau sẽ đối mặt với người dân Nam Tích như thế nào? Lý Trường Vũ càng che chở Trương Dương, Từ Quang Nhiên càng cảm thấy căm tức. Lý Trường Vũ nói, chuyện của công ty quảng cáo nụ cười trước mắt đã được giải quyết thích đáng rồi, cá nhân tôi cho rằng, chuyện này không nên khuếch đại ảnh hưởng, xử lý đối với Trương Dương cũng có thể tiến hành trầm thấp, thật ra đến bây giờ, chúng ta không hề có chứng cứ chứng minh hắn và sự kiện an toàn lần này có bất kỳ quan hệ gì, nếu chúng ta đổ hết trách nhiệm lên người hắn, rõ ràng là không công bình, không phải tôi muốn giúp hắn đùn đẩy trách nhiệm. Mà là điều này không cần thiết, hắn dù sao cũng là một cán bộ tuổi còn trẻ. Trên giác ngộ chính trị tồn tại rất nhiều khiếm khuyết, nếu chúng ta bởi vì một chuyện nhỏ mà phủ định thành tích công tác của hắn, như vậy chúng ta có phải hơi phiến diện một chút hay không? Chúng ta đối đãi với đồng chí của mình có phải hà khắc một chút hay không? Từ Quang Nhiên nói, cái gì mà việc nhỏ? Một mạng người cứ vậy mất đi, cái này gọi là việc nhỏ à? Đồng chí Trường Vũ, trong mắt anh, tính mạng của người dân không đáng giá như vậy ư? Tôi phủ định thành tích công tác của hắn ư? Nhưng thành tích và năng lực không đại biểu được tất cả, chính sách cán bộ của Đảng ta là thưởng phạt rõ ràng, có thành tích chúng ta sẽ thưởng, phạm sai lầm nhất định phải xử phạt, không thể bởi vì thành tích của hắn mà có thể thoát khỏi trách nhiệm mà hắn phải gánh vác. Trẻ tuổi không phải là lý do, nếu không cho hắn một bài học từ chuyện lần này, như vậy về sau hắn sẽ còn có thể phạm sai lầm tương tự. Ánh mắt Từ Quang Nhiên lướt qua đơn từ trước ở trên mặt bàn, hắn không phải có bệnh sao? trong lúc nằm viện ủy ban thể dục thể thao không thể như rắn mất đầu được, để hắn nghỉ ngơi cho tốt đi, kiểm điểm lại bản thân, chờ kết quả điều tra cuối cùng của ủy ban kỷ luật rồi quyết định xử lý hắn như thế nào. Công tác của ủy ban thể dục thể thao tôi thấy để đồng chí thôi quốc trụ tạm thời quản lý đi. Lý Trường Vũ nhìn ra thái độ của Từ Quang Nhiên cũng rất mơ hồ, trong lòng y khẳng định đầy mâu thuẫn, muốn xử lý Trương Dương nhưng lại sợ bởi vì xử lý Trương Dương mà đắc tội với vợ chồng Văn Quốc Quyền, nếu tiếp tục phát sinh tranh chấp với y trên vấn đề của trương dương thì cũng không có ý nghĩa gì chỉ có thể tạm thời treo trương dương lên thôi lý trường vũ đối với tình thế trước mắt của ủy ban thể dục thể thao hiểu rất thấu triệt hiện tại ủy ban thể dục thể thao không có trương dương thì đúng là không được thôi quốc trụ trước đây không có năng lực đó hiện tại cho dù lại cho hắn một cơ hội hắn vẫn không có bản sự đó còn từ quang nhiên y chắc không dám làm quá tuyệt tình với trương dương lần trước khi văn quốc quyền đến bình hải trước mặt nhiều người như vậy ủng hộ thằng con nuôi này, từ quang nhiên cho dù bắt được lỗi của Trương Dương, nhiều nhất chỉ là chút giận một chút, di rời sự chú ý một chút mà thôi, chuyện quá đáng y chắc không dám làm, nghĩ tới những điều này, Lý Trường Vũ cũng không lo lắng nữa, bất kể lúc này Trương Dương sinh bệnh là thật là giả, cũng là một chuyện tốt, có thể khiến chuyện hòa hoãn đi. Cho mọi người một cơ hội xuống đài, một cơ hội bình tĩnh tự ngẫm lại. Khi viên ba đi vào phòng bệnh, nhìn thấy tiểu hộ sĩ đang đo huyết áp cho Trương Dương, kết quả đo lần này không lý tưởng lắm, huyết áp thấp vẫn đạt tới 108, Trương Đại Quan Nhân nằm ở trên giường, tinh thần uể oải, miệng lè nhà, chóng mặt quá, trời đất quay cuồng quá. Viên ba nói, huyết áp cao như vậy, không chóng mặt mới lạ. Trương Dương cười nói, anh tới rồi à, buổi trưa tôi mời anh uống rượu. Tiểu hộ sĩ đo huyết áp cho vì hắn cả kinh nói còn uống ư. Anh không muốn sống nữa à huyết áp cao như vậy không thể uống rượu được, rất nguy hiểm lắm, không khéo thành đột quỵ đó. trương dương cười thầm trong lòng, thật ra huyết áp của hắn tất cả đều nằm trong khống chế của hắn, muốn tăng cao, muốn cao thì cao, mà muốn thấp thì thấp, phó công luyện đến mức như trương đại quan nhân, tùy ý điều tiết khống chế vận hành kinh mạch là chuyện hết sức dễ dàng. viên ba đặt giỏ hoa quả ở đầu giường, trương dương nói với hộ sĩ đó, hộ sĩ dương, cô mang hoa quả cho các chị em ăn đi, tôi không ăn thứ này. Tiểu họ sĩ đó cũng không khách khí với hắn, cầm lấy giỏ hoa quả, dặn dò Trương Dương, anh nghỉ ngơi cho tốt với, nằm yên ở trên giường, đừng có đi đâu hết, huyết áp rất cao, phải nghỉ ngơi trị liệu, tuyệt đối không được hút thuốc uống rượu, hơn nữa cũng không được để tình tự kích động. Trương Dương gật đầu. Sau khi hộ sĩ ra khỏi cửa, Viên Ba kéo ghế dựa ngồi xuống bên giường, hắn cười nói, sao? Đột nhiên bị bệnh à, cậu không phải vẫn luôn khỏe mạnh như ngé con ư? chương 633, thư đe dọa. Trương Dương nói, tôi cũng không rõ, huyết áp nói lên cao là lên cao, cũng tốt, nhân cơ hội này để điều dưỡng một chút. Viên ba nói, chắc không phải là vì chuyện của Hải Thiên mà cậu thành thế này chứ. Trương Dương nói, anh thấy tôi kém cỏi vậy à. Viên ba cười nói, vừa rồi tôi tới ủy ban kỷ luật nói rõ một chút tình huống, lúc trước khi tôi và đoàn Kim Long ký hợp đồng chuyển nhược, có luật sư và người của sở công chứng ở đó, Tôi còn ghi âm lại toàn bộ quá trình ký hợp đồng, lúc ấy tôi đã nhìn ra đoàn Kim Long này cũng không phải hạng người lương thiện, cho nên lưu lại một đòn để đề phòng, không ngờ hiện tại vẫn có chỗ dùng, cậu yên tâm đi, chuyện của Hải Thiên sẽ không liên lụy đến cậu đâu." Trương Dương nói, tôi căn bản cũng không lo lắng gì cả. Viên Ba nói, trên thực tế cậu cũng chẳng nhận được lợi ích gì trong việc này, sau khi tôi tiếp nhận Hải Thiên, ngay cả cơm cũng chưa mời cậu được một bữa trương dương cười nói cho anh nợ đợi khi hải thiên hoàn thành tu sửa sau khi khai trương tôi mỗi ngày đều sẽ đến ăn cơm chùa viên ba cười ha ha nói không thành vấn đề gã vỗ vỗ cánh tay trương dương nói người anh em xin lỗi lần này tôi làm liên lụy cậu rồi trương dương nói có đáng là gì đâu nói những lời khách khí như vậy làm gì lúc này lại có người gõ cửa bước vào lại là phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao thôi quốc trụ thằng ôn này vẻ mặt rất buồn khổ y vừa mới nhận được thông chi, Trương Dương vì bị bệnh nên phải nằm viện, thị lý quyết định để y tạm thời tiếp quản công tác của Trương Dương. Nếu là trước đây, thôi quốc trụ nhất định sẽ vì cơ hội này mà vui mừng khôn xiết, nhưng hiện tại thì khác rồi, y thật sự không muốn quyền lực này, thông qua đoạn thời gian làm việc cùng nhau, y đã chân chính ý thức được năng lực công tác xuất chúng của Trương Dương. Ủy ban thể dục thể thao có thể có được vận mệnh như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ kết quả của sự nỗ lực của Trương Dương, hiện tại Trương Dương gặp phiền toái, lại nằm viện, đột nhiên ném lại cái quầy hàng này cho y, y không có bản sự như vậy. Cho nên khi Lý Trường Vũ tìm y nói chuyện, Thôi Quốc trụ tỏ thái độ rõ ràng, mình trong thời gian Trương Dương nghỉ bệnh thay mặt quản lý công tác thì được, nhưng sau khi Trương Dương khỏi bệnh, mình lập tức sẽ giao lại quyền lực. Thôi Quốc trụ thật ra đã cùng thành viên đảng tổ của ủy ban thể dục thể thao tới thăm Trương Dương một lần rồi, mục đích lần này y tới đây là ở ngay trước mặt Trương Dương giải thích rõ ràng Trương Dương sợ Trương Dương hiểu lầm, y thật sự không phải là muốn đoạt quyền. Trương Dương nhìn thấy Thôi Quốc Trụ tiến vào, mỉm cười nói, chủ nhiệm Thôi tới đây à, mời ngồi. Viên ba nhìn thấy có người đến, y đứng dậy nói, tôi về Hải Thiên xem tình hình sửa chữa thế nào rồi, hai ngày này tôi ở Nam Tích, tạm thời sẽ không đi, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi nhé. Trương Dương gật đầu, giả bộ hữu khí vô lực vẫy tay, cũng không ngồi dậy tiến viên ba, nếu đã giả vờ bị bệnh thì phải giả vờ cho giống nếu bày ra bộ dạng sinh long hoạt hổ như bình thường người khác không chừng lại sẽ rèm pha thôi quốc trụ đợi cho viên ba đi rồi cẩn thận đóng cửa phòng lại sau đó đi đến bên cạnh trương dương rồi ngồi xuống nói khẽ chủ nhiệm trương thị trưởng lý vừa rồi tìm tôi nói chuyện bảo tôi tạm thời tiếp quản công tác của ngài trương dương không hề cảm thấy bất ngờ hắn cười nói tốt anh làm việc thì tôi yên tâm thôi quốc trụ nói chủ nhiệm trương Tôi sợ tôi làm không được, mắt thấy vận hội tỉnh sắp diễn ra rồi, hoạt động lớn như vậy, trừ anh ra không ai có thể đảm nhiệm được công tác lãnh đạo tổ chức. Anh hiện tại ngã bệnh, chúng tôi như mất đi người cầm đầu, chủ nhiệm Trương, anh mau dưỡng bệnh cho tốt đi. Trương Dương lập tức hiểu được thôi quốc trụ là đang thổ lộ cõi lòng với mình, y hiển nhiên sợ mình sẽ nghĩ nhiều, sợ mình cho rằng y nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đoạt lấy quyền lực của mình. Trương Dương nói, bệnh cao huyết áp của tôi rất nặng. Chắc là phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chủ nhiệm thôi, trong lúc tôi nằm viện, công tác của ủy ban thể dục thể thao chúng ta nhờ vào anh vậy, anh đừng cố kỵ gì cả, cứ phóng tay mà làm, tôi nhất định sẽ ủng hộ anh. Thôi Quốc trụ cười khổ nói, chủ nhiệm Trương, tôi hiểu rõ năng lực của mình, tôi là tâm có thừa nhưng sức không đủ, công tác của ủy ban thể dục thể thao chúng ta thật sự là không thể thiếu anh được. Trương Dương vỗ vỗ vai thôi Quốc trụ, nói, lão thôi, đừng nghĩ nhiều. Thật ra không có tôi thì trái đất vẫn quay, hãy tin vào bản thân, công tác ủy ban thể dục thể thao có thể có cục diện hôm nay là kết quả cố gắng chung của mọi người, chỉ dựa vào cá nhân tôi căn bản không thành chuyện, tôi có mặt hay không cũng vậy, các anh vẫn phải làm tốt công tác, tôi đáp ứng anh, tôi nhất định sẽ dưỡng bệnh thật tốt, tranh thủ sớm ngày trở lại cương vị công tác. Thôi Quốc trụ liên tục gật đầu liên tục gật đầu, lời nói Trương Dương đã đánh tan nghi ngờ trong lòng y. Thôi Quốc Trụ sợ mình vì chuyện này mà đắc tội với Trương Dương cho nên mới chủ động thẳng thắn nói chuyện này ở trước mặt hắn. Sự thật chứng minh, lòng giả của Trương Dương rất rộng rãi, hắn không hề bởi vì này chuyện này mà giận chó đánh mèo lên người mình. Buổi sáng hôm sau, Lý Trường Vũ và Cát Xuân Lệ cùng nhau đến tới thăm Trương Dương, Triệu Tính vừa mới đến Nam Tích cũng đi theo bọn họ tới đây, Trương Dương không ngờ Triệu Tính cũng đến, hắn cười cười ngồi dậy Tiểu Tính cũng đến à, tới lúc nào vậy? Triệu Tính cười nói, vừa mới xuống xe em nghe cha nuôi nói anh bị bệnh cho nên tới thăm trương dương nói chuyện này em trăm ngàn lần đừng nói với mẹ nhé anh sợ bà ấy lo lắng triệu tĩnh gật đầu nói anh yên tâm đi em biết mà cũng chưa nói gì với người trong nhà cả triệu tĩnh đã không còn là cô gái nhỏ thắt bím tóc ngày xưa nữa theo sự lớn dần của tuổi tác lịch duyệt xã hội cũng phong phú người cũng trở nên thành thục hơn rất nhiều trương dương lúc này mới yên lòng Cát Xuân Lệ đặt hoa quả và đồ dinh dưỡng lên bàn. Lý Trường Vũ ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, nhìn nhìn thẻ ở đầu giường, nói khẽ cảm giác thế nào. Trương Dương nói, cũng không tệ lắm, chắc không có vấn đề gì lớn. Cát Xuân Lệ và Triệu Tĩnh biết hai người bọn họ có lời muốn nói, hai người lấy cớ đi ra ngoài lấy nước, rời khỏi phòng. Lý Trường Vũ nói, cậu bị bệnh rất đột nhiên, bên ngoài có không ít người nói cậu giả vờ bệnh. Trương Dương cười nói, tôi thật sự giả vờ bị bệnh thì sao chứ, có người muốn đánh tôi, tôi không cho hắn tọa nguyện đâu. Lý Trường Vũ đương nhiên hiểu rằng người mà Trương Dương ám chỉ là từ quang nhiên, y nói khẽ tôi vừa rồi đã câu thông với bí thư lý của Ủy ban kỷ luật, chuyện của Hải Thiên đã rõ ràng, chắc không có quan hệ gì với cậu, về phần công ty quảng cáo nụ cười, hiện tại đám khách thương đã tiếp nhận điều kiện bổ cứu rồi, người nhà của người chết cũng tiếp nhận rồi 20 vạn tiền trợ cấp, tỏ ý sẽ không tiếp tục truy cứu, xem ra chuyện sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu đâu trương dương nói hai ngày nay tôi bình tĩnh cân nhắc một chút sở dĩ xảy ra nhiều chuyện như vậy là có liên quan tới bản thân tôi xử lý vấn đề không đủ thành thục lý trường vũ nói thái độ hiện tại của bí thư từ đã dịu đi rồi ngày hôm qua trên cuộc họp thường ủy có rất nhiều thường ủy đứng ra nói giúp cho cậu cậu đừng quá mang gánh nặng tâm lý dưỡng bệnh cho tốt đi tổ chức không thể coi như việc này chưa từng phát sinh có điều xử lý đối với cậu cũng sẽ không quá nghiêm trọng dù sao vận hội tỉnh cũng phải đợi cậu tổ chức, ai cũng không muốn lâm trận đổi tướng, thằng ôn cậu dám bị bệnh vào lúc này, có phải là đoán được rằng mình rất quan trọng hay không? Muốn lợi dụng sinh bệnh để chứng minh một chút, lời nói của Lý Trường vô ý vị vô cùng sâu xa. Trương Dương nói, tôi không cảm thấy mình quan trọng gì cả, không có tôi thì trái đất vẫn quay, từ sau khi tới Nam Tích, tôi cả ngày bận biểu vì chuyện vận hội tỉnh. Hiện tại xây dựng trung tâm thể dục mới tôi cũng làm được 7-8 phần rồi, Tiền cũng tới một bộ phận rồi, lúc khó khăn nhất đã qua, đổi lại là ai cũng có thể làm tốt được công tác này." Lý Trường Vũ nói, nói thì dễ, nhưng chuyện trọng yếu còn ở phía sau, hoạt động lớn như vận hội tỉnh không phải tùy tiện ai cũng đều có thể tổ chức được. Ngày hôm qua tôi đã nói chuyện với Thôi Quốc Trụ, bảo anh ta trong thời gian cậu bị bệnh thì tạm thời thay thế công tác của cậu, anh ta liều mạng cự tuyệt, cứ như tôi hại anh ta vậy." Nghe Lý Trường Vũ nói như vậy, Trương Dương cũng không nhịn được mà bật cười. Ngày hôm qua hắn cũng đến thăm tôi, nói hết chuyện này ra với tôi rồi, tôi đã làm chút công tác tư tưởng với hắn, bảo hắn cứ tiếp nhận công tác của tôi, trăm ngàn lần đừng áp lực tư tưởng có gì. Lý Trường Vũ nói, sắp sang năm mới rồi, trong khoảng thời gian này không có gì chuyện quan trọng gì phải làm, mặc kệ cậu bệnh thật hay là bệnh giả, tôi sẽ cho cậu nghỉ dài ngày, để cậu nghỉ ngơi cho tốt, bằng vào y thuật của cậu, cho dù cậu bệnh thực sự cũng nhất định có thể chữa khỏi, đừng hòng lười biếng công tác của vận hội tỉnh còn chờ cậu đi làm, cậu không làm, đổi người khác tôi thật sự là không yên tâm. Trương Dương nói, thị trưởng Lý, ông bao che tôi như vậy, không sợ bởi vì tôi mà đắc tội với người khác à. Lý Trường Vũ cười ha ha nói, tôi là giúp Lý không giúp người, thằng ôn cậu đúng là đã phạm sai lầm, nhưng sai lầm của cậu cũng không phải là vấn đề lớn gì. Người công tác tiên tiến và thanh niên mười tốt năm nay cậu cũng không tham gia, tôi chuẩn bị cho cậu một cái xử phát, cậu nói xem cái gì thì hợp đây. Quan hệ của hai người quả thực không tầm thường, những lời này của Lý Trường Vũ cũng không tị ví gì Trương Dương, tất cả đều nói ra hết. Trương Dương nói, xử phạt cảnh cáo đi, ông nếu bắt kiếm điểm thì tôi sau này sẽ có vết nhơ chính trị. Lý Trường Vũ vỗ vai hắn, nói, dưỡng bệnh cho tốt đi, những chuyện khác không cần phải nghĩ nhiều. Y còn có việc, tới đây chủ yếu là để cho Trương Dương một viên thuốc an thần, Lý Trường Vũ cũng hiểu rằng thông qua chuyện này, mâu thuẫn giữa mình và từ quang nhiên đã được khơi ra. Cũng may trong thường ủy thị ủy y cũng không phải là cô gia quả nhân, đa số người, bao gồm cả bí thư ủy ban kỷ luật Lý Bồi Nguyên, Bộ trưởng Tổ chức Hà Anh Bồi đều đề nghị cho Trương Dương một cơ hội, thông qua chuyện này y cũng thấy rõ một chuyện, người trong thường ủy có ý kiến bất đồng với từ quang nhiên càng ngày càng nhiều. Đây là một dấu hiệu rất tốt. Triệu tính tiến vợ chồng Lý Trường Vũ xong thì trở lại phòng bệnh, nhìn thấy Trương Dương đã xuống giường đi tới phía trước cửa sổ, Triệu tính có chút khẩn trương nói anh, bác sĩ không phải bảo anh nằm trên giường nghỉ ngơi sao anh sao lại quên rồi trương dương cười nói anh không sao anh căn bản chính là giả vờ trước mặt em gái mình hắn đương nhiên không cần ngụy trang làm gì triệu tĩnh nửa tin nửa ngờ trương dương nói sức khỏe của anh như voi làm sao lại có vấn đề được triệu tĩnh đi tới bên cạnh hắn ôm cánh tay hắn nói anh có phải công tác gặp phiền toái gì hay không cho nên mới giả vờ bệnh Triệu Tĩnh ít nhiều cũng được nghe nói tới một số chuyện. Trương Dương cười nói, con bé này thật là lắm chuyện, đúng rồi, em đừng quan tâm tới chuyện của anh, gần dây cùng Đinh Bân thế nào. Nhắc tới tên của Đinh Bân, nụ cười trên mặt Triệu Tĩnh lập tức biến mất, cô ta cúi đầu xuống, nói khẽ, rất tốt. Trương Dương lòng đầy thâm ý nhìn em gái, có chút đoán trách nói, em còn coi anh là anh không? Nói thật với anh đi. Triệu Tĩnh cắn cắn môi nói anh, anh đã nghe thấy lời đồn đại gì ư? Trương Dương nói, Đinh Bân có phải muốn ra nước ngoài không? Triệu tĩnh nghe anh trai hỏi chuyện này, biết không giấu được, cô ta yên lặng gật đầu, lặng lẽ buông tay Trương Dương ra, ngồi xuống mép giường. Trương Dương đi tới bên cạnh em gái, Triệu tĩnh quay mặt đi. Trương Dương dướn người nhìn mắt em gái, phát hiện mắt Triệu tĩnh đã đỏ lượng lên, lấp lánh ánh lệ, Trương Dương rút khăn tay ra đưa cho em gái, nói khẽ có phải là hắn lại khi phụ em không? Để anh tìm hắn tính sổ. Không, triệu tính giữ chặt cánh tay Trương Dương, anh, anh đừng nghĩ nhiều, anh ấy không khi phụ gì em cả, chỉ. Chỉ, Trương Dương nói, chỉ làm sao? Triệu tính lau nước mắt, nói em cuối cùng phát hiện, giữa em và anh ấy không hợp nhau. Trương Dương tuy rằng là anh trai của triệu tính, nhưng đối với chuyện tình cảm của cô ta thì thật sự là không tiện nói nhiều, tính cách của đứa em gái này độc lập, không thích người ta can thiệp vào chuyện của nó. Trương Dương nói, một câu không hợp là tình cảm bấy lâu của hai đứa kết thúc ư. Triệu Tĩnh nói, xuất thân gia đình của bọn em bất đồng, tất cả của anh ấy đều được cha mẹ an bài rồi. Trương Dương nói, nếu bởi vì duyên cớ này thì em không cần phải lo lắng, hắn có thể đi anh du học, anh cũng có thể đưa em tới anh học. Trương Dương rất là yêu thương đứa em gái này. Triệu Tĩnh lắc đầu, nói thật ra từ sau khi xảy ra chuyện em bị đánh, tình cảm giữa chúng em đã không thể nào quay về trạng thái trước đây. Anh ấy ở cùng em giống như là để trả nợ, bồi thường những gì mắc nợ em. Anh ấy rất cẩn thận, sợ đắc tội với em, đó là bởi vì anh. Trương Dương không nói gì, lúc trước hắn vì chuyện triệu tính bị đánh, giận dữ chạy tới nhà của bí thư ủy ban chính pháp tỉnh Đinh Nguy Phong ra tay đánh người. Đinh Bân bị hắn dọa cho vỡ cả mật, nếu là nguyên nhân này hắn mới yêu triệu tính từng ấy năm thì mình không những giúp em gái mà còn phá hỏng chuyện của nó triệu tĩnh nói chia tay là em chủ động đề xuất em nhìn ra anh ấy sau khi tới nước anh du học như chút được gánh nặng anh ấy ở cùng em cũng không vui vẻ gì có lẽ mấy năm nay anh ấy đều sống trong áp lực đã như vậy thì em việc gì phải miễn cưỡng anh ấy cho dù miễn cưỡng ở cùng nhau thì sau này sẽ ra sao em không muốn trở thành áp lực của người khác càng không muốn trở thành gánh nặng của người khác đã không vui thì em không bằng buông tay sớm một chút trương dương lần đầu tiên cảm thấy triệu tĩnh đã trưởng thành nó đối với tình cảm nhìn thấu như vậy cho dù là mình cũng không thể nào làm được thoải mái như nó trương dương nói vậy em về sau có tính toán gì tìm một trường học để thực tập sau đó làm một giáo viên nhân dân chuẩn bị ở lại đông giang hay là về giang thành triệu tĩnh nói em không muốn làm giáo viên thời gian thực tập là nửa năm em cũng không muốn ở lại trường học anh triệu dũng nói với em là bảo em nghỉ đông tới công ty của anh ấy làm việc Em phát hiện mình rất có hứng thú với ngành IT, trong lĩnh vực này em có thể phát huy sở trường của mình." Trương Dương nói, "Còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, em dù sao cũng phải cố nhận lấy bằng tốt nghiệp." Triệu Tĩnh nói, "Anh Triệu Dũng nói em tới công ty chủ quản bộ phận thị trường, anh ấy sẽ giúp em chuyện thực tập, bằng tốt nghiệp chắc không có vấn đề gì." Ninh Triệu Dũng rất khen ngợi năng lực của Triệu Tĩnh, gã bảo Triệu Tĩnh tới giúp đỡ tuyệt đối không phải là bồi thường vì chuyện của em trai mình mà là thật sự muốn triệu tính tới chỗ gã phát triển. Trương Dương thở dài, nếu triệu tính đã quyết định, mình đương nhiên cũng không tiện phản đối, hắn nhắc nhở triệu tính, làm ăn không phải dễ dàng như vậy đâu, con gái con đứa có công tác an ổn là tốt nhất. Triệu tính mỉm cười nói anh, giờ là thời buổi nào rồi, mục đích sống của mỗi người không chỉ là ăn no mặc ấm, còn phải thể hiện giá trị của mình nữa, anh có năng lực như vậy, người làm em gái như em tất nhiên không thể nào là chân sau của anh được, em nhất định phải tự gây dựng sự nghiệp khiến anh phải cảm thấy kiêu ngạo vì em trương dương nói chuyện này mẹ vẫn chưa biết vẫn chưa biết bà ấy khẳng định sẽ không đồng ý đâu triệu tĩnh nói anh giúp em tạm thời giấu mẹ đi chờ em nghĩ xong rồi sẽ nói với mẹ tết năm nay có định về nhà không triệu tĩnh gật đầu nói em sẽ về trước một hai ngày anh nếu về thì tới đông giang tìm em cho em đi nhờ xe trương dương cười cười vươn tay ra xoa đầu triệu tĩnh theo thói quen Triệu tính kháng nghị nói anh, bệnh cũ của anh lại tái phát rồi, còn coi em là con bé con ư. Trương Dương nói, trong mắt anh, em vĩnh viễn là một cô bé. Khi hai anh em nói chuyện đang vui vẻ thì ba người thường hải tâm, hồ nhân như, hà hâm nhan cùng nhau tới thăm Trương Dương. Tuy rằng ba cô đều biết Trương Dương là đang giả vờ, nhưng nghe nói huyết áp của Trương Dương cao như vậy, thì vẫn có chút lo lắng. Triệu tính đã quen thấy đàn mỹ nữ bên cạnh anh trai, Cô ta cười khẽ chớp mắt vài cái với Trương Dương rồi đứng dậy nói: "Em đi đây, trưa nay đã hẹn ăn trưa với cha mẹ nuôi rồi, đợi buổi tối em lại tới với anh." Cô ta lại cười cười với bọn Hồ Nhân Như: "Anh em giao lại cho các chị chiếu cố nhé." Hồ Nhân Như cười nói: "Yên tâm đi, anh em lớn vậy rồi, căn bản không cần phải chiếu cố đâu." Thường Hải Tâm đặt mấy phong thư lên tủ ở đầu giường của Trương Dương. Trương Dương bảo ba cô ngồi xuống giường, còn mình thì kéo ghế ngồi xuống đối diện cười ha ha nói anh phát hiện nằm viện rất sướng ngày nào cũng có người tới thăm hà hâm nhan gắt đừng có nói bậy đại cát đại lợi hồ nhân như nói chuyện phía bọn em đã giải quyết em và hâm nhan tối nay sẽ bay về hong kong cũng sắp năm mới rồi chuyện của công ty quảng cáo rất bận bọn em tranh thủ mau chóng xử lý xong chuyện của công ty như vậy mới có thể an ổn đón năm mới bởi vì thường hải tâm có mặt ở đây cho nên có những lời không thể nói rõ ràng Thật ra Hồ Nhân Như và Hà Hâm Nhan đã thương lượng xong, Tết âm lịch năm nay tất cả đều cùng Trương Dương đón năm mới ở Xuân Dương, một đống chuyện mà công ty quảng cáo Nụ Cười để lại cần phải xử lý thật nhanh, phải hoàn thành chế tác nghiệp vụ quảng cáo mà Nụ Cười còn nợ, sau đó còn phải về tổng bộ công ty để tổng kết cuối năm, chỉ dựa vào một mình Hải Lan thì không đủ. Trương đại quan nhân nhìn ba vị tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc, thầm nghĩ lúc nào mới có thể đẩy tất cả lên giường nhỉ, đó sẽ là một tình cảnh lãng mạn biết bao. Trương Dương nhìn ra vẻ quyến luyến trong mắt Hà Hâm Nhan, dùng truyền âm nhập mật nói với cô ta, "Cô bé, về sớm một chút đi, lần này đi quá gấp gáp, hai chúng ta không kịp làm cái đó được lần nào." Mặt Hà Hâm Nhan nhất thời đỏ lên, cô ta sợ bị Hồ Nhân Như và Thường Hải Tâm nhìn ra, đứng dậy vội vàng rời đi. Trương Dương tất nhiên sẽ không lạnh nhạt với Hồ Nhân Như, cũng dùng phương pháp đồng dạng nói với cô ta, "Trở về sớm một chút, dẫn Hải Lan cũng về đón năm mới, chúng ta đoàn tụ với nhau." Sóng mắt hồ nhân như lưu chuyển, cô ta nói khẽ, bọn em đi đây, Hải Tâm, chiếu cố chủ nhiệm Trương nhé. Ánh mắt dừng ở lên người Trương Dương rồi lại nói, anh cần phải chú ý sức khỏe nhiều hơn. Những lời này mới nghe thì không thấy gì, nhưng hai câu gắn lại với nhau thì vị đạo có chút bất thường. Mặt thường Hải Tâm có chút nóng lên, Trương Dương nói, giúp tôi tiến họ. Thường Hải Tâm đứng dậy tiến, hồ nhân như cười cười xua tay, nói, không cần đâu cô cứ ở lại nói chuyện với anh ấy đi tránh cho chủ nhiệm trương phải tĩnh mịch cô ta đã sớm nhìn ra giữa thường hải tâm và trương dương có chút ám nguội trong lòng không khỏi cảm thán cái tính lăng nhăng của trương dương này bao giờ mới thu liễm được đây hồ nhân như và hà hâm nhan đi rồi thường hải tâm lại thành có chút trầm mặc trương dương nói các cô sao lại đi cùng nhau thường hải tâm nói khẽ gặp ở dưới lầu mọi người đều rất quan tâm anh nghe thấy thường hải tâm dùng từ mọi người này Trương Dương không khỏi bật cười, tôi biết. Hắn dừng một chút rồi nói, đơn vị không có việc gì à? Thường Hải Tâm gật đầu nói, không có việc gì cả, mọi người đều mong anh sớm ngày bình phục, sớm quay lại cương vị công tác. Trương Dương nói, còn cô? Thường Hải Tâm mặt càng đỏ hơn, tôi, tôi cũng như mọi người. Trương Dương nói, nói với mọi người rồi tôi không sao cả, tính dưỡng một đoạn là có thể quay về công tác. Ánh mắt hắn chiếu lên tủ ở đầu giường nhìn thấy mấy phong thư đó sau khi cầm lên mới phát hiện trong đó còn có một bức là nước ngoài gửi tới trương dương cầm phong thư đó lên lật đi lật lại xem thường hải tâm biết trình độ tiếng anh của hắn hữu hạn nói khẽ là từ mỹ gửi về trương dương gật đầu bóc lá thư này ra mở giấy viết lại phát hiện mặt trên chỉ có một chữ thù viết bằng máu trương dương không khỏi dùng mình con mẹ nó ai mà khuyết đức thế gửi cho hắn loại thư đe dọa này trương dương không mở hết ra hắn sợ Thường Hải Tâm sau khi biết sẽ lo lắng cho mình, lặng lẽ gặp phong thư lại, sau đó đưa cho Thường Hải Tâm cô nhìn giúp tôi xem là từ đâu gửi đến. Thường Hải Tâm nhìn nhìn, nói thành phố New York. Trương Dương suy nghĩ cẩn thận lại, trước mắt sở yên nhiên đang ở Los Angeles, tả hiệu tình thì ở trường đại học y Nevada thuộc Las Vegas, hai người đều không ở New York, mình không có người quen ở New York mà, hắn lại nghĩ tới cố giai đồng. Phong thư này rốt cuộc là trò đùa dai hay là một sự uy hiếp? nhớ tới ba vị hồng nhan chi kỷ ở tha hương dị quốc, trương đại quan nhân trong lòng không thể nào bình tĩnh lại được. Thường hải tâm nhạy bén phát giác ra sự bất an của trương dương, quan tâm nói trên thư viết gì vậy. Anh hình như rất khẩn trương. Trương Dương lắc đầu nói, không có gì, một người bạn viết thư thăm hỏi thôi. Thường Hải Tâm biết chuyện của Trương Dương và Sở Yên Nhiên, cũng không hỏi nhiều nữa. Trong ký ức của cô ta, Trương Dương là lần đầu tiên hạ lệnh trục khách với cô ta, Hải Tâm, tôi không sao đâu, cô về nghỉ ngơi đi, tôi cũng hơi mệt rồi, muốn ngủ trưa một lát. Thường Hải Tâm có chút kỳ quái nhìn Trương Dương, luôn cảm thấy sau khi xem lá thư này hắn có chút cổ quái, nhưng cô ta cũng không tiện tiếp tục ở lại, liền nói khẽ có cần tôi giúp anh đi lấy cơm không. Trương Dương lắc đầu nói, không cần đâu, lát nữa tôi ngủ dậy sẽ tới căn tin ăn. Sau khi Thường Hải Tâm rời đi, Trương Dương lập tức cầm điện thoại gọi cho Sở Yên Nhiên, điện thoại luôn ở trong tình trạng không có người nhất, Trương Dương nhìn đồng hồ, giờ đã là 10 giờ sáng, chắc ở Los Angeles là 7 giờ tối, sở yên nhiên chắc vẫn chưa đi ngủ, nhưng cô ta lại không chịu nhấc điện thoại của mình, Trương Dương lại gọi một cú cho cố giai đồng. Cố giai đồng bắt máy rất nhanh, giọng nói của cô ta rất khoái trá, Trương Dương, sao lúc này lại nhớ ra gọi điện thoại cho em? Nghe thấy giọng nói của cố giai đồng, Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, giai đồng, anh không sao cả, chỉ là đột nhiên nhớ em thôi. Cố Gia Đồng nghe thấy lời tâm tình của Trương Dương, trong lòng ấm áp vô cùng, cô ta ôn nhu nói: "Em cũng nhớ anh lắm, chuyện phía nước Mỹ tiến triển rất thuận lợi, căn cứ vào tình huống công tác trước mắt, chắc một tuần nữa là em có thể hoàn thành khảo sát ở Mỹ, trước Tết âm lịch có thể trở về." Trương Dương vui mừng nói: "Thế thì tốt quá." Cố Gia Đồng nói: "Những ngày này ở Mỹ phải làm việc không ngừng, thật sự là có chút mệt mỏi, cũng định ngày mai dành chút thời gian tới thác nước Niagara chơi." nghe nói cảnh sắc mùa đông ở đó rất đẹp là một thế giới băng tuyết thác nước tất cả đều bị đóng băng trương dương cười nói thác nước bị đóng băng thì có gì mà đẹp nói khẽ nói khẽ em đã tới thác nước niagara hai lần nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ đẹp trong băng tuyết của nó em nghĩ cảnh sắc đó nhất định là vô cùng hùng vĩ trương dương nói thật muốn được ngắm cùng em cố dai đồng cười khúc khích nói nhất định có cơ hội mà anh đã hứa với em rồi có một ngày anh sẽ cùng em tới thác nước Niagara ngắm cầu vồng, em không quên đâu." Trương Dương gật đầu nói, "Anh nhớ mà, đợi anh làm xong việc vận hội tỉnh, anh sẽ cùng em tới thác nước Niagara ngắm cầu vồng." Nói xong câu này, Trương Dương lại nhớ ra mục đích gọi điện thoại của mình, hắn quan tâm nói, "Giai Đồng, em ở Mỹ phải chú ý an toàn nhé, dẫu sao cũng không phải là ở trong nước, anh không thể chiếu cố cho em được." Bởi vì sợ cố Giai Đồng lo lắng, hắn không nói chuyện bức thư đe dọa đó ra. Cố Giai đồng cười nói, yên tâm đi, em lớn vậy rồi, tự biết phải chiếu cố mình thế nào mà, đúng rồi, hai ngày cất em ở Los Angeles, đặc biệt đi gặp Yên Nhiên, cô ấy đã là CEO của tập đoàn Benin rồi. Trương Dương nói, cô ấy có khỏe không? Cố dài đồng nói, chờ em về sẽ kể lại cho anh. Trương Dương và cố dài đồng dập máy, trong lòng yên tâm hơn nhiều, hắn lại gọi điện thoại cho tả hiểu tình, điện thoại là trực tiếp gọi tới ký túc xá của tả hiểu tình, trương dương và tả hiểu tình gần đây rất ít liên hệ với nhau nhưng khi tả hiểu tình nghe thấy giọng nói của trương dương vẫn ngay lập tức nhận ra hắn tả hiểu tình đã không nhớ nổi lần cuối cùng mà bọn họ trò chuyện với nhau là khi nào cuộc sống du học mấy năm nay đã khiến cô ta biến thành tự lập và kiên cường cô ta không còn là cô bé mau nước mắt ngày xưa nữa giọng nói của tả hiểu tình vô cùng bình tĩnh trương dương tìm tôi có việc gì vậy lời nói của cô ta tựa hồ như cường điểm sự xa cách giữa cô ta và trương dương trương dương nói cô vẫn khỏe chứ tả hiểu tình theo bản năng nhìn thoáng qua chiếc gương trên mặt bàn nhưng lại nhìn thấy một bức ảnh ở trên bàn trương dương trên bức ảnh mặc áo bành tô quân đội nở nụ cười rất sán lạn ánh mắt của tả hiểu tình nhất thời trở nên ôn nhu tay cô ta nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh thời gian không thể xòa nhòa đoạn ký ức tươi đẹp giữa cô ta và trương dương mỗi lần nhắm mắt lại tất cả những gì của ngày xưa lại hiện ra trong đầu cô ta cô ta lại nhớ tới những cuộc đi dạo bên bờ sông xuân thủy nhớ tới núi non sơn thủy của núi Thanh Đài. Lại nhớ tới Trương Dương vì cô ta mà nộ phát trùng quan, nhớ tới bọn họ nắm tay ở trong viện điện ảnh mà mặt đỏ tim đập, lại nhớ tới cái hôn bá đạo mà man hoành của Trương Dương trong màn mưa. Muốn quên, nhưng lại không thể nào quên được, tình cảm thực sự không thể bởi vì thời gian mà phai nhạt, chỉ có thể từng chút lắng động trong thời gian, biến thành càng lúc càng rõ ràng. Tả Hiểu Tình nói, tôi vẫn ổn, còn anh? Trương Dương nói, tôi cũng ổn, hắn dừng lại một chút rồi nói khẽ đột nhiên nhớ lại lúc chúng ta còn thực tập ở xuân dương cho nên gọi điện thoại cho cô tả hiểu tình nghĩ một đằng nói một nẻo lâu quả rồi rất nhiều chuyện không còn nhớ được nữa những ký ức tươi đẹp không thể nào quên được tả hiểu tình thản nhiên cười cười trên đời này không có chuyện gì là nhất thành bất biến có lẽ khi gặp mặt tôi đã biến thành một con người khác rồi trương dương nói tôi vẫn không thay đổi vẫn là kẻ vô tâm vô phế như trước Tả hiểu tình nói khẽ, người ta nếu còn thể cả đời vô tâm vô phế cũng không phải là dễ dàng dâu. Trương Dương không nói gì nữa, hắn phát hiện mình Thủy chung không thể buông bỏ tả hiểu tình, mặc dù đã xảy ra rất nhiều chuyện, mặc dù hắn từ một thực tập sinh của vệ giáo biến thành chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao thành phố Nam Thích, nhưng tình cảm của hắn vẫn không thay đổi, ngoài miệng thì nói mình là một người vô tâm vô phế, nhưng hắn đối với mỗi một người ở chung quanh mình đều luôn quan tâm, thật sự quan tâm. Trương Dương nói, một mình ở bên ngoài phải chú ý tới sức khỏe đã khuya rồi cô nghỉ ngơi sớm đi trương dương nói xong liền gác máy tả hiểu tình ở đầu dây bên kia thì ngây ra đó cô ta vốn muốn nói với trương dương rằng mình tết năm nay sẽ về giang thành nhưng không kịp nói rồi trương dương nhìn lá thư này lại nhìn chữ thủ ghê người trên đó trong lòng vẫn cảm thấy có chút khẩn trương rốt cuộc là ai đã từ nước mỹ gửi cho hắn lá thư đe dọa này ai lại có oán niệm và cừu hận lớn với mình như vậy chương 634, báo thù. Trương Dương không ngờ Lưu Diễm Hồng lại tới thăm mình, Lưu Diễm Hồng lần này đến Nam Tích là để tìm hiểu chuyện của Trương Đức Phóng, nghe nói Trương Dương bị bệnh cho nên đặc biệt tới thăm. Cô ta đối với tình cảnh gần đây của Trương Dương cũng có nghe nói ít nhiều, mỉm cười nói, ở trong ấn tượng của tôi, cậu hình như chưa bao giờ bị bệnh cả. Trương Dương nói, con người ăn ngũ cốc hoa màu, ai có thể cả đời không sinh bệnh được. Bí thư Lưu, chị hôm nay rốt cuộc là tới thăm tôi hay là đến điều tra tôi? Lưu Diễm Hồng không khỏi bật cười, cậu đừng sợ hãi, bằng vào cấp bậc hiện tại của cậu, còn chưa tới lượt tôi tới tra hỏi cậu đâu. Cô ta để bó hoa tươi lên tủ ở đầu giường. Trương Dương đứng dậy rót nước cho cô ta, Lưu Diễm Hồng xua tay, nói, lạnh quá, tôi cũng không khát. Trương Dương nói, chị thật sự là tới chỉ để thăm tôi thôi sao? Lưu Diễm Hồng lắc đầu nói, Trung Hải Yến bị bắt rồi. Trương Dương nghe thấy tin tức này không khỏi có chút kinh ngạc, không ngờ Trung Hải Yến nhanh như vậy đã bị bắt rồi, không cần nói cũng biết, phiền toái lần này của Trương Đức Phóng khẳng định rất lớn. Lưu Diễm Hồng và Trương Đức Phóng quen nhau từ lâu, hơn nữa quan hệ cũng không tồi, đối với kết cục hiện tại Trương Đức Phóng cũng có chút cảm thán, cô ta nói khẽ con người ta rất dễ đánh mất chính mình trước tiền tài và sắc đẹp, Trương Đức Phóng trước đây luôn làm phó thủ, chịu đựng từng đấy năm, tới nam tích cuối cùng cũng được làm trước chính, không ngờ chưa làm được bao lâu thì lại xảy ra chuyện, rất nhiều người dân đều hâm mộ người làm quan, nhưng lại không biết rằng trên thế giới này, làm quan là nghề mạo hiểm nhất. Chỉ hơi không cẩn thận một chút, không những sẽ mất tiền trình và tự do, thậm chí còn phải bồi thường tính mạng. Trương Dương nghe ra Lưu Diễm Hồng đang nhắc nhở mình, hắn cười nói, lăn lộn trong quan trường lâu như vậy rồi, gan cũng biến thành càng lúc càng nhỏ, tôi hiện giờ làm gì cũng phải lấy cẩn thận làm đầu. Lưu Diễm Hồng trợn mắt lườm hắn nói, vậy chuyện của Hải Thiên cậu có thể nói rõ, chuyện của Nam Dương quốc tế cậu có thể nói rõ không? Gần đây có không ít thư tố cáo cậu, đều là trực tiếp viết lên ủy ban kỷ luật tỉnh, tôi nhắc cậu, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ toàn diện, một khi làm quan, làm việc không thể dùng cảm tình, ai cũng có quan hệ xã hội các mặt, nhưng nếu như mỗi một quan hệ đều phải chiếu cố, vậy thì cậu trong bất trí bất giác sẽ làm trái với nguyên tắc, trái với kỷ luật, thậm chí là làm trái pháp luật ai cũng nói chúng ta làm quan phải lục thân không nhận thật ra lục thân không nhận chưa chắc đã phải là chuyện xấu gì thà để người thân và bạn bè mắng cậu còn hơn là để người dân mắng cậu chỉ có như vậy thì cậu mới có thể làm quan tốt trương dương nói tôi biết tật xấu của mình con người tôi tình cảm quá nặng lưu diễm hồng không khỏi bật cười cậu là đang khen mình hay đang kiểm điểm mình vậy những lời này rất đáng để tranh luận cậu và yên nhiên gần đây thế nào rồi có liên lạc với nhau không nhắc tới chuyện này, trương dương bỗng nhiên linh cơ khẽ động, sở yên nhiên không muốn nghe điện thoại của hắn, nhưng lưu diễm hồng gọi tới thì cô ta sẽ nhắc. trương dương vì thế nhờ lưu diễm hồng hỗ trợ gọi một cú một chiếc điện thoại cho sở yên nhiên. lưu diễm hồng cho rằng trương dương là muốn thông qua mình để nối lại tình xưa với sở yên nhiên, tất nhiên là vui vẻ giúp đỡ, nhưng cô ta không biết rằng trương dương chỉ là muốn xác định sở yên nhiên được bình an. sở yên nhiên quả nhiên nghe điện thoại của lưu diễm hồng. Lưu Diễm Hồng chỉ ân cần thăm hỏi hai câu rồi cười nói, không phải là cô tìm cháu, là có người nhờ cô gọi điện thoại cho cháu. Cô ta đưa di động cô Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân cầm lấy di động, trong nhất thời tim đập bịt bịch, sở yên nhiên ở bên kia thì trầm mặc, nghe ra được là tần suất hô hấp của của cô ta cũng có chút rồn rập. Trương Dương nói khẽ em có khỏe không? Giọng nói của sở yên nhiên rất bình tĩnh, vẫn khỏe, còn anh? Cũng vậy, trương đại quan nhân trước giờ miệng lưỡi lanh lẹ lúc này không biết vì sao lại trở nên ấp úng lưu diễm hồng đứng nghe ở bên cạnh không khỏi có chút sốt ruột sở yên nhiên nói khẽ em còn phải học được vậy nói chuyện sau nhé ừ chỉ mấy câu ngắn ngủi đã kết thúc cú gọi điện xuyên quốc gia này lưu diễm hồng nhìn thấy trương dương gác máy tức giận đến nỗi vươn tay ra ấn một cái vào chán hắn thằng ôn cậu sao thế một chút thông minh vặt bình thường đâu rồi Trương Dương bất lực cười nói, mọi người đều bận mà. Lưu Diễm Hồng nói, con gái là cần phải lừa, cậu không phải là làm quan làm tới ngu người rồi chứ hả? Trương Dương nói, biết cô ấy bình an vô sự là được rồi. Lưu Diễm Hồng cũng cảm thấy Trương Dương có chút kỳ quái, nói khẽ cậu hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Trương Dương cầm mức thư đe dọa được gửi từ nước Mỹ đưa cho Lưu Diễm Hồng, Lưu Diễm Hồng dở ra xem, cũng sợ đến giật nảy mình, ngạc nhiên nói cái này là ai làm vậy trương dương lạnh lùng nói nếu tôi biết là ai tôi sớm đã giết tới lôi hắn ra rồi lưu diễm hồng nói cho nên cậu mới lo lắng cho yên nhiên trương dương nói hy vọng chỉ là một trò đùa tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy mình ở mỹ hình như không có kẻ thù nào cả lưu diễm hồng nói có thể là cậu đắc tội với người ta nhưng bản thân mình lại không rõ trương dương nói muốn làm tốt công tác luôn sẽ đụng chạm tới lợi ích của một số người chỉ cần tôi tiếp tục lăn lộn trong thể chế, sau này khó tránh khỏi đắc tội với người khác. Lưu Diễm Hồng cười nói, cho nên tôi đã nói từ trước rằng cậu thích hợp làm công tác của Ủy ban kỷ luật mà, công tác của chúng tôi chính là đắc tội với người ta, loại người không sợ đắc tội với người khác như cậu, rất thích hợp vào đội ngũ của chúng tôi, thế nào? Cân nhắc một chút, tới Ủy ban kỷ luật tỉnh công tác đi. Lưu Diễm Hồng là thật lòng hân thưởng Trương Dương, mắt thấy Tằng Lai Châu sắp về hưu, chuyện cô ta tiếp nhận trước bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh đã thành định cục, bên cạnh Lưu Diễm Hồng cũng thiếu một tướng tài đắc lực, nếu Trương Dương có thể công tác dưới trướng cô ta, công tác về sau khai triển khẳng định sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Trương Dương lắc đầu nói, bản thân tôi quản mình còn không xong, cô bảo tôi Trương Dương ủy ban kỷ luật công tác, không biết sẽ mang đến cho cô bao nhiêu phiền toái, hơn nữa, tôi hiện tại có bệnh trong người, tôi trước tiên phải nghỉ dưỡng cho khỏe đã. Có sức khỏe tốt mới có thể phụng hiện thanh xuân và nhiệt tình của tôi, tôi không muốn làm liệt sĩ trẻ đâu lưu diễm hồng gắt nói năng linh tinh tôi sao chẳng thấy cậu giống có bệnh gì cả có phải là giả vờ không trương dương cười nói bí thư lưu lưu đại tỷ chị ruột của tôi chị là phó bí thư ủy ban kỷ luật nói năng phải có trách nhiệm chứ những lời này nếu truyền ra ngoài tôi có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch sâu thằng ôn này không quên kéo gần quan hệ với lưu diễm hồng lưu diễm hồng bật cười cậu đó phiền phức đều là tự mình chuốc lấy Cô ta lần này tới còn có một việc chuyện rất trọng yếu, chính là liên quan tới vụ án con trai và vợ của Phó Liên Thắng tử vong, Lưu Diễm Hồng nói: "Trương Dương, tôi nghe nói khi tiểu khu hướng Dương phát sinh vụ nổ khí ga, cậu cũng có mặt ở hiện trường." Trương Dương gật đầu nói: "Lúc ấy tôi đưa bí thư Lý của ủy ban kỷ luật về nhà cha mẹ y, vừa hay nhìn thấy chuyện này, sao?" "Chuyện này có manh mối gì à?" Lưu Diễm Hồng nói: "Cảnh sát căn cứ vào điều tra ở hiện trường và báo cáo nghiệm thi đã đưa ra kết luận" chứng minh của hai người chết là vợ và con gái của Phó Liên Thắng. Hơn nữa hai người bọn họ đều là bị giết từ trước, sau đó hung phạm mới chế tạo hiện trường hỏa hoạn. Trương Dương cũng không kinh ngạc với kết luận này, hôm ấy ở hiện trường xảy ra vụ án, Triệu Quốc Cường qua khám tra hiện trường cũng đã đưa ra kết luận này. Lưu Diễm Hồng nói, vụ án của đường Hương Sinh đã qua lâu rồi, Phó Liên Thắng và Chu Tiếu Nguyệt cũng cùng chết ở nhà khách chính phủ thành phố Tĩnh Hải, thời gian đã qua lâu như vậy rồi, rốt cuộc là ai hạ thủ với vợ và con gái y. Trương Dương nói, lúc ấy Bí Thư Lý nhận được một cú điện thoại của Đường Hồng Anh, Đường Hồng Anh nói rằng đang nắm trong tay một số chứng cứ, có thể chứng minh là chồng của cô ta bị vu hãm. Lưu Diễm Hồng gật đầu nói, tôi đã từng nói chuyện này với Bí Thư Lý rồi, từ tình huống hiện tại cho thấy, chính những chứng cứ mà Đường Hồng Anh nói đã hại chết cô ta, chúng tôi trước đây đã phân tích vụ án, cho rằng Phó Liên Thắng là đồng lõa của Đường Hưng Sinh, y sắm vai trò lính hầu, bởi vì chu tiếu nguyệt đã uy hiếp đến sự an toàn của đường hưng sinh cho nên đường hưng sinh muốn bảo phó liên thắng giết cô ta nếu chứng cớ mà đường hồng anh đang nắm là nhắm vào đường hưng sinh như vậy đường hưng sinh đã trốn ra nước ngoài vì sao ngay lập tức biết được chuyện này muốn giết chết cô ta chuyện này căn bản là không thể nào nói một cách hợp lý được tội hành của hắn đều đã bại lộ hắn vì sao còn phải xuống tay đi giết hai mẹ con đáng thương đó trương dương nói chị thấy sao audio điện tử võ tấn bền Lưu Diễm Hồng nói, vụ án của Đường Hưng Sinh có lẽ chỉ là một góc của núi băng, trừ Đường Hưng Sinh ra, nói không chừng còn có người khác có liên quan tới chuyện này, Đường Hồng anh nhất định đã phát hiện ra gì đó, mà phát hiện của cô ta đã khiến cho nhân vật một mực ẩn nấp đằng sau cảm thấy lo lắng, cho nên mới hạ sát thủ giết cô ta. Trương Dương nói, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng cuộc trò chuyện giữa Đường Hồng anh và bí thư Lý đã bị ai nghe trộm? Đây là chuyện mà Trương Dương Thủy Trung vẫn không nghĩ ra. Lưu Diễm Hồng nói, cảnh sát trong lúc điều tra hiện trường đã phát hiện điện thoại trong nhà đường Hồng Anh bị người ta nghe lén. Chắc là khi cô ta trò chuyện với bí thư lý, nội dung đã bị người khác biết được, cho nên mới thúc đẩy đối phương giết chết cô ta. Trương Dương nói, hiện tại đường Hồng Anh đã chết, chứng cứ mà cô ta nói tất nhiên cũng không tìm thấy. Muốn biết bí mật này, chỉ có thể trước tiên truy bắt đường Hưng Sinh về quy án, chỉ cần phải bắt được con cá lớn đường Hưng Sinh này, hắn sẽ khai rõ tất cả ra. Lưu Diễm Hồng thở dài nói, căn cứ vào tin tức mà chúng tôi có được, đường hưng sinh từng xuất hiện ở tỉnh KB Canada. Trương Dương nói, nếu đã phát hiện tung tích của hắn vậy vì sao không bắt hắn về? Lưu Diễm Hồng nói, Trung Quốc và Canada không có điều lệ dẫn độ, chính là vì nguyên nhân này, rất nhiều quan viên trong nước sau khi xảy ra chuyện, nơi đầu tiên lựa chọn bỏ trốn chính là Canada. Đường hưng sinh này rất rào hoạt, hắn xuất thân cảnh sát, tính tình rất cảnh giác, ở Canada chỉ du rú trong nhà, chúng tôi chỉ bước đầu kết luận hắn ở Canada, về phần địa điểm đặt chân cụ thể của hắn thì chúng tôi cũng không nắm rõ. Trương đại quan nhân thần thần bí bí nói, chẳng lẽ chị không biết có một ngành tên là quốc an ư? Loại chuyện này nên giao cho bọn họ đi làm, tiện thì bắt hắn về, nếu như không tiện, tìm tới một tên hỗn đản, hành quyết ngay tại chỗ, dù sao có bắt hắn về nước thì cũng để bắn thôi mà lưu diễm hồng nói chuyện nếu đơn giản giống như suy nghĩ của cậu thì tốt quá rồi trương dương tôi muốn nhờ cậu giúp liên hệ với người nhà của chu tiếu nguyệt vụ án này chúng tôi muốn điều tra lại từ đầu cái chết của mẹ con đường hồng anh khiến tôi cảm thấy vụ án này phức tạp hơn nhiều so với dự đoán của chúng nam thích có thể còn có quan viên khác liên quan tới chuyện này trương dương nói tôi đã liên hệ với cô ta rồi nhưng đến bây giờ vẫn chưa liên hệ được chu tiếu nguyệt là học giả đại dương học bình thường hay ở tận hải đảo xa xôi làm nghiên cứu khoa học, không biết lúc nào mới có thể quay về Australia, nói cách khác, chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Lưu Diễm Hồng nói, chuyện này nhờ vào cậu vậy, biểu hiện cho tốt vào, nếu cậu có thể giúp tôi tra rõ vụ án này, cũng tính là là lấy công chuộc tội, tôi sẽ giúp câu nói tốt vài câu. Trương Dương nói, tôi phạm sai lầm ư. Lưu Diễm Hồng mỉm cười nói mỉm cười nói, cậu có phạm sai lầm hay không thì do Ủy ban kỷ luật định đoạt, Trung Hải Yến xa lưới khiến chuyện của khách sạn Hải Thiên cuối cùng đã dễ mây nhìn trời. Hải Thiên trong thời kỳ đoàn Kim Long quản lý, dưới sự bao che của Trương Đức Phóng, các loại hoạt động kinh doanh phi pháp dần dần bại lộ, từng hoạt động trái với pháp luật liên tiếp bị Ủy ban Kỷ luật thành phố Nam Tích tra ra. Bí thư Lý Bồi Nguyên của Ủy ban Kỷ luật tự mình tiến hành thẩm vấn Trương Đức Phóng. Lý Bồi Nguyên vẻ mặt tràn ngập đau lòng và tiếc hận, đồng chí Đức Phóng, anh biết rõ mỗi một chuyện trên đây. Những chuyện này anh có từng làm hay không, rốt cuộc có phải là sự thật hay không? Trương Đức Phóng đã mất đi tinh khí thần ngày xưa, tóc rối bù, hai mắt lõm sâu, ánh mắt cũng có chút dài dại, y đọc kỹ những hành vi phạm tội được đưa ra mấy lần, có một số việc gần như chỉ là bí mật giữa Trung Hải Yến và y, đoàn Kim Long không thể nào biết được, ủy ban kỷ luật có thể nắm giữ được những tình huống này, chứng tỏ Trung Hải Yến đã bị bắt, cô ta khẳng định đã khai ra không ít chuyện, nữ nhân quả nhiên là sinh vật không đáng tin nhất trên đời. Trương Đức Phóng chậm rãi đẩy những giấy tờ này sang một bên. Nói khẽ có thuốc không? Lý Bồi Nguyên lấy hộp thuốc lá ra, rút ra một điếu thuốc đưa cho y, lại lấy bật lửa ra châm cho Trương Đức Phóng. Trương Đức Phóng cúi đầu, ghé điếu thuốc vào ngọn lửa rồi dùng sức hít hai hơi, trong khói thuốc ngập ngụa, nhìn thấy trong trong hai mắt Trương Đức Phóng có ánh lệ, không biết là thật sự rơi nước mắt hay là bị khói thuốc hun cay. Trương Đức Phóng không nói gì, chỉ hít hết hơi này đến hơi khác điếu thuốc rất nhanh chỉ còn lại một nửa. Lý Bồi Nguyên lẳng lặng nhìn y, nói khẽ Trung Hải Yến đã xa lưới. Giọng nói của Trương Đức Phóng có chút khàn khàn, tôi biết rồi. Lý Bồi Nguyên nói, tôi thật sự nghĩ không thông, anh là cục trưởng công an, anh là một người chấp pháp, vì sao biết pháp mà phạm pháp. Chuyện của đường hương sinh chẳng lẽ không cho anh chút hồi chuông cảnh tỉnh nào ư? Vì sao các anh lại cứ nối đuôi nhau đi theo con đường này? Trương Đức Phóng nói khẽ tôi rất hối hận, có những lúc, lòng tham chỉ nảy sinh trong một ý nghĩ, mà mầm móng tham lam một khi đã manh nha, rất nhanh sẽ lớn thành một cây đại thụ ở trong lòng, tôi không khống chế được, tôi đã phạm một sai lầm không thể tha thứ. Lý Lý Bồi Nguyên nói, sai lầm gì? Tôi không nên tin đàn bà. Lý Bồi Nguyên nhíu mày, Trương Nước Phóng không ngờ hối hận về chuyện này, y thở dài nói, Trương Nước Phóng, tôi rất thất vọng, anh đã tới nước này, không ngờ vẫn chưa biết mình rốt cuộc sai ở đâu trương đức phóng nói hiện tại nói gì cũng muộn rồi khi đường hưng sinh bị truy bắt tôi thật sự không hiểu được hắn hắn là cảnh sát vì sao lại lưu lạc tới mức trở thành một tội phạm giết người vì sao y có thể nhẫn tâm giết chết một một người đàn bà đã từng chung chăn gối với y hiện tại thì tôi hiểu được rồi lý bồi nguyên nói anh hối hận vì đã không giết chết trung hải yến để diệt khẩu trương đức phóng cười cười lắc đầu tôi không máu lạnh như vậy cho nên tôi mới ngồi ở đây, còn đường hương sinh thì tiêu dao ở hải ngoại, lòng người thật sự là không được quá lương thiện. Lý Bồi Nguyên tức giận nói, nghe lại những lời mà anh nói đi, anh còn giống một đảng viên không? Đảng và quốc gia đã bồi dưỡng anh nhiều năm như vậy, anh chẳng lẽ không cảm thấy hối hận vì hành vi của mình ư? Trương Đức Phóng ngẩng đầu lên, tôi ở trong thể chế làm 16 năm trời, tôi đã từng thấy đủ mọi loại tội phạm, cũng gặp đủ mọi loại cán bộ, nhưng hiện tại nghĩ lại, Giữa bọn họ không có quá nhiều sự khác biệt, tội phạm khi phạm tội vì lòng tham của mình, bọn họ còn biết lo lắng sợ người khác phát hiện, bọn họ sẽ căng thẳng, thấp thỏm bất an, thậm chí còn cảm thấy nhục nhã, mà có một số cán bộ, bọn họ rõ ràng đang thỏa mãn lòng tham của mình, nhưng lại rất đường hoàng, quang minh chính đại giống như mình vì quốc gia. Vì nhân dân làm ra rất nhiều cống hiến to lớn, tôi bị bắt, không phải là vì tôi làm sai, mà là bởi vì vận khí của tôi không tốt, phóng mắt khắp thể chế Nam Tích ai dám nói rằng mình thanh bạch. Ai dám nói rằng tất cả những gì mà mình là đều là vì nhân dân, vì quốc gia, trước giờ chưa từng mưu cầu một tơ một hào tư lợi nào. Bí thư Lý, anh có dám vỗ ngực nói ra câu này không? Lý bồi nguyên ngây ra một thoáng, môi giật giật, nhưng Thủy Trung không lên tiếng. Trương Đức Phóng nói, anh không dám nói, không ai dám nói cả, trộm một vạn đồng là ăn trộm, trộm một phân tiền cũng là ăn trộm, anh trộm một trăm vạn, nhưng là một cách thần không biết quỷ không hay, không ai biết được người khác chẳng những sẽ không nói anh là trộm ngược lại còn còn có thể hâm mộ anh bội phục anh tôi thừa nhận tôi là trộm đánh cắp lợi ích của quốc gia lợi ích của nhân dân không đếm xỉa gì đến quốc gia không đếm xỉa gì đến người dân nhưng những quan viên như các anh ai có tư cách chỉ trích tôi ai dám nói rằng bản thân mình trong sạch chỉ là mong người bước cười 100 bước mà thôi lý bồi nguyên tức giận nói trương nước phóng anh khiến tôi rất thất vọng trương nước phóng lắc đầu hắn vén tay áo trái lên, ấn tóc thuốc cầm lên nhưng chưa hút hết lên ra. một mùi thịt cháy trong nháy mắt tràn ngập trong không khí trong căn phòng. da thịt ở khóe mắt lý bồi nguyên giật giật. trương nước phóng nói khẽ tất cả đều là giả, chỉ có đau khổ là chân thật nhất. ai sốria mở to mắt nhìn thấy trương dương đang ngồi ở bên cạnh mình, cô ta bật cười, giống như bông hoa tuyết liên trên núi tuyết anh tới rồi à trương dương cười nói bác sĩ vu nói cuộc phẫu thuật thành công, thể chất của bản thân cô rất tốt hy vọng hoàn toàn bình phục là rất lớn. Aisuria chớp chớp đôi mắt màu xanh lục, nói khẽ cảm ơn anh. Trương Dương cười nói, không cần cảm ơn tôi, nên cảm ơn bác sĩ Vu mới đúng, cô muốn ăn gì? Tôi đi mua cho cô. Aisuria mỉm cười nói, lưới vịt hun khói. Trương Dương bật cười ha ha. Aisuria nói khẽ cô ta sao rồi? Trương Dương lập tức hiểu rằng cô ta trong miệng Aisuria là Phạm Tư Kỳ, hắn do dự một chút, không biết có nên nói chuyện phạm tư kỳ mắc bệnh cho cô ta biết hay không." Ai Surya nói, "Vừa rồi luật sư cao đến thăm tôi, nói với tôi rằng cô ta cũng nằm cùng một bệnh viện với tôi, bệnh tình rất nghiêm trọng." Trương Dương nói, "Không có gì đâu, bác sĩ nói là không có nguy hiểm tới tính mạng." Trong lòng mắng thầm Cao Liêm Minh nhiều chuyện, cái gì cũng nói ra hết. Ai Surya nói, "Chuyện giữa tôi và cô ta, anh chắc là biết rồi, lần trước tôi lừa cô ta, tôi nói tôi không hận cô ta." Kỳ thật trong lòng tôi rất hận cô ta, tôi đã quy hết toàn bộ tao ngộ mà tôi gặp phải lên người cô ta, nhưng hiện tại, tôi thật sự không hận cô ta, không phải là bởi vì cô ta đã làm gì cho tôi, mà là tôi thật sự vứt bỏ được khúc mắc đó rồi. Trương Dương gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ mở u bàn tay cô ta, an ủi, đừng nghĩ nhiều, sau này có cơ hội nói những chuyện này mà. Ai Surya nói, Trương Dương, cảm ơn anh đã cho tôi hy vọng, kỳ thân con người chỉ cần là có hy vọng trong lòng sẽ biến thành khoan dung bình hòa. Trương Dương mỉm cười nói: vì những lời này của cô, tôi hiện giờ sẽ đi mua lưỡi vịt về cho cô ăn. Vu Tử Lương lúc này tới kiểm tra phòng, nhìn thấy Trương Dương, ông ta không khỏi cười nói: tôi vừa rồi đi tìm cậu, phát hiện cậu không có mặt, thì ra cậu đến đây. Trương Dương cười cười đứng dậy. Vu Tử Lương kiểm tra tình huống của Isoria một chút, rồi cùng Trương Dương rời khỏi đó, đi ra ngoài cửa. Vô Tử Lương có chút khó hiểu nói, huyết áp của cậu sao thế? Thấp nhất là 180 mm thủy ngân, thật sự là quá dọa người. Trương Dương cười nói, tôi cũng không hiểu vì sao lại vậy. Ánh mắt phu Tử Lương tràn ngập hoài nghi nhìn hắn, tự cậu cũng không giải quyết được ư? Trương Dương nói, ông có từng nghe nói tới câu y giả không tự chữa chưa? Phu Tử Lương cười cười, ông ta biết chuyện cao huyết áp của Trương Dương khẳng định có điều kỳ quái, có điều ông ta cũng không hỏi tới cùng với trình độ của Trương Dương, cho dù là thật sự bị cao huyết áp thì hắn cũng có thể tự chữa khỏi. Phu tử lương nói, phẫu thuật rất thành công, phương thuốc cậu kê tôi cũng đưa cho người nhà cô ấy rồi, trong 3 tháng chắc có thể nhìn thấy một số hiệu quả, chuyện bên tôi đều giao cho viện trưởng Trung, ngày mai tôi phải trở về Giang Thành, viện trưởng Trung sẽ kịp thời thông báo tình huống của Isuria cho tôi, muốn quay lại đây chắc phải là qua năm mới. Trương Dương gật đầu, bác sĩ vu vất vả rồi. Phu tử lương nói, không có gì vất vả cả, phẫu thuật chỉ là bắt đầu, quan trọng nhất là trị liệu hồi phúc về sau, cái này thì phải dựa vào cậu. Trương Dương nói, đại khái cần quá trình khôi phục một tháng, chờ điều kiện sức khỏe của cô ta cho phép, tôi sẽ tiến hành trị liệu châm cứu cho cô ta, giúp công năng tứ chi của cô ta sớm ngày khôi phục bình thường. Phu tử lương đã nhiều lần chứng kiến y thuật thần hồ kỳ kỹ của Trương Dương, đối với hắn tràn ngập tin tưởng, vỗ vai hắn nói, cậu thật sự nên phổ biến y thuật của mình để nhiều người được trị liệu hơn. Trương Dương cười nói, chờ tôi tương lai nhàn hạ, có lẽ tôi sẽ viết một quyển sách về châm cứu. Phu Tử Lương cười nói, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên đi mua, hơn nữa còn bắt cậu phải ký tên lên trên nữa. Di động của Trương Dương đột nhiên đổ chuông, hắn bắt máy, một giọng nói khàn khàn từ bên trong truyền đến, nhận được thư chưa? Trong lòng Trương Dương không khỏi thắt lại, hắn đi sang một bên, tới cuối hành lang mới nói khẽ, mày là ai? chúng ta vốn không quen nhau, nhưng mày lại hủy đi tất cả của tao. Trương Dương nói, có gan làm không có gan nhận à? Mày có phải rất khẩn trương hay không? Trên đời này thật ra có rất nhiều chuyện mà mày không nắm được trong tay đâu. Trương Dương nói, còn không chịu nói mày là ai nữa thì tao sẽ cúp máy đó. Đừng vội cúp máy, điện thoại vượt biên dưới đắt lắm đó. Vẻ mặt của Trương Dương càng lúc càng nghiêm trọng, hắn nhìn đồng hồ, 5 giờ 30 phút chiều, tiết tấu thanh âm của đối phương rất trầm thấp, mày đã từng tới thác nước Niagara chưa? Tim Trương Dương như nhảy lên tới tận cuống họng, trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ lại giọng nói của cố giai đồng, ngày mai sẽ dành thời gian tới thác nước Niagara chơi, nghe nói cảnh sắc mùa đông ở nơi đó rất đẹp, là một thế giới băng tuyết. Đối phương nói khẽ, hiện tại là mùa đông, nhiệt độ không khí nơi này rất thấp, ngày hôm qua trời đổ tuyết lớn, toàn bộ thác nước Niagara từ trên xuống dưới đều đóng băng, Nơi này hoàn toàn trở thành một thế giới băng tuyết, mày có thể nhìn thấy cảnh tuyết muôn hình vạn trạng, năm nay hàn lưu đặc biệt mạnh, toàn bộ thác nước tất cả đều bị đóng băng, nơi này rất giống đông bắc của Trung Quốc chúng ta." Trương Dương nói, "Mày muốn làm gì?" Giọng nói của hắn có chút run run. "Mày sợ à, mày nhất định là nghĩ ra gì đó rồi phải không? Đương nhiên sẽ không phải là chuyện tốt gì rồi, tao muốn báo thù." Trương Dương cố gắng nhắc nhở mình phải bình tĩnh hắn nói khẽ mày muốn báo thù thì tới tìm tao tao sẽ cho mày một cơ hội báo thù mặt đối mặt đối phương bật cười ha ha tao không thích chính diện giao phong tao thích xuống tay ở sau lưng người khác thích trốn ở trong góc tối lặng lẽ thưởng thức vẻ mặt đau lòng muốn chết của mày mày nhất định là rất yêu cô ta một công dân trung quốc biến mất trong một trận bão tuyết mày nói xem liệu có dẫn tới sự chú ý của chính phủ mỹ không trương dương ấn núi ghi âm của di động hắn gần từng chữ mày nghe rõ cho tao bất kể mày là ai. Mày muốn báo thù thì cứ tìm tao, nếu mày dám làm tổn hại đến một sợi tóc của cô ấy, ta dù phải tìm khắp chân trời góc biển cũng phải bằm vằm mày thành vạn mảnh. Chật chật, mày khẩn trương quá đấy, xem ra tao đúng là không tìm lầm mục tiêu, tao sợ quá, mày tới tìm tao đi, tao ở Mỹ, ở đây trời lạnh đất cóng, giờ là 5 giờ sáng, hôm qua bão tuyết vừa dừng, rất nhiều người đang nhân lúc nhiệt độ thấp tới Niagara xem mặt trời mọc, mặt trời mọc của thế giới băng tuyết đẹp lắm, mày tới đi, tao đảm bảo mày nhất định sẽ suốt đời khó quên. Nói xong gã liền gác máy. Trong lòng trương dương nặng như đổ chỉ, không ngừng trầm xuống. Hắn cảm thấy sợ hãi trước nay chưa có. Hắn nhanh chóng ấn số điện thoại của cố gia đồng. Sau khi điện thoại đổ chuông mấy tiếng, cố gia đồng cuối cùng cũng nhấc máy. Cô ta rất kinh ngạc vì trương dương lúc này lại gọi tới. Trương dương, sao gọi sớm thế? Nói xong cô ta lại bật cười. Em quên mất, ở nam Tích giờ còn chưa tới tối nhỉ? New York mà cô ta đang ở trên Bắc Kinh 12 tiếng, hiện tại ở chỗ cô ta mới là 5 giờ rơi sáng, còn ở bên Trương Dương chưa tới 6 giờ tối. Trương Dương khẩn trương nói, Giai Đồng, em đang ở Niagara à? Cố Giai Đồng nói, em đang trên đường tới thác nước Niagara đây, tối hôm qua có bão tuyết, tuyết tích rất dày, bọn em xuất phát từ rất sớm, đang định đi thưởng thức cảnh mặt trời mọc ở thác nước, em nghĩ nhất định là sẽ rất tráng lệ. Trương Dương nói, em hãy nghe lời anh, đừng đi đâu ạ, à, lập tức quay về. Cố dài đồng kinh ngạc nói, anh sao vậy, em đi cùng với bạn mà. Trương Dương khẩn trương dùng tay đấm vào vách tường, anh vừa nhận được một cú điện thoại đe dọa, có người muốn gây bất lợi cho em, hắn biết em đang tới Niagara, hắn muốn thương hại đến em. Cố dài đồng cười nói, Trương Dương, chị An của nước Mỹ không kém như anh nghĩ đâu, huống chi ở bên cạnh em còn có hai người bạn nữa, anh yên tâm đi, em sẽ cẩn thận. Không, anh nghe ra mà, đó không phải là một trò đùa, dai đồng. Cố dai đồng tựa hồ gặp chuyện gì đó, cô ta nói khẽ, anh chờ một chút nhé, hình như xe jeep bị lún tuyết rồi. Trương Dương lớn tiếng nói, đừng gác máy, em mau quay về đi. Đột nhiên điện thoại gián đoạn. Trương Dương gọi lại, đường dây không liên lạc được, Trương Dương khẩn trương đến cực điểm, hắn đi đi lại lại trong hành lang, gọi cho cố dai đồng hết lần này đến lần khác. Nhưng mãi không có ai nhấc máy, qua khoảng 10 phút, cố dài đồng mới gọi lại. Trương lo đến mức đầu đầy mồ hôi, dài đồng, em không sao chứ? Đương nhiên là không sao rồi, bọn em gặp chút phiền phức, xe jeep chết máy, cũng may mà gặp cảnh sát, bọn họ dùng xe tải kéo xe của bọn em tới thị trấn nhỏ ở bên dưới để sửa xe. Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, nói em không sao thật ư. Không sao mà, yên tâm đi, anh đừng lo lắng, lại nổi gió tuyết rồi, bọn em quyết định không đi ngắm mặt trời mọc nữa, sau khi trở về sẽ chuẩn bị một chút, em ngày mai sẽ về nước ngay, được chưa nào? Cố dài đồng nghe ra sự lo lắng của Trương Dương. Trương Dương nói tốt, anh sẽ tới sân bay đón em. Cố dài đồng nói, Trương Dương, anh đừng sợ, em sẽ tự chiếu cố cho mình thật tốt. Tín hiệu di động tựa hồ không được tốt, cô ta nói đứt quáng. Đợi em về thị trấn sẽ gọi lại cho anh. Trương Dương gác máy, hắn giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, di động lại đổ chuông, Trương Dương nhấc máy, alo. Mày vẫn chưa tới Niagara à, thật sự là đáng tiếc nuối. Mày chưa từng nhìn thấy nước sông Niagara cuồn cuộn từ hồ Erie chảy đến, đổ xuống vuông góc theo độ cao 50 thước, nước giống như là ngân hà từ 9 tầng tời đổ xuống vách núi đen, tiếng vang đinh tai nhức óc có thể truyền ra ngoài vài dặm, khí thế bàng bạc, lôi đình vạn quân, chỉ có đến nơi này, mày mới có thể ý thức được lực lượng của thiên nhiên, mày mới có thể cảm thấy được sự nhỏ bé của nhân loại. Mày câm miệng lại, Mày không muốn biết tao là ai à? Tao nói cho mày biết, tao có thể khiến mày đau đớn, tao có thể chi phối sự sống chết của cô ta. Trong ngày tuyết rơi lớn như thế này, xe jeep hỏng trong tuyết, đúng là một chuyện xui xẻo, đúng không nào? Nội tâm Trương Dương khẩn trương đến cực điểm, dừng tay lại đi, tao sẽ quên tất cả những gì mà mày đã làm, nếu như mày dám làm thương hại đến cô ấy, chuyện hôm nay phát sinh trên người cô ấy, tao sẽ trả gấp 10 gấp trăm lần lên người mày. Ha 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 đối phương phát ra một tràng cười gã nói khẽ từ vị trí hiện tại của tao có thể nhìn thấy xe của cô ta đang men theo bờ sống niagara chậm rãi mà đi đi rất chậm xe jeep cố định trên xe tải phía trước là một ngã rẽ còn phải lên dốc xe jeep bị hỏng sao lại đứt khỏi xe tải trượt xuống dưới bên dưới là vực sâu không thấy đáy rơi xuống rồi rơi xuống rồi tao đang nghe thấy tiếng hét tuyết vọng của cô ta trương dương gác máy thần kinh của hắn tê dại ngón tay run rẩy bấm số nhưng điện thoại của cố giai đồng không có tín hiệu yên tĩnh yên tĩnh như bãi tham ma đối phương lại gọi điện thoại tới không đợi hắn lên tiếng giọng nói lạnh lùng của trương dương chậm rãi vang lên nếu giai đồng xảy ra chuyện gì mày phải chết tất cả thân nhân của mày cũng sẽ chết hết tao ở niagara chờ mày nếu mày dám tới à không mày nhất định sẽ tới bởi vì mày rất nhanh sẽ nhận được tin báo tử của cô ta trương dương gác mày hắn vô lực ngồi, trong đầu tất cả đều là khuôn mặt tuyệt vọng của cố giai đồng đang chấp động, đầu óc hắn rất loạt, không biết mình nên làm như thế nào, gọi điện thoại cho cố giai đồng thì không được, hắn phải đi Mỹ, hắn phải tới Niagara, hắn muốn tận mắt nhìn thấy xem cố giai đồng có bình an hay không. Nhưng hắn hiện tại đang ở Trung Quốc, không nói đi là đi được. Trương Dương nhớ tới quốc an, nhưng hắn lập tức lại phủ quyết, một khi vận dụng quan hệ của quốc an, thế tất sẽ liên hệ với lợi ích của quốc gia, chuyện này khả năng ảnh hưởng sẽ rất lớn hắn lại nghĩ tới mẹ nuôi là Tuệ Ninh với năng lực của cha nuôi Văn Quốc Quyền đưa mình đi Mỹ cũng không khó nhưng nếu bọn họ ra mặt làm chuyện này thế tất sẽ tạo thành ảnh hưởng cho bọn họ Trương Dương nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nghĩ tới Hà Trường An Hà Trường An nhân mạch rất rộng các phương diện đều có quan hệ nhất định hắn từng giúp Hà Trường An giải cứu Tần Manh Manh và Tần Hoan ra nước ngoài chỉ cần mình đề xuất yêu cầu Hà Trường An khẳng định sẽ không cự tuyệt Trương Dương đứng thẳng dậy đau thương và phẫn nộ tràn ngập nội tâm hắn, nếu giai đồng thật sự gặp chuyện gì không may, hắn nhất định phải tìm được tên hung thủ đó. Hắn không dám tiếp tục nghĩ nữa, không biết cái đợi hắn sẽ là gì. Hà Trường An sau khi nhận được điện thoại của Trương Dương, không hỏi hắn vì sao lại muốn đi Mỹ, y nói khẽ cậu yên tâm, tôi trong thời gian ngắn nhất sẽ làm tốt tất cả thủ tục cho cậu, muộn nhất là ngày mai cậu có thể lên máy bay tới Mỹ. Trương Dương nói khẽ tôi không đợi được tới ngày mai. Hà Trường An cảm thấy được nhất định có biến cố trọng đại phát sinh trên người hắn, tôi sẽ thu xếp cho cậu, cậu hiện tại tới Thượng Hải đi. Từ thời khắc này, Trường Dương đã mất đi tất cả liên hệ với Cố Giai Đồng, trừ Hà Trường An ra, không ai biết hắn đi đâu. Cố Doãn Chi ngày hôm sau nhận được điện thoại từ Mỹ, là Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở New York gọi tới, Tổng lãnh sự Thư Anh Hằng là lão bằng hữu của Cố Doãn Chi, y mang theo sự thương xót và tiếc nuối nói với cố doãn chi doãn chi huynh tôi thật sự rất tiếc phải báo với anh một chuyện cố doãn chi từ trong giọng nói trầm trọng của thư anh hằng mẫn cảm phát giác ra gì đó ông ta cố gắng chấn định nói chuyện gì vậy có phải là có liên quan tới giai đồng không trước khi cố giai đồng đi mỹ cố doãn chi còn đặc biệt bảo con gái tới lãnh sự quán new york gặp thư anh hằng thay ông ta thăm hỏi vị bạn cũ này Thư Anh Hằng nói, dài đồng sáng sớm ngày hôm qua cùng hai người bạn tới thác nước Niagara ngắm cảnh mặt trời mọc, trên đường gặp bão tuyết, bọn họ lái xe jeep từ đường quốc lộ ở ven sông mất khống chế rơi xuống vực, trước mắt cảnh sát đang khẩn trương đang tiến hành công tác tìm kiếm, bởi vì gió tuyết rất lớn, công tác tìm kiếm tiến triển không được thuận lợi. Những lời nói tiếp theo cố doãn chi không nghe được câu nào, tay cầm ống nghe của ông ta run nhẹ nhẹ, hai mắt đỏ lựng, tay trái vịn vào bàn uốn trà để người không khuyệu sống. Một lúc sau, tiếng gọi của Thư Anh Hằng mới lay tỉnh ông ta từ trong trạng thái thất hồn lạc phách. Cố Doãn Chi ép mình phải nén bi thương, nói có hy vọng gì không? Thư Anh Hằng không nói gì, chỉ thở dài. Cố Doãn Chi nói, "Anh Hằng, tận hết nỗ lực để tìm nó, sống, tôi muốn thấy người, chết, tôi mà thấy xác." "Doãn Chi huynh, tôi sẽ tận sức." Cố Doãn Chi gác điện thoại, lập tức ấn số gọi vào số di động của con gái mình ở Mỹ. Nhưng điện thoại thủy chung ở trong trạng thái không có người nhấc, ông ta cắn chặt môi, chỉ cần vẫn chưa chứng thực được tin dữ này, ông ta vẫn không từ bỏ hy vọng, Cố Doãn Chi ấn số điện thoại của con trai, ngữ khí của ông ta rất kiên định, Minh Kiệt, chuẩn bị đi, chúng ta lập tức tới Mỹ. Ngay khi Cố Doãn Chi chuẩn bị tới Mỹ, Trương Dương đã dưới sự giúp đỡ của Hà Trường An, qua 20 tiếng bay vòng vèo đã tới được thành phố New York, ở đầu đông sông Erie, đầu nguồn thác Niagara được người Hoa ở Mỹ gọi là thành châu nước. Trương Dương là lần đầu tiên tới đất nước xa lạ này, vốn là hắn đối với nước Mỹ từng có một số ao ước, một độ từng hy vọng được tới đây, bởi vì ở đây có sở yên nhiên, có tả hiểu tình, hắn thậm chí đã chuẩn bị, đợi cho vận hội tỉnh kết thúc, hắn sẽ tới nơi này, nhưng mà hắn lần này lại vội vàng tới mảnh đất này là vì cố giai đồng. Trên sân bay, mấy chiếc xe dọn tuyết đang bận rộn. Trương Dương ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời Buffalo âm trầm, trong lòng hắn cũng là một mảng tăm tối. Đi ra khỏi sân bay Buffalo, Trương Dương nhìn thấy ở cửa đường ống có người đang vẫy tay với hắn, trong tay người đó dơ cao một tấm biển, bên trên dùng chữ hán viết tên Trương Dương. Đó là một người bạn mà Hà Trường An liên hệ đi đón hắn. Trương Dương đi tới, người đó khoảng hơn 30 tuổi, thân cao khoảng 1m8, mặc áo jacket kít mày nâu, bên dưới là quần bò màu lam, đi giày ra mũi nhọn màu nâu, tuy là người hoa nhưng lại ăn mặc kiểu Mỹ, bởi vì đeo kính đen nên không nhìn rõ được dung mạo của gã. Gã tuyết miệng cười với Trương Dương, chia tay ra, nói Trương Dương phải không? Trương Dương gật đầu, hắn hiện tại ngay cả tâm tình để cười cũng không có, vươn tay ra bắt tay đối phương, anh là Vương Tiên Sinh. Vương Khải Minh, lái xe trước đây của Hà Tiên Sinh, ông ấy bảo tôi tới đón anh, tôi đặc biệt từ New York tới đó. Cái thấy này khiến Trương Dương cảm thấy có chút quen quen, hắn nhớ tới một bộ phim truyền hình từng xem hai năm trước, Hình như là kể về cuộc sống của một người Bắc Kinh ở Trung Quốc, nhân vật nam chính trong phim cũng tên là Vương Khải Minh. Vương Khải Minh rất nhiệt tình giúp đỡ Trương Dương đi lấy hành lý, Trương Dương không mang nhiều đồ, trước lúc lên sân bay, Hà Trường An đưa cho hắn 10.000 đô, bởi vì hải quan Trung Quốc có quy định, công nhân Trung Quốc ra nước ngoài du lịch, khảo sát thương vụ chỉ có thể mang theo nhiều nhất là 10.000 đô hoặc là những loại tiền khác có giá trị tương đương. Xe xe vi của Vương Khải Minh đỗ ở trong bãi đỗ xe của sân bay gã kéo cửa xe, mời Trương Dương vào. Chiếc xe này không thể nào sánh bằng xe của Trương Dương. Sau khi khởi động, thân xe rung kịch liệt, giống như là tùy thời đều có thể long khỏi khung, dìn dìn ba lượt mới khởi động được. Vương Khải Minh cười nói, đừng thấy cái xe này cũ, khi chạy thật sự thì tính năng tuyệt đối very good. Tôi từ New York lái tới thành châu nước, khoảng cách hơn 300 dặm anh mà chỉ mất có 5 giờ, xe xe vi mà có thể lái được với speed này là rất hiếm đấy. Gã cũng rất biết tự sướng. Trương Dương phát hiện Vương Khải Minh nói rất nhiều, hơn nữa khi nói chuyện tiếng Anh tiếng Trung lẫn lộn, lộ ra vẻ chẳng ra ông chẳng ra thằng. Vương Khải Minh nhìn thấy Trương Dương không nói chuyện, gã cười nói, vừa xuống bay chắc mệt rồi. Ngủ một lát đi, tôi lái xe đưa cậu tới khách sạn để nghỉ ngơi tắm rửa. Gã thấy Trương Dương không nói gì, lại bảo có muốn tìm mấy em người Mỹ tóc vàng mắt xanh không, khó khăn lắm mới tới được một chuyến, nói sao cũng phải gieo xuống chút mầm móng kích tình, thừa cơ Dương cao quốc huy của chúng ta. Trương Dương lấy đầu ra loại tâm tình đó, hắn nói khẽ chuyện Hà Tiên Sinh nhờ anh, anh tra được chưa? Vương Khải Minh rút ra một tờ báo đưa cho Trương Dương, đồng thời lại đưa cho hắn một tấm danh thiếp, bên trên có phương thức liên hệ của tôi, còn có cả số điện thoại của các lãnh sự quán và đại sứ quán Trung Quốc trú tại Mỹ, có lẽ sẽ có lúc cần dùng tới. Trương Dương không hiểu tiếng Anh, nhìn thấy bên trên in hình tuyết, còn có ba bức ảnh, một người trong đó chính là Cố Giai Đồng, Trương Dương cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, hắn cắn chặt môi. Vương Khải Minh nói, tai nạn xe cộ, xe Jeep ở Niagara gặp phải bão tuyết, có thể là do không quen thuộc với địa hình, lái xe ở trong bão tuyết đã lái nhầm vào vực, xe Jeep rơi xuống sông, cảnh sát ở Hạ Du đã vớt được xác xe, công tác tìm kiếm vẫn đang tiến hành, tôi đã tới cục cảnh sát địa phương hỏi thăm, đã phát hiện được hai cổ thi thể, người còn lại chắc là bị nước cuốn trôi, tới giờ vẫn chưa phát hiện được, có điều chắc là giữ nhiều lành ít, với thời tiết loại này, từ địa phương cao như vậy ngã xuống, cho dù không bị ngã chết thì cũng bị đông cứng mà chết trong nước sông. Gã thôi không nói nữa, bởi vì hắn gã nhìn thấy Trương Dương quay người ra phía cửa sổ xe, thân hình của hắn đang run rẩy kịch liệt. Vương Khải Minh, Vương Khải Minh, vị trí hiện tại của chúng ta là trấn Ga huyện Giri, tôi biết một khách sạn ô tô không tồi. Giọng nói của Trương Dương trầm thấp mà khàn khàn, tôi muốn đi nhận xác. Vương Khải Minh có chút đồng tình nhìn Trương Dương, anh thật sự không cần nghỉ ngơi ư? Trương Dương lắc đầu, không cần. Ô tô dọc theo sông Niagara đi tới, Trương Dương hạ cửa kính xe, thò đầu ra ngoài ngắm nhìn. Vương Khải Minh nói, con sông mà anh đang thấy gọi là sông Niagara, rất rộng nhưng không dài, mọi người thường cũng gọi nó là eo biển Niagara, tổng độ dài chỉ khoảng hơn 50 dặm nhưng nó lại thông với hai hồ là hồ Erie và hồ Ontario, một trong năm hồ nước ngọt lớn của Bắc Mỹ. Đoạn địa khu này đa số đều là nước Mỹ và Canada cùng sở hữu, trên lịch sử cũng từng phát sinh rất nhiều tranh chấp. Trương Dương nói khẽ, dòng nước rất xiết, hắn tựa hồ nhìn thấy xe jeep từ trên xe tải rơi xuống vực sâu, nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cố giai đồng, nhìn thấy tình cảnh cô ta đang dẫy dụa trong nước, Trương Dương thống khổ nhắm hai mắt lại. Vương Khải Minh gật đầu, hắn chở Trương Dương tới thành phố thác nước Niagara. Thành phố thác nước Niagara cùng là sở hữu của hai nước Mỹ và Canada. Hai nước đều xây một tòa thành chỉ ở bên cạnh thác nước Niagara, cũng đều đặt tên là thành phố thác nước Niagara, nơi mà bọn họ muốn tới chính là tòa thành thị xinh đẹp này. Xe xe vi dọc theo đường cao tốc số 90 đi tới thành phố Niagara. Thành phố thác nước Niagara là một thành phố vệ tinh ở bắc bộ Buffalo. Trên đường đi, Trương Dương Thủy Trung không nói gì, không phải ánh mắt nhìn nước sông Niagara cuồn cuồn ở ngoài cửa sổ thì cũng là ngây ngốc nhìn bức ảnh của cố giai đồng trên báo. Vương Khải Minh tuy nói nhiều, nhưng đối mặt với một người không có hứng thú nói chuyện như Trương Dương thì cũng mất đi hứng thú, ô tô lái vào thành phố thác nước Niagara, Vương Khải Minh chở Trương Dương tới cục cảnh sát thành phố, tới chỗ hỏi, Vu kế dũng dùng tiếng Anh lưu loát hỏi cuộc tai nạn giao thông phát sinh trong bão tuyết tối hôm qua. Cảnh sát ô ụ trách tiếp đãi hai người họ nói chuyện một chốc với Vương Khải Minh, sau khi biết trương dương là đặc biệt từ trung quốc bay tới vì chuyện này hắn đi sang một bên liên hệ với nhân viên xử lý tương quan vương khải minh đi tới bên cạnh trương dương nói khẽ hắn đi hỗ trợ liên hệ vụ án này hình như không phải bọn họ phụ trách trương dương rất khẩn trương hắn bất an liếm liếm môi vương khải minh nhắc nhở hắn lão đệ tự nhiên một chút cậu quá khẩn trương rồi nơi này là cục cảnh sát thành phố nhìn bộ dạng của cậu người khác sẽ hoài nghi đó cho dù là đi trên đường, rất nhanh sẽ có quan viên của cục di dân tới hỏi han cậu. Nơi này là nước Mỹ, khác với tân Trung Quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Trương Dương khẩn trương không phải là bởi vì sợ hãi, hắn là đang lo lắng cho sinh tử của cố giai đồng, nếu thật sự xác định được cố giai đồng đã chết, Trương Dương không biết mình có thể chịu đựng nổi nỗi đau này hay không, hắn không ngừng nhắc nhở bản thân, nhất định phải cố gắng chịu đựng, chuyện có lẽ không đến nỗi xấu như trong tưởng tượng của bọn họ. Sau khi cảnh sát nói chuyện điện thoại xong, đi tới trước mặt bọn họ, nói vài câu với Vương Khải Minh, Vương Khải Minh cười cười gật đầu. Hắn kéo cánh tay Trương Dương, cùng Trương Dương ra ngoài cửa của cảnh sát, vừa rồi bên ngoài, Trương Dương liền vội vàng hỏi, "Họ nói gì?" Vương Khải Minh nói, "Chuyện này phát sinh ở trấn Potter Vanner, trước mắt xe jeep và thi thể đều để lại trong trấn, nếu muốn đi tìm hiểu tình hình cụ thể của sự việc thì phải tới đó." Trương Dương nói, "Đi." vẻ mặt của Vương Khải Minh lại đột nhiên biến thành có chút kinh hoàng, gã chạy lên trước, hét, stop. Trương Dương Thuận theo hướng chạy của gã mà nhìn, chỉ thấy chiếc xe xe vi của gã phóng về phía xa, lúc này đã lai qua góc đường ở phía trước. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới vali hành lý của mình, hộ chiếu và giấy mời thương vụ của hắn toàn bộ đều ở trong vali, bởi vì chuyện của cố giai đồng, hắn thủy trung tâm thần không yên, không ngờ lại sơ sẩy, hộ chiếu cũng chưa kịp lấy ra khỏi vali. Trương Dương cũng chạy như điên đuổi theo, hắn rất nhanh liền vượt qua Vương Khải Minh, Vương Khải Minh chạy chưa được mấy bước thì đã không chạy nổi nữa, hai tay ôm đầu gối, thở hồn hền, khí trắng theo hô hấp của gã phun ra, gã lớn tiếng nói đừng đuổi theo nữa, đừng đuổi theo nữa, lát nữa chúng ta bắt xe tới bãi đỗ xe. Khoảng cách giữa Trương Dương và chiếc xe đó đã càng lúc càng gần, tình cảnh hắn chạy như điên trên đường khiến một chiếc xe cảnh sát tuần tra chú ý, cảnh sát kéo còi, tăng tốc vượt qua hắn hai cánh sát đẩy xe bước xuống, một cảnh sát chỉ vào Trương Dương, lớn tiếng hét gì đó, bảo hắn đứng yên tại chỗ. Trương Dương không hiểu hai cánh sát này nói gì, có điều từ vẻ mặt của bọn họ có thể đoán ra đại khái, hắn chỉ vào chiếc xe đang vút xa đó, lớn tiếng nói, hộ chiếu của tôi ở trên đó. Vương Khải Minh nhìn thấy không ổn, vội vàng chạy tới bên này. Một gã cảnh sát một tay sờ súng lục giắt bên hông, một tay chỉ vào Trương Dương, nói, hai tay đặt sau đầu, quay người lại. Trương Dương tức giận gầm lên, "Con mẹ nó, tao đéo hiểu mày nói gì cả. Đồ của tao ở trên xe." Vương Khải Minh cuối cùng cũng chạy tới, gã lớn tiếng giải thích, "Anh cảnh sát, hiểu lầm rồi, xe của chúng tôi bị lấy cắp rồi." Gã còn chưa tới gần Trương Dương thì một cảnh sát thân hình cao to đã bước lên, đột nhiên vặn tay hắn một cái rồi ấn xuống đất, lớn tiếng nói, "Ngoan ngoãn một chút, hộ chiếu của anh đâu?" Cảnh sát còn lại cũng nhìn chằm chằm vào Trương Dương, "Hộ chiếu của anh đâu?" Vương Khải Minh hét lên, mau đưa hộ chiếu cho họ. Trương Dương làm gì có hộ chiếu mà đưa cho họ xem, nhìn thấy tên cảnh sát đó thò tay ra sờ còng, từng bước tiếp cận mình, Trương Đại Quan Nhân cố nhìn không động đậy. khi đối phương tóm lấy cổ tay của hắn muốn còng lại, cổ tay của Trương Dương giống như cá trách thoát khỏi sự trói buộc của đối phương, cướp lấy còng tay, còng đối phương lại. Tên cảnh sát cao to đang khống chế Vương Khải Minh nhìn thấy tình hình không ổn, vội vàng rút súng, Trương Dương lao lên trước, nhấc chân đá trúng cầm hắn, đá cho tên cảnh sát đó ngã trồng vó lên trời, máu tươi trong miệng và mũi chảy ra như suối. Trương Dương kéo Vương Khải Minh từ dưới đất lên, Vương Khải Minh căn bản không ngờ Trương Dương lại đột nhiên ra tay, hơn nữa vừa ra tay đã nhanh gọn đánh ngã hai cảnh sát Mỹ. Ở nước Mỹ tấn công cảnh sát không phải là chuyện đùa, Vương Khải Minh há miệng trợn mắt, nói: "Trương, Trương, đây là nước Mỹ, anh không thể làm như vậy được." Trương Dương không để ý đến gã nhìn thấy tên cảnh sát da trắng bị mình đã đang run rẩy móc súng, Trương Dương bước tới lại bồi thêm một cước, đã cho thằng cha này ngất xỉu, sau đó hắn kéo cửa xe cảnh sát chui vào, sau khi khởi động xe liền lớn tiếng nói với Vương Khải Minh, anh có đi không? Tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở www.ebookfull.net chương 635, tấn công cảnh sát. Vương Khải Minh lắc đầu, lắp bắp nói tôi, tôi, tôi là một công dân tuân thủ pháp luật, Vương Khải Minh thấy to chuyện rồi, gã đương nhiên là cảm thấy sợ hãi, nào dám tiếp tục dính vào. Trương Dương không đợi gã nói hết, dậm mạnh chân ga, xe cảnh sát gào thét đuổi theo xe xe vi. Vương Khải Minh nhìn xe cảnh sát đã đi xa, vẻ mặt thật sự là phức tạp đến cực điểm, thằng ôn này rốt cuộc là nhân vật như thế nào vậy? Một câu tiếng Anh cũng không hiểu, vừa mới tới Mỹ đã đánh cảnh sát một trận, còn cướp xe cảnh sát, giờ thì phiền phức to rồi. Hắn trong đầu đang mải miên man suy nghĩ, không lưu ý cảnh sát da trắng ở phía sau đã lảo đảo đứng dậy, giờ báng súng lên đập mạnh vào đầu gã, trước mắt phương Khải Minh tối sầm, bịch một tiếng ngã xuống đất. Cảnh sát đó lấy bộ đàm ra, tổng bộ, vừa mới có một gã nam tử châu Áo tấn công chúng tôi, cướp xe cảnh sát chúng tôi đi rồi, biển số xe cảnh sát là. Trương Dương cuối cùng ở trên đầu con phố thứ ba cũng đuổi theo được chiếc xe đó, hắn sở dĩ đánh ngã hai cảnh sát, đoạt lấy xe cảnh sát để đuổi theo. Mục đích của hắn chính là muốn mau chóng lấy lại hộ chiếu của mình. Trương Dương vượt qua chiếc xe đó, bước nó phải đỗ lại ở vệ đường. Lái xe có chút bực mình, hắn thật sự không hiểu, sao từ trong xe cảnh sát lại có một nam tử người hoa mặc thường phục bước ra. Trương Dương không nói câu nào, tung người nhảy lên xe, hắn nhìn vào trong chiếc xe xe vi, hy vọng nhìn thấy vali của mình, nhưng khiến hắn chấn kinh là, cửa xe đã bị bậy, bên trong trống rỗng không có đồ gì cả, hành lý vốn để trong đó đã không cánh mà bay. Lái xe hùng hùng hổ hổ đi xuống, hắn vừa bước ra cửa, liền bị Trương Dương đẩy lên thân xe, Trương Dương giơ nắm đấm, gầm lên, đồ đạc trong xe đâu. Lái xe đó không hiểu Trương Dương nói gì, hắn thân cao 1m9, so với Trương Dương còn to hơn, nhưng ở trước mặt Trương Dương, hắn căn bản không có sức hoàn thủ, giấy ruộng hét tôi không biết, tôi không biết. Một quyền của Trương Dương nện lên cửa xe, trên cả xe lập tức có thêm một quyền ấn rõ ràng, dọa cho lái xe đó suýt nữa thì tè cả ra quần, hắn run giọng nói tôi. Tôi thật sự không biết. Từ xa truyền tới tiếng còi xe cảnh sát, Trương Dương mấp máy môi, hắn đẩy lái xe đó, nhanh chóng chạy về phía trước, trong nháy mắt đã biến mất ở góc đằng xa. Chuyện đầu tiên sau khi Vương Khải Minh tỉnh lại chính là giận dữ kháng nghị, tôi muốn kiện các người, tôi là công dân nước Mỹ, các người vì sao có thể đối đãi với tôi như vậy? tôi muốn gặp luật sư của tôi. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, hai nam tử mặc tây trang màu đen bước vào, một trung niên đầu hơi hói trong đó đi tới trước mặt Vương Khải Minh, trả lại giấy chứng nhận của Vương Khải Minh cho gã, vẫy vẫy tay, tất cả cảnh sát bên trong đều lui ra ngoài. Vương Khải Minh nhìn nam tử trung niên đó, nói các vị muốn làm gì. Tôi là công dân nước Mỹ, có quyền tạm trú hợp pháp. Người trung niên đó cười cười, nói tôi tên là Mai, FBI hắn đưa ra giấy chứng nhận của mình cho vương khải minh xem vương khải minh có chút hồ đồ fbi là cơ quan tình báo trung ương nếu nói chuyện của trương dương kinh động đên cục di dân thì rất bình thường nhưng sao lại lôi cả cơ quan tình báo trung ương vào gã đến nước mỹ lâu như vậy rồi vẫn chưa bao giờ gặp cia một chút nhận thức đều là thấy được trong phim ảnh fbi trong ấn tượng cũng không nhiều hơn được là bao mai kéo ghế ngồi xuống đối diện vương khải minh chân bắt chéo hắn rút ra một chi điếu xì gà, nói với Vương Khải Minh có phiền không? Vương Khải Minh lắc đầu, nếu cho tôi một điếu thì không phiền gì cả. Biểu hiện của Mai rất hỏa ái, đưa cho Vương Khải Minh một điếu xì gà, rút bật lửa ra châm cho gã, cũng châm cho mình một điếu. Hắn đưa ra một bức ảnh, ảnh chụp là được chụp từ máy giám sát trên đường, trên ảnh Trương Dương đang cấp tốc chạy, cho nên chụp rất không rõ ràng. Mai nói, có thể nói cho tôi biết tư liệu của người này không? Vương Khải Minh hút xì gà, nhìn ảnh, giả vờ suy tư, một lúc sau mới lắc đầu nói, không biết, nhìn thoáng thì cũng quen quen, nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không ra anh ta là ai. Vương Khải Minh vẫn rất thông minh. Mai nói, "Vương tiên sinh, hôm nay anh từ sân bay Buffalo đón hắn đi, sau đó tới thành thị thác nước Niagara để điều tra chuyện ba thanh niên Trung Quốc gặp được tai nạn xe cộ, anh có thể không biết hắn là ai ư?" Vương Khải Minh cười nói, "Anh nói vậy tôi cũng nhớ ra được một chút." anh đã biết rõ tất cả như vậy còn hỏi tôi làm cái gì mai nói nói cho tôi biết tư liệu của hắn vương khải minh tuy rằng không biết fbi vì sao lại điều tra trương dương nhưng hắn hiểu rõ chỉ cần là đám người này tìm tới cửa thì chắc chắn là không phải chuyện gì tốt vương khải minh nói tôi không quen anh ta mọi người đều là người trung quốc cho nên tôi cho anh ta đi nhờ một đoạn đường những chuyện khác thì tôi chịu mai cười cười gật đầu hắn ném xì gà xuống đất nói khẽ vương tiên sinh anh từ new york xa xôi tới đây đón hắn hiện tại lại nói với tôi rằng không biết hắn anh cho rằng tôi sẽ tin ư vương khải minh nói tin hay không tùy anh anh nếu không tin thì anh đi bắt hắn đi rồi tìm hắn về đây đối chất với tôi nụ cười trên mặt mai chợt tắt hẳn lạnh lùng nói tôi rất nhanh sẽ bắt được hắn trương dương thoát khỏi sự tìm kiếm của cảnh sát hắn đi bộ men theo đường cái ánh mắt vô ý nhìn thấy tủ kính của cửa hàng ven đường hắn đi vào từ trên đầu người mẫu của cửa hàng lấy xuống cái mũ lưỡi chai màu lam, nhìn giá viết bên trên, lấy một tờ đô la để trên quầy, cũng may là nắn có 5.000 đô mang theo người, chưa bị lấy mất. Một quốc gia đối với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ, nhân khẩu của thành phố nhỏ này căn bản không thể nào so sánh với đa số thành thị trong nước, thời tiết rất lạnh, người đi đường rất ít, trường dương đội mũ lưỡi chai, che đi tóc màu đen, mắt màu đen, khiến hắn ở trong dòng người không phải là quá bắt mắt. Hắn ở ven đường bắt một chiếc xe taxi, tuy rằng hắn không hiểu tiếng Anh, nhưng hắn nhớ rõ tên của tiểu trấn mà Vương Khải Minh đã nói, đó là Potter Vanner. Người lái xe hít mắt lại nhìn người Trung Quốc trẻ tuổi này, Trương Dương cười cười với hắn, nụ cười đã mất đi sự tươi sáng của ngày trước, Potter Vanner. Lái xe gật đầu, ý bảo hắn ngồi vào. Trương Dương ngồi ở ghế sau, thắt dây an toàn rồi nói khẽ câu. Ban mai của Đông Giang rất đẹp, hải sắt phu nhân đang cầm hai bó hoa bách hợp một bó đặt ở trước bia mộ của hứa thường đức một bó đặt ở trước bia mộ của hứa gia dũng nhìn hai phần mộ đặt sát nhau trong đôi mắt của hải sắt phu nhân toát ra vẻ yêu thương vô cùng cô ta lấy khăn tay ra rất cẩn thân lau bụi trên ảnh của hứa gia dũng nói khẽ không biết hai người ở dưới đó có được vui không nói xong liền trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói khẽ tôi thì rất không vui một giọt nước mắt men theo gò má rơi xuống chậm lãi rơi lên đóa hoa bách hợp Cánh hoa trắng khẽ rung rung, giọt nước mắt giống như sương sớm đó lại thuận theo cánh hoa rơi xuống mặt đất, giọt nước mắt vỡ tan, trong lòng cũng đã vỡ nát. Hải Sắt phu nhân nói khẽ, bọn họ không có cơ hội trở lại rồi. Long Quý đứng ở phía sau Hải sát phu nhân, tuy rằng cách xa nhau một đoạn, không nhìn được vẻ mặt của cô ta, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự đau khổ của cô ta. Nhìn thấy Hải Sắt phu nhân đứng lên, Long Quý vội vàng đi tới, đỡ lấy tay cô ta hải sắt phu nhân lắc đầu long quý vội vàng buông tay hải sắt phu nhân nheo hai mắt lại nhìn ánh sáng mặt trời đang nhô lên nói khẽ ở mỹ chắc là tối rồi long quý nói đã tiết lộ tin tức cho đường hưng sinh hắn rất khẩn trương cho rằng trương dương muốn gây bất lợi cho hắn hắn sẽ tìm người xuống tay với trương dương hải sắt phu nhân lạnh lùng nói chuyện này hình như không có liên quan gì với chúng ta long quý gật đầu chuyện nhất định sẽ tiến hành dựa theo kế hoạch hải sắt phu nhân xoay người nhìn bia mộ trong nắng sớm, tràn ngập sầu não nói, người ta chỉ sau khi mất đi mới biết được cái gì là quan trọng nhất. Trương Dương cuối cùng cũng trong gió tuyết đến được trấn Potter Vanner, trả tiền xe xong, hắn bước trong gió tuyết đi vào trấn nhỏ này. Cái trấn nhỏ này nắm ở cửa ra vào đường cao tốc số 90, dân cư trong trấn cũng không nhiều, đường xá rất rộng, bởi vì do gió tuyết cho nên người đi đường rất thưa thớt. Từ sau khi rời khỏi sân bay đến bây giờ, Trương Dương vẫn chưa ăn cơm, hắn đội gió tuyết đi tới chấn nhỏ. ở lối vào của chấn nhỏ có một nhà hàng cơm Trung Quốc tên là Bắc Kinh mới. Trương Dương đẩy cửa bước vào. Bởi vì do gió tuyết cho nên sinh ý trong nhà hàng cũng không tốt. bên trong không có khách. Chủ nhà hàng là một lão bản nương mập mạp, nhìn thấy Trương Dương tiến vào, bà ta nhiệt tình chào tiên sinh. Ngài là người Trung Quốc à? Trương Dương cười cười, có thể ở trong một chấn nhỏ xa xôi gặp được người Trung Quốc, cảm thấy thân thiết biết bao. Hắn gật đầu nói: "Đại tỷ, tôi là người Trung Quốc, tiếng Anh không tốt lắm, may mà nhìn thấy được thấy chữ Hán trên hộp đèn của các vị." Lão bản nương cười nói: "Mời ngồi, tôi mang menu ra cho cậu, xem xem chọn ăn gì." Trương Dương đưa 100 đô la cho bà ta, nói: "Cứ tùy tiện làm chút đồ ăn đi, tôi còn phải lên đường." Lão bản nương nói: "Vậy thì làm hai món nhé, canh trứng chim cà chua và hai bát cơm." Trương Dương gật đầu nói: "Được, tiền thế có đủ không?" hắn ở trong nước có nghe nói tiêu phí ở nước Mỹ rất cao, cho nên lo lắng 100 đô la này không đủ. Lão bản nương cười nói, đủ, đủ, tôi còn phải thối lại cho cậu nữa. Trương Dương nói, không cần thối đâu, tính tình của Trương Dương trước giờ luôn rất rộng rãi, dẫu sau thì cũng phải tiêu, để người ngoại quốc kiếm không bằng để đồng bào kiếm. Lão bản nương đi thu xếp, Trương Dương ngồi ở giữa bàn ăn, nhìn gió tuyết bên ngoài, chỉ trong một thoáng hình như lại lớn hơn nhiều, trên TV đang phát tin tức, trương dương nhìn thấy trên màn hình xuất hiện ảnh của mình, chụp rất mờ, hắn không khỏi kinh hãi trong lòng, không ngờ mình đã thành tội phạm truy nã. hắn nhìn nhìn xung quanh, cũng may là không có khách nào khác, lão bản nương đang ngồi đó đọc báo, ánh mắt không hề hướng lên tin tức trên TV, chắc là không chú ý tới bức ảnh vừa rồi. đồ ăn rất nhanh liền được làm xong, lão bản nương bưng đồ ăn đến trước mặt trương dương, cười nói, bình thường chúng tôi đều là dựa theo khẩu vị của người mỹ đồ ăn phải làm cay cay ngọt ngọt cậu từ quốc nội đến cho nên tôi đặc biệt bảo đầu bếp làm đồ trung quốc chính tông cho cậu trương dương nhìn nhìn một bát mì tiêu ớt với thịt một bát canh trứng chim nơi này là nước mỹ có thể được ăn đồ trung quốc cũng không phải dễ dàng gì hắn cầm bát cơm lên và từng miếng lão bản nương cũng không đi ngay ngồi xuống đối diện hắn mỉm cười nói tiên sinh từ đâu tới đây bình hải trương dương nói xong liền chút hối hận mình không nên tiết lộ quá nhiều tin tức cá nhân Hiện tại hắn là một người không có hộ chiếu, không có chứng minh thư, chẳng khác gì người nhập cư trái phép. Ở thành phố thác nước Niagara, bởi vì nóng lòng tìm lại hành lý của mình, hắn đã ra tay đánh ngã hai cảnh sát, điều này chắc đã cấu thành tội tấn công cảnh sát, phiền phức của mình thật sự là không ít. Lão bản nương cười nói, tôi là người Bắc Kinh, Bình Hải tôi cũng từng tới rồi, hiện tại phát triển rất khá. Trương Dương cười cười, hắn cố ý từ chỗ lão bản nương hỏi thăm một số tin tức, người hoa trong trấn nhiều không? lão bản nương thở dài nói không nhiều lắm nhưng mở nhà hàng lại không ít chỉ quán ăn trung quốc đã có ba cái cạnh tranh lẫn nhau rất găng nơi có người hoa không phải là giúp đỡ lẫn nhau mà là kèn cựa lẫn nhau lợi nhuận hiện tại ngày một kém tôi chỉ có thể miễn cưỡng duy trì có đôi khi ngẫm lại định chuẩn bị không làm nữa nhưng con trai vẫn còn đang đi học tôi đợi nó học xong mới có thể đi được trương dương gật đầu nói khẽ đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ lão bản nương cười nói người Trung Quốc chúng ta là như vậy đó, lúc nào cũng lo nghĩ cho con cái, đúng rồi, cậu là tới đây du lịch hay là công tác? Trương Dương nói, có chút việc, đại tỷ, chỉ có nghe nói tới sự kiện ô tô rơi xuống vực xảy ra mấy ngày trước không? Lão bản nương gật đầu nói có, một chiếc xe jeep từ trên đường quốc lộ ven sông mất khống chế lao xuống vực sâu, rồi lọt vào sông Niagara, cảnh sát đang tiến hành công tác tìm kiếm. Tôi nghe nói trong xe có ba người Trung Quốc, đều là nữ hài tử, có hai thi thể đã được phát hiện, xe jeep cũng được vớt lên rồi, hai nữ hài tử bị kẹt trong xe, ngạt thở mà chết. Trong lòng Trương Dương run lên, hắn không ăn được nữa, nói khẽ, đại tỷ, trong ba người có bằng hữu của tôi, chị biết thi thể của bọn họ được để ở đâu không? Tôi muốn đi nhận. Lão bản nương nói, chắc là ở cục cảnh sát, những chuyện này tôi cũng không rõ, tôi rất ít quan hệ với cảnh sát, cục cảnh sát cách quán ăn này không xa, cậu đi ra cửa, rẻ phải rồi cứ đi thẳng lẽ sẽ thấy. Có điều giờ muộn rồi, bọn họ trắng là không cho cậu nhận xác đâu." Trương Dương gật đầu, hắn đứng dậy nói, "Cảm ơn, tôi đi xem thế nào." Hắn bước ra ngoài cửa, khi đi ra, một cảnh sát từ bên ngoài bước vào, Trương Dương theo bản năng cúi đầu xuống, sợ đối phương nhìn thấy hình dáng của hắn. Cảnh sát đó khi đi ngang qua Trương Dương, nhìn nhìn hắn, không đợi hắn nhìn rõ bộ dạng của Trương Dương, Trương Dương đã bước ra khỏi quán ăn sau khi trương dương rời khỏi nhà hàng thì bước nhanh về phía trước hắn chưa đi được bao xa thì phía sau vang lên giọng nói của tên cảnh sát đó ê đứng lại trương dương giả bộ không nghe thấy tiếp tục bước về phía trước ê anh đứng lại đó cho tôi dư quang ở khóe mắt trương dương liếc ra sau nhìn thấy tay của cảnh sát đó đang đặt lên bao súng hắn dừng bước lại trong lòng thầm kêu xui xẻo không ngờ vừa tới tiểu trấn đã bị cảnh sát chú ý cảnh sát đó bước tới tiên sinh xin cho tôi xem giấy tờ trương dương chậm rãi xoay người lại cảnh sát nói giơ tay lên quay người lại trương dương bất đắc dĩ lắc đầu hắn bỗng nhiên nhấc chân lên đá bay súng trên tay cảnh sát đó sau đó một quyền đánh ngất hắn lão bản nương nhà hàng nghe thấy động tĩnh liền từ trong đi ra sợ đến nỗi phát ra tiếng hét chói tai trương dương cười cười với bà ta đừng sợ tôi không làm gì chị dâu giờ chị quay lại đi coi như chưa xảy ra chuyện gì, được không? Lão bản nương sợ hãi xoay người bỏ chạy vào nhà hàng. Trương Dương nhặt súng lục lên, lại từ trên người tên cảnh sát tìm ra chìa quá xe, hắn kéo cảnh sát tới bên cạnh xe, điểm trúng huyệt hôn mê của hắn, ném hắn vào trong xe, dùng còng khóa hắn lên vô lăng, sau cùng thì ném chìa khóa vào trong cốp, chuyện bắt đầu biến thành càng lúc càng hỏng bét rồi. Trương Dương có chút hối hận, mình vì sao không chịu học tiếng Anh, ở nước này, không hiểu tiếng anh thì một bước cũng khó đi. hắn qua cửa kính nhà hàng nhìn thấy lão bản nương đang gọi điện thoại, nói không chừng bà ta là đang báo cảnh sát, mình phải lập tức rời khỏi nơi này. nhưng rời khỏi đây rồi thì biết đi đâu đây? hắn muốn tới cục cảnh sát, hắn muốn tận mắt nhìn xem trong hai thi thể đó có cố giai đồng hay không. nhưng hắn thậm chí ngay cả biển báo giao thông cũng không hiểu được. trương dương bỗng nhiên nghĩ ra một chủ ý, biện pháp tốt nhất chính là để cảnh sát dẫn mình tới đó ý nghĩ này của trương dương còn chưa kịp thực thi thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hai xe cảnh sát đi tới trước mặt hắn bốn gã cảnh sát từ bên trong xe lao ra bọn họ súng nhắm vào trương dương lớn tiếng nói giơ tay lên xoay người lại trương dương giơ tay lên xoay người lại một cảnh sát lao tới còng tay hắn lại mấy cảnh sát rất nhanh liền phát hiện đồng bạn bị còng trong xe có điều hắn hiện tại đang hôn mê trương dương lại nhìn thấy lão bản nương trong bà ta đang nói gì đó với cảnh sát, Trương Dương tuyết miệng cười, đại tỷ, sao lại chẳng niệm chút tình đồng bào nào thế? Không nghi ngờ gì nữa, là nữ nhân này đã bán đứng mình. Lão bản nương lúc này gan cũng lớn hơn rồi, bà ta trợn mắt nói, danh dự của người Hoa chúng ta đều bị những người nhập cư trái phép như cậu phá hỏng rồi, còn trẻ mà không chịu học tập, không ngờ lại tấn công cảnh sát. Chú ấn tượng tốt vừa rồi Trương Dương lưu lại giờ đã biến mất hết rồi mấy cảnh sát thương lượng muốn đưa đồng sự đó tới bệnh viện, trong bọn họ có hai người đưa tên đồng sự đang mê man bất tỉnh tới bệnh viện, hai người còn lại thì áp giải Trương Dương lên xe cảnh sát, đưa tới cục cảnh sát. Cục cảnh sát trong trấn cũng không có lớn lắm, chỉ tương đương với đồn công an của quốc nội, buổi tối chỉ có ba người trực ban, sau khi tới cục cảnh sát, bọn họ đưa Trương Dương tới phòng thẩm vấn, khiến Trương Dương bất ngờ là, lão bản nương trong nhà hàng đó cũng tới theo. Thì ra những cảnh sát này không hiểu tiếng Trung, đặc biệt gọi bà ta tới làm phiên dịch. Cảnh sát phụ trách vụ án của Trương Dương ngồi xuống đối diện hắn, đánh giá hắn một chút rồi líu lo một chàng. Lão bản nương nhà hàng giúp đỡ phiên dịch, cậu tên gì? Từ đâu đến, vì sao lại tấn công cảnh sát? Trương Dương nói, chị giúp tôi nói với hắn, tôi không muốn gây chuyện, tôi chỉ muốn nhìn thấy người bị chết trong vụ tai nạn, tôi quen một người trong đó. Lão bản nương phiên dịch lại lời của Trương Dương truyền cho tên cảnh sát đó, Lúc này một gã cảnh sát da đen trực ban khác đi tới, trong tay hắn cầm một bản tư liệu, thông qua đối chiếu đã nhận ra thanh niên người Hoa ở trước mặt hôm nay ở thành phố thác nước Niagara đã đánh ngã hai cảnh sát, cướp xe cảnh sát, cảnh sát da đen đi tới trước mặt Trương Dương, cái con lợn da vàng này, không những nhập cư trái phép, hơn nữa còn dám tấn công cảnh sát. Hắn vươn tay ra kéo mũ Trương Dương xuống, tóm lấy tóc hắn. Trương Dương lạnh lùng nhìn hắn, nói khẽ, hắn nói gì vậy? Lão bản nương dỗ cũng cũng là người Trung Quốc, nghe thấy cảnh sát da đen nói ra những lời có tính vũ nhục như vậy thì cũng cảm thấy xấu hổ, ho khan một tiếng, không dám phiên dịch. Trương Dương nói, hắn chửi tôi à. Cảnh sát da đen nhìn Trương Dương, nhe răng cười nói, mày là đồ mất dậy, vô sỉ nhập cư trái phép, có tin tao vặt trứng mày xuống rồi nhét vào miệng mày không? Nói xong hắn nói với lão bản nương nhà hàng, giúp tôi phiên dịch cho hắn nghe. Lão bản nương đỏ mặt phiên dịch lại những lời này, Trương Dương nói, giúp tôi nói với hắn, tôi rất tức giận. Cảnh sát nghe nói Trương Dương tức giận, đều cười rộ lên, cảnh sát da đen xoa xoa tóc Trương Dương, tức giận à, mày ở trước mặt tao giống như một con kiến, một kẻ đáng thương mà thôi. Hai tay Trương Dương vặn một cái, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, còng tay làm bằng thép bị hắn giật sứt, không ai ngờ được lại sẽ phát sinh biến hóa như vậy. Cảnh sát da đen có phản ứng đầu tiên, hắn vươn tay ra muốn tóm cổ Trương Dương, nhưng bị Trương Dương tóm được ngón cái, Vặn một cái ngược chiều kim đồng hồ, chỉ nghe thấy rắc, ngón cái của cảnh sát da đen đã bị vặn gãy, hắn rên lên một tiếng, hai chân khuỵu xuống, Trương Dương thừa thế rút gậy cảnh sát của hắn ra, một gậy đập vào giữa hai chân hắn. Cảnh sát da đen hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Tên cảnh sát bồi thẩm khác vội vàng rút súng, Trương Dương giơ côn cảnh sát lên ném ra, bốp một tiếng ném chung súng trên tay hắn, súng keng một cái rơi xuống đất. Trương Dương thế như mãnh hổ rời hang, vọt lên một tay nắm lấy yết hầu hắn, lập tức điểm trúng huyệt đạo của hắn. Tên cảnh sát trực ban ở bên ngoài nghe thấy động tính, từ bên ngoài chạy vào, vừa mới đẩy cửa phòng ra, chân trái của Trương Dương đã móc lấy cái ghế hất ra, nện lên người tên cảnh sát đó, chỉ trong giây lát, Trương Dương đã đánh ngã toàn bộ ba gã cảnh sát trực ban. Lão bản nương sợ hãi hết thảm không thôi, Trương Dương lạnh lùng nhìn bà ta, tôi hiện tại cuối cùng cũng hiểu vì sao Trung Quốc lại có nhiều hán gian như vậy. Lão bản nương run rẩy nói, "Đừng, đừng đánh tôi." Trương Dương tóm lấy tên cảnh sát da đen đó, kéo hắn đến trước mặt lão bản nương, "Giúp tôi hỏi hắn, thi thể của hai cô gái Trung Quốc gặp chuyện không may để ở đâu?" Lão bản nương run rẩy phiên dịch lại lời nói của Trương Dương, cảnh sát da đen đó lúc này đã sớm bị sự thần võ của Trương Dương dọa cho hồn phi phách tán, run giọng nói, "Ở phòng để xác." Trương Dương hừ lạnh một tiếng, vỗ bóp một cái lên đầu hắn, "Dẫn tôi đi." hắn lại nói với lão bản nương đang co rúm lại trong góc tường, bà cũng đi cùng. Phòng để xác của trấn cách cục cảnh sát khoảng 2 cây em. Trương Dương bước tên cảnh sát da đen đó đi cùng với hắn, về phần hai cảnh sát khác tất cả đều bị Trương Dương chế trụ huyệt đạo, tự giải huyệt gần 12 tiếng đồng hồ. Cảnh sát da đen ngón cái bị Trương Dương vặn gãy, đau đến nỗi mặt vặn vẹo. Trương Dương nhắc nhở hắn, ngoan ngoãn nghe lời thì tôi cam đoan anh không sao, nếu không, thứ mà tôi bẻ gãy tiếp theo là cổ của anh đó. Khi hắn những lời này ánh mắt cũng liếc lão bản nương đó một cái, dọa cho bà ta dùng mình. Người gác đêm của Phong để sắc mặt mày mệt mỏi mở cửa, hắn quen thân với tên cảnh sát da đen đó, ngắp một cái rồi oán giận nói Yêu đã chế thế này rồi anh còn tới đây làm gì? Yêu cố nén đau đớn, hắn thật sự bị Trương Dương dọa cho sợ hãi rồi, trước đây chỉ kiến thức sự lợi hại của công phu Trung Quốc trên phim ảnh, hôm nay được thấy thật, còng tay bằng thép mà có thể dễ dàng bẻ gãy như vậy, vừa ra tay đã đánh ngã ba cảnh sát bọn họ, càng thần kỳ hơn là, hắn dùng ngón tay chọc một cái, hai đồng sự của mình liền không nhúc nhích được nữa, thằng ôn này nhất định là người siêu năng, yêu ân tuy rằng bộ dạng cao lớn thô cạch cao lớn thô cạch, nhưng lá gan rất nhỏ, người Mỹ đa số đều rất sợ chết. Bọn họ thờ phụng đạo lý núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun, sẽ không tùy tiện quên mình làm liệt sĩ. Yêu nói, tôi dẫn người tới nhận xác, chính là hai cổ thi thể trên chiếc xe jeep rơi xuống sông đó. Lão bản nương ngoan ngoãn ở bên cạnh phiên dịch lại. Người gác đêm gật đầu, dẫn bảo họ vào phòng để xác, dân cư của trấn nhỏ không nhiều lắm, cho nên bình thường trong phòng để xác cũng không có bao nhiêu thi thể. Người tới gác đêm đi tới trước tủ lạnh đánh số 7, rút thi thể ở tầng trên ra. Trương Dương đi tới, tim đập kịch liệt, khi thật sự phải đối mặt với hiện thực, hắn mới nhận thức được rõ ràng rằng nội tâm của mình phải chịu đựng áp lực cực lớn như thế nào. Yêu ẩn kéo túi đựng xác ra, thi thể bị sưng phồng, lại trải qua ướp lạnh, màu da tái nhợt làm cho người ta sợ hãi. Trương Dương cắn chặt môi, cẩn thận phân biệt bộ mặt của thi thể, không phải của cố giai đồng, hắn lắc đầu. Người gác đêm đẩy thi thể vào lại, rồi rút ngăn dưới ra, hình dung của cố thi thể này càng làm cho người ta sợ hãi hơn. Trương Dương từ nốt ruồi đen trên mặt thi thể phân biệt, cũng không phải là cố giai đồng, hắn lại lắc đầu. Tuy rằng không tìm được thi thể của cố giai đồng, nhưng nội tâm của Trương Dương lại trở nên càng trầm trọng hơn. Xe jeep từ vách núi cao 50 thước rơi xuống sông Niagara chảy xiết, hy vọng sống sót của cố giai đồng là cực kỳ xa vời. Rời khỏi phòng để xác, tên cảnh sát da đen yêu ẩn đó nói khẽ có người anh muốn tìm hay không. Trương Dương nói, trong xe jeep tổng cộng có 3 người, có tin tức của người thứ ba không? Yêu ẩn lắc đầu, hành động tìm kiếm vẫn chưa kết thúc, lãnh sự quán New York cũng gửi người tới, nghe nói người mất tích còn lại là con gái của một là vị quan lớn Trung Quốc. Trương Dương nhíu mày, trong gió tuyết hắn mơ hồ nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Trương Dương không tiếp tục hỏi nữa, hắn chạy nhanh ra xa, rất nhanh thân ảnh của hắn liền biến mất trong gió tuyết đầy trời. Bởi vì lo lắng bị cảnh sát vây, Trương Dương rời khỏi trấn vanner ở trong rừng cây ngoài trấn nhỏ gần bờ sông ngủ một đêm. Sáng sớm lặng lẽ đến, Trương Dương chậm rãi mở mắt, hắn nằm trên một trà cây đại thụ. Tuyết rơi cả một đêm, trên người hắn phủ đầy tuyết, hơi động một chút là tuyết rơi xuống là tả. Một đêm này hắn bị thống khổ và cừu hận tra tấn. Hắn có thể kết luận vận xui mà cố giai đồng lần này gặp phải là người khác cố ý chế tạo. Trước mắt tình huống duy nhất nắm được chính là cố giai đồng đã mất tích, tới nước Mỹ vốn định để điều tra rõ chuyện này. Nhưng xui xẻo là hắn vừa mới đến đây, hộ chiếu và tất cả hành lý đều bị mất. Mình đột nhiên trở thành một người nhập cư trái phép không rõ thân phận. Trương Dương hít một hơi không khí lạnh lẽo, hắn chậm rãi đứng lên, vươn tay ra, chấn cho tuyết đóng trên người rơi xuống, sau đó từ trên đại thụ cao năm thước nhảy xuống, hai chân đứng trên mặt tuyết, không lưu lại chút dấu vết vào, Trương Dương đi về phía đường quốc lộ, hắn cần người giúp, đi tới trạm điện thoại công cộng ở ven đường, Trương Dương cầm điện thoại, tối hôm qua hắn nhớ tới sở yên nhiên, cũng nhớ tới tả hiểu tình, nhưng hắn cuối cùng phủ quyết ý định nhờ hai cô giúp đỡ, hắn không muốn liên lụy tới hai cô. Trương Dương đắn đo mãi, trực tiếp điện thoại cho lãnh sự quán Trung Quốc ở New York. Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ dễ nghe, là nói tiếng Anh. Trương Dương nói, tôi muốn tìm người phụ trách của lãnh sự quán. Đối phương ngây ra một thoáng rồi nói khẽ, tiên sinh, anh cần giúp gì ư? Có chuyện gì có thể trực tiếp nói với tôi, lãnh sự há có phải là có thể tùy tiện gặp được, chế độ của quan viên trong nước cũng vậy mà ở nước ngoài cũng vậy. Trương Dương nói, tôi là quan viên Trung Quốc tới Buffalo làm việc, nhưng vừa xuống máy bay thì hành lý bị mất, hộ chiếu và thư mời thương vụ của tôi tất cả đều ở bên trong đó, tôi muốn nói chuyện với người phụ trách của các cô. Tiên sinh, có thể nói cho tôi biết tính danh và thân phận của anh không? Trương Dương nói, tôi tên là Trương Dương, là con nuôi của phó thủ tướng Quốc vụ viện Văn Quốc Quyền, cho tôi nói chuyện với người phụ trách của các cô. Nếu không phải bất đắc dĩ, Trương Dương cũng sẽ không lôi thân phận của cha nuôi ra nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể dẫn tới sự coi trọng của lãnh sự quán đối phương ngạc nhiên ồ một tiếng cô ta lập tức nói xin anh chờ một chút trương dương chủ động tỏ rõ thân phận khiến cô ta chú ý trương dương đứng ở trong trạm điện thoại công cộng kiên nhẫn đợi đối phương trả lời ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra phía bên ngoài sợ có cảnh sát chú ý tới nơi này trên đường quốc lộ sáng sớm không có nhiều ô tô lắm một chiếc xe quét tuyết chậm rãi tiến lên chiếc chiếc ô tô ở phía sau rè rặt đi theo trong ống nghe truyền tới một giọng nữ, giọng nói này có chút quen thuộc, có điều khẳng định không phải là người vừa rồi tiếp điện thoại, cô ta tràn ngập ngạc nhiên nói: "Trương Dương, anh đến nước Mỹ rồi à?" Trương Dương rất nhanh liền từ trong giọng nói nhận ra, đối phương không ngờ là Điền Linh, vợ của Vương Học Hải, Trương Dương từng ở trên tàu hỏa giải vây giúp Điền Linh, quan hệ vốn không tồi, nhưng về sau bởi vì chuyện của Vương Học Hải, Điền Linh cũng nảy sinh ngăn cách với hắn, hai người đã rất lâu rồi không liên lạc với nhau. Nhớ là Điền Linh trước đây làm ở bộ ngoại giao. Trương Dương có chút không thể tin được, hỏi lại: "Chị Linh à?" Điền Linh vui vẻ nói: "Trương Dương, đúng là cậu rồi. Không ngờ cậu lại đến Mỹ." Trương Dương cũng không ngờ Điền Linh lại ở lãnh sự quán New York, dù sao có thể tìm được một người quen cũng là chuyện tốt. Trương Dương đem phiền toái của mình ra nói cho Điền Linh nghe, Điền Linh sau khi nghe xong an ủi hắn: "Cậu đừng lo lắng, tôi lập tức sẽ đi tìm tổng lãnh sự phản ánh một chút." tôi cho cậu một số điện thoại, lãnh sự quán đã có người đi tìm kiếm hiện trường rồi, anh ta tên là Bạch Trí Quân, nói cho tôi biết vị trí cụ thể của cậu, tôi sẽ bảo anh ta tới đón cậu. Trương Dương nói ra vị trí đại khái hiện tại của mình. Điền Linh dập máy, đầu tiên gọi điện thoại cho Bạch Trí Quân, bảo hắn hắn đi tới gần trấn Potter Vanner đón Trương Dương, sau đó cô ta tới văn phòng của Tổng lãnh sự Thư Anh Hằng. Thư Anh Hằng đang gọi điện thoại, y nói chuyện điện thoại xong, ngẩng đầu lên, Hỏi Điền Linh, chuyện gì? Điền Linh đi trước mặt y, nhỏ giọng kể lại chuyện vừa rồi cho y. Thư Anh Hằng nghe xong, vẻ mặt ngưng trọng nói, hộ chiếu của anh ta đã mất rồi hả? À? Không ngờ còn đả thương cảnh sát ý. Điền Linh nói, Trương Dương rất không đơn giản, tôi thấy hắn lần này đến nước Mỹ nhất định có liên quan tới sự mất tích của Cố Gia Đồng. Thư Anh Hằng nói, vừa nhận được tin tức, giày và áo khoác của Cố Gia Đồng đã được vớt, trên áo khoác có rất nhiều vết máu. Căn cứ vào phân tích tình huống hiện trường, cô ta chắc là giữ nhiều lành ít. Điên Linh cắn môi, cô ta từng gặp Cố Giai Đồng, đối với Cố Giai Đồng cũng rất yêu mến, không ngờ Cố Giai Đồng xinh đẹp trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy lại chết trong tai nạn xe hơi, trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc hận. Thư Anh Hằng đứng dậy nói, tôi phải đi Buffalo, bí thư cố buổi trưa sẽ tới, tuổi lớn như vậy mà lại mất đi con gái, chuyện này đối với ông ta là đả kích rất lớn. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 635.